đợi đại ca đột phá, chúng ta đi tìm phụ thân. Lục Sảo cao hứng nhảy dựng lên. Oanh! Thời điểm Lục Sảo dứt lời, trên không trung đột nhiên sinh ra tiếng nổ vang, lập tức mây đen hội tụ trên bầu trời, trong thiên địa có thiên uy khủng khiếp hàng lâm, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, điện thiểm lôi minh, thiên địa dị tượng không ngừng hàng lâm. Trong mây đen dày đặc lôi điện xuyên thẳng qua các nơi, thiên uy khủng bố làm linh hồn mọi người rung động, trên không trung sinh ra từng ánh mắt hãi hùng khiếp vía. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số lôi điện xuyên qua mây đen, lập tức ngưng tụ thành lôi điện khủng khiếp, lôi điện này rất mạnh mẽ. Mọi người kinh hãi nhìn qua thân ảnh lơ lửng trên không trung, lúc này thân ảnh kia phóng lên cao hơn. Đây là vô thượng lôi kiếp, là Lục Kinh Vân đang đột phá vô thượng niết bàn, dẫn phát vô thượng lôi kiếp. Không thể nào, huynh muội Lục gia muốn nghịch thiên a hát, còn cho người ta sống không, lúc này mới bao lâu a hát, bây giờ Lục Kinh Vân đã đột phá vô thượng niết bàn rồi. Ta xem Lục Kinh Vân tiểu tử này cố ý chọc tức chết chúng ta, để cho chúng ta xấu hổ đâm đầu vào tường chết đi cho rồi. Vô thượng lôi kiếp, Kinh Vân sắp độ kiếp. Bối Nhi, Lục Tượng, Lục Sảo, ba người khẩn trương lên, đôi mắt ba người nhìn thẳng thân ảnh trên không trung. Oanh! Lôi Vân khủng khiếp như điện xà không ngừng giáng thẳng vào thân ảnh cao ngất trên không trung. Phá cho ta! Lúc này thanh niên kia mở mắt ra. Khí tức sát phạt giống như hung thú thức tỉnh bạo phát, trong tay cầm một thanh đại đao màu đỏ bổ thẳng vào lôi điện trên cao. Xoẹt! Huyết đao đi qua, không gian nghiền nát, lôi điện bị đánh tan. Rầm rầm rầm! Trong thời gian ngắn lôi điện và đao mang va chạm với nhau, hai đạo năng lượng khủng khiếp bộc phát dữ dội, mấy ngọn núi lửa chung quanh bộc phát dữ dội, năng lượng phong bạo đáng sợ càn quét các hướng, cả phiến không gian tan vỡ thành nhiều mảnh. Không gian sụp đổ. Không trung có tiếng nổ đinh tai nhức óc như quả bom nổ, cảm giác tim đập chân rung sinh ra tỏng lòng mọi người. Ầm ầm, từng ngọn núi lớn vỡ nát, cảnh tượng vô cùng rung động, khó có thể miêu tả, người ta lạc vào cảnh giới vô cùng rung động. Không hổ là Lục Kinh Vân, vô thượng lôi kiếp này cho dù là cường giả tuyên cổ cảnh cao giai cũng không dám chống lại chính diện. Lục Phong tử này lại đột phá, hắn càng ngày càng đáng sợ. Nếu hắn không lựa chọn chống lại chính diện, vậy hắn cũng không phải là Lục Kinh Vân, hắn lĩnh ngộ chính là sát phạt áo nghĩa, đây mới là tính cách của hắn. Lục Phong tử không sao chứ, vô thượng lôi kiếp cũng không phải dễ trêu. Mau nhìn xem đi, chúng ta thật vất vả đột phá vô thượng niết bàn đã làm rạng rỡ tổ tông, hãnh diện, cũng không thể nhìn tiểu tử kia gặp chuyện không may. Trong không trung có không ít khí tức hùng hồn nghị luận, có người lao đi. Cách đại chiến kinh thiên trên Long Tích đại lục chừng một tháng. Trong thời gian này Lục Lâm Thiên trở lại tổng bộ quân đoàn Hùng Phong vẫn đang bế quan. Trong một tháng này, quân đoàn Hùng Phong vang danh khắp liên minh quân bộ, trận chiến trên Long Tích Đại Lục đã giúp quân đoàn Hùng Phong quật khởi. Đương nhiên, loại quật khởi này gắn liền với ba chữ, Lục Lâm Thiên, bởi vì Lục Lâm Thiên là quân đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong. Trên chiến trên Long Tích Đại Lục, Lục Lâm Thiên chảo xé đao diệt tuyên cổ cảnh cao giai như con sâu cái kiến, quyền diệt ngàn vạn minh linh thành cho tàn. Tam kiếp cùng độ, nghịch thiên mà đi, dưới thiên lôi phá rồi lại lập, lấy ngôi sao làm thang, nhật nguyệt làm đường, một đường đạp thiên, ngạo nghễ thiên địa, đặt chân chân lý niết bàn trong truyền thuyết. Truyền thuyết này chấn động toàn bộ liên minh quân bộ. Chấn động như thế lan truyền khắp thương khung chiến trường, cũng lan ra 3.000 đại thế giới, ngày đó cả 3.000 đại thế giới dung chuyển, đã sớm có cường giả chú ý cảnh tượng này. Trong thượng thanh thế giới cũng kinh động cổ tộc và hai đại liên minh. Trong lúc nhất thời tất cả thế lực điều tra lai lịch của Lục Lâm Thiên, chân lý niết bàn tuyệt đối khủng bố hơn cả cổ tộc, bốn chữ chân lý niết bàn này đại biểu tất cả, đủ để người cổ tộc buông cao ngạo xuống. Tất cả mọi người tìm kiếm bối cảnh của Lục Lâm Thiên, nhưng lại phát hiện lai lịch của Lục Lâm Thiên không có bao nhiêu, không có ai biết hắn đến từ phương nào, chỉ biết đến từ thế giới vô danh, đến từ Phi Linh Môn. Đoạn thời gian này đệ tử quân đoàn Hùng Phong sôi trào lên. Tất cả đệ tử quân đoàn Hùng Phong đều biết rõ, sau này quân đoàn Hùng Phong sẽ quật khởi, đoàn trưởng chính là ngạo khí của bọn họ. Ngọn núi cao vút, mây mù lượn lờ, một thân ảnh yên lặng xuất hiện, toàn thân bao phủ trong mây mù, thời điểm mọi người nhìn thấy thân ảnh này đều không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Lúc này lão giả tóc bạc phơ dùng ý thức kéo dài ra, nói với thân ảnh này. Ngươi mới tới tìm ta sao, có lẽ ngươi sớm nhận được tin tức. Ta đã sớm nhận được tin tức. Nhưng mà lúc này mới rảnh rỗi tới đây.
lúc này một thân ảnh cao ngất xuất hiện trong mây mù. Thân ảnh kia chừng 40, tướng mạo đường đường, ngực lớn vai rộng, có cái dũng vạn phu nan địch, lông mày rậm thâm thúy, toàn thân sinh ra chấn động vô hình và xu thế bế nghĩa thiên địa, nói. Ta chỉ muốn nói với ngươi vài câu. A hát, ngươi tự mình đến nói, sợ rằng không đơn giản. Lão giả tóc bạc tươi cười, nói. Chẳng lẽ ngươi muốn tới chúc mừng thượng thanh thế giới của ta xuất hiện một chân lý niết bàn hay sao? Chúc mừng thì không cần, ta chỉ tới nói cho ngươi biết, ngươi nên biết chân lý niết bàn đại biểu cho cái gì, ta và hắn có quan hệ không cạn, ngươi tốt nhất cảnh cáo đám gia hỏa âm thầm gây sóng gió kia đi, nếu ta biết được, ta sẽ không nhẫn nại nữa đâu, thời điểm đó ngươi đừng trách ta ra tay quá nặng. Thân ảnh cao ngất ngữ khí hiên ngang, khí thế không giận tự uy và bá đạo khôn cùng. Ai? Già nua lão giả than thở, nói. Ta sẽ cảnh cáo một ít người, chân lý niết bàn không phải bình thường, tuy trong thương khung chiến trường là nơi thích hợp với hắn, bằng không lúc này cũng không có cơ duyên lớn như vậy. Nhưng mà thương khung chiến trường quá nguy hiểm, Thiên La Minh sẽ không bỏ qua, cho nên ta muốn bảo hắn vào thiên giới mật địa, người cảm thấy thế nào? Thân ảnh cao ngất nói. Người tự xử lý là được rồi, ta không nhúng tay vào, thương khung chiến trường thích hợp với hắn hơn. Hắn cần một con đường của mình, không phải đi con đường của người khác, hắn hiển nhiên hiểu điểm này, cho nên hiện tại cũng đã làm được. Nhưng lúc này hắn có không ít phiền toái, ta đã thông chi mấy lão gia hỏa trong thương khung chiến trường trông nom hắn, chuyện còn lại là việc của ngươi. Ta đoán chừng nếu không phải mấy lão gia hỏa kia, cho dù tiểu tử Lục Lâm Thiên ngộ ra chân lý niết bàn cũng không thuận lợi. Lão giả tóc bạc nói, ta sẽ cân nhắc, trở lại thiên giới mật địa dù sao bảo hiểm hơn một ít. Chân lý niết bàn xuất hiện làm Thiên La Minh bất an. Thì tính sao, ngươi cho rằng tiểu tử kia dễ đối phó sao? Trung niên phất trường bào, nói với lão giả. Ngươi bây giờ bảo tiểu tử kia vào thiên giới mật địa, ngươi có nghĩ tới hay không? Lúc trước là ai bảo hắn đi thương khung chiến trường, lúc này đây hắn trở về, với tính cách của hắn sợ rằng không bỏ qua, đến lúc đó thiên giới mật địa sẽ bị lật tung. Chân lý niết bàn, ha ha, ta có thể nói rõ cho ngươi biết. Những người lúc trước ta không động vào chính là giữ lại cho hắn tự giải quyết, đến lúc đó nếu có người muốn ngăn cản, vậy cũng đừng trách ta cũng nhúng tay vào, vẫn câu nói kia, ta đã nói trước, đến lúc đó cũng đừng trách ta không chào hỏi lão gia hỏa ngươi, ta còn có việc, đi trước một bước. Vừa dứt lời, trung niên biến mất không thấy gì nữa. Ai, đau đầu a hát. Lão giả già nua cười khổ, thấp giọng thì thào thở dài, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Độc Hạt lúc này nhìn đại hán trung niên, ánh mắt của hắn mang theo thần thái rung động, nói. Phượng Tuy đại nhân, không nghĩ tới Lục Lâm Thiên lại mạnh như thế, chân lý niết bàn, tam kiếp cùng phá, Dạ Xoa nhất tộc tuyên cổ cảnh cao giai cũng bị hắn chu sát, loại thực lực này quá đáng sợ. Vừa dứt lời, Độc Hạt còn có chút kinh hồn chưa định, lúc trước nghe được những tin tức này, hắn đánh chết cũng không tin, đây quả thực là chuyện không phải người làm ra. Hừ. Tiểu tử này vận khí quá tốt, chân lý niết bàn a hát, thiên địa ít có. Phượng Tuy co rúm, lập tức nói nhỏ. Nhưng dù sao còn không có triệt để trưởng thành, chắc chắn sẽ có cơ hội, ta tin tưởng với tính cách của Dạ Xoa nhất tộc, còn có Thiên La Minh, sợ rằng đều không bỏ qua hắn, chúng ta bây giờ không cách nào làm gì được hắn, nhưng mà chỉ cần chúng ta hơi ra sức, đại khái có thể làm hắn chết không chỗ chôn. Độc Hạt nghe vậy, ánh mắt rung động, lập tức lo lắng nói. Lúc này Phệ Hồn nhất tộc cùng Lang Linh nhất tộc và Dạ Xoa nhất tộc nhúng tay vào vẫn thất bại, vạn nhất tiếp theo. Phượng Tuy chen ngang lời Độc Hạt, ánh mắt âm hàn bắn ra, nói. Ta tin tưởng tiếp theo, Dạ Xoa nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc chắc không khinh thường nữa, Lục Lâm Thiên càng mạnh sẽ càng là tai họa với chúng ta, cho nên hắn phải chết. Trong thiên trụ giới tầng thứ 7, Lục Lâm Thiên bị hào quang màu trắng bao quanh, những lúc như vậy đều qua thời gian thật lâu. Ngoại giới đã qua một tháng, tính toán ra, Lục Lâm Thiên tiến vào không gian thông linh bảo khí cũng 10 năm rồi. Xuy, thời điểm này hào quang bắt đầu thu liễm, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không gian chấn động, thân ảnh Lục Lâm Thiên vô cùng chật vật xuất hiện, tay cầm trường cung, nói thầm. Rốt cục thành công, không nghĩ tới lâu như vậy, suýt nữa không ra được. Ông, trường cung trong tay nghe Lục Lâm Thiên nói chuyện. Lập tức âm thanh sấm gió vang lên, giọng nói trầm thấp vang vọng. Chúc mừng chủ nhân, về sau ta cũng có thể xuất thế lần nữa rồi.
Lục Lâm Thiên nhìn trường cung trong tay, sau khi đi ra khỏi không gian trường cung, tự nhiên cũng biết đây là thông linh bảo khí có từ thời xa xưa. Trường cung thông linh bảo khí tên là Truy Phong Chiến Thiên Cung, nó dùng viễn cổ long cân phượng cốt tăng thêm thiên tài địa bảo luyện thành, thông linh bảo khí phong thuộc tính, mũi tên là dùng phong nguyên lực tạo thành. Từ tin tức trong Truy Phong Chiến Thiên Cung, Lục Lâm Thiên biết được, Truy Phong Chiến Thiên Cung chính là thượng cổ thông linh bảo khí, xem như tồn tại cường hãn nhất trong thông linh bảo khí, từ khí tức còn mạnh hơn Thanh Trụ Hư Không Dực và Hồn Diệt Phách Trùy rất nhiều. Truy Phong Chiến Thiên Cung mạnh nhất có thể bắn ra 9 mũi tên, 9 mũi tên phát ra cùng một lúc đủ để xé rách không gian, xuyên thủng trời xanh, uy lực vô cùng, nhưng bắn ra 9 mũi tên cũng không dễ dàng. Chiến Thiên, người đã bao lâu không có xuất thế? Lục Lâm Thiên hỏi Truy Phong Chiến Thiên Cung. Hồi bẩm chủ nhân, ta cũng không nhớ rõ, dù sao thật lâu rồi. Truy Phong Chiến Thiên Cung trả lời. Tin tưởng không lâu ngươi sẽ đại phát thần uy, hiện tại nghỉ ngơi trước đi. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, tâm thần thu Truy Phong Chiến Thiên Cung vào đan điền khí hải. Ồ, nguyên lực thật mạnh. Truy Phong Chiến Thiên Cung xuất hiện trong đan điền Lục Lâm Thiên, lập tức đi tới dưới nguyên đan chữ vạn. Lập tức truyền ra tiếng ngạc nhiên, dường như rất kích động. Bây giờ trên người hắn có 3 kiện thông linh bảo khí, đặc biệt là Truy Phong Chiến Thiên Cung là thông linh bảo khí không bình thường, Lục Lâm Thiên rất hưng phấn. Vì Thanh Trụ Hư Không Dực cần thời gian khôi phục, lúc này Truy Phong Chiến Thiên Cung vừa vặn biến thành át chủ bài của hắn. Hưng phấn một lúc, tâm thần lại động, Lục Lâm Thiên cầm khối ngọc bài trong không gian thứ 6 ra. Lục Lâm Thiên kết luận nó là vật tuyên cổ điện. Nhưng mà cũng không biết là gì trong tuyên cổ điện, sợ là cần phải chờ tới thời điểm gặp sư bá Tam Kỳ lão nhân hoặc tự đi tuyên cổ điện, lúc này mới có thể biết lai lịch ngọc bài. Trong những vật trong thạch thất thứ 6, Lục Lâm Thiên chưa tùy tiện bỏ qua tượng đá sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên. Lục Lâm Thiên lại tiến vào trong thạch thất thứ 6. Tượng đá trong thạch thất tạo hình khác biệt, lúc trước là một chỉ và một quyền, pho tượng đá này tạo hình bàn chân, cảm giác rất man hoang cổ xưa. Dùng hỗn độn âm dương quyết mở ra. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ nhúc nhích, hắn đã ngựa quen đường cũ, tượng đá này cần thúc dục âm dương linh vũ quyết mới có thể mở ra, vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, lòng bàn tay ngưng tụ vòng xoáy cắn nuốt lên bức tượng. Oanh! Khi tượng đá run rẩy, trong nháy mắt hào quang bao phủ Lục Lâm Thiên. Cả không gian run lên, Lục Lâm Thiên lại xuất hiện lần nữa, hắn xuất hiện trong không gian cổ xưa, khí tức cổ xưa rất đậm. Lúc này một hư ảnh xuất hiện. Thân ảnh hư ảo xuất hiện, từng đạo khí tức cổ xưa bộc phát ra, trong nháy mắt không gian chấn động và vỡ nát. Chỉ trong nháy mắt hư không đã bị uy áp khủng bố bao phủ, từng đạo khí tức mênh mông không ngừng tăng cường. Lục Lâm Thiên rung động, Bát Hoang Thiên Địa Quyết đệ nhất quyết đã có uy thế bá đạo tới cực điểm, đệ nhị quyết có thể hủy thiên diệt địa, mà uy thế lúc này có thể phá hủy tất cả, nó dễ dàng phá hủy tất cả mọi thứ. Khí thế bá đạo mang theo uy thế vô cùng vô tận bộc phát ra, giờ phút này thân ảnh kia mở đi, khí tức cổ xưa trong không gian càng ngày càng mạnh, khí tức phá hủy tất cả, phá hủy vạn vật. Bát Hoang Thiên Địa Quyết, Tam Quyết Chuyển Thiên Thế, Nhất Cước Toái Sơn Hà. Tiếng quát như sấm sét vang vọng trong hư không, thân ảnh này không ngừng kết thủ ấn, cả hư không vặn vẹo. Thân ảnh này tương liên với hư không, kéo dài qua trời cao, cất bước đạp nát tất cả. Khí tức phá hủy vạn vật làm lòng người tan vỡ. Một cước này hủy diệt sinh cơ, tận diệt tất cả những gì phản kháng. Bát Hoang Thiên Địa Quyết đệ tam quyết, uy năng của nó còn mạnh hơn đệ nhị quyết gấp 10 lần, tu luyện đại thành, chân đá bát hoang, chấn vỡ hoàn vũ. Lúc này âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên, tin tức về phương pháp tu luyện đệ tam quyết xuất hiện trong đầu Lục Lâm Thiên. Hào quang biến mất. Lục Lâm Thiên tiếp tục xuất hiện trong thiên trụ giới tầng thứ 7, ánh mắt ngạc nhiên. Bát Hoang Thiên Địa Quyết đệ tam quyết, uy lực lớn hơn đệ nhị quyết gấp 10 lần, đệ nhị quyết mạnh hơn đệ nhất quyết gấp 10 lần, như vậy có thể nói đệ tam quyết mạnh hơn đệ nhất quyết 100 lần, uy năng của nó có thể nghĩ. Dừng tu luyện một chút, dường như bên ngoài có chút loạn. Lục Lâm Thiên lập tức phục hồi tinh thần lại, vững vàng chân lý Niết Bàn cần 2 năm, lĩnh ngộ phong thuộc tính. Dung hợp Truy Phong Chiến Thiên Cung dùng 10 năm, bây giờ đã trôi qua một tháng. Không cần suy đoán, Lục Lâm Thiên cũng biết quân đoàn Hùng Phong gần đây nhất định rất náo nhiệt, chính mình lĩnh ngộ chân lý Niết Bàn động tĩnh quá lớn, người muốn tìm mình quá nhiều. Khi Lục Lâm Thiên và Vô Tướng, còn có Vu Mã Tam Giới, Lý Cụ của Hộ Hoàng đội,
còn có phá thổ, truy mệnh, phong hỏa rời khỏi thiên trụ giới. Lúc này mọi người vẫn còn thương thích, Lục Lâm Thiên cũng cho người hộ hoàng đội đi vào trong thiên trụ giới chữa thương. Riêng Thái A thương thế không nặng, quân đoàn Hùng Phong cần phải có người xử lý công việc, cũng chỉ có thể cho Thái A ở bên ngoài ứng phó, phá thổ và truy mệnh, phong hỏa bị thương đủ nặng, đều vào trong thiên trụ giới chữa thương. Siêu siêu siêu. Ở dãy núi cách quân doanh không xa có hai người bay tới, một là cô gái tuyệt sắc, một thân váy dài có khí chất hoàn mỹ. Một người còn lại mặc trang phục nóng bỏng, lăng lệ như mẫu thân nàng, chính là Lục Sảo, còn có bối nhi hai người. Nhưng mà dung mạo của hai nữ chật vật, khí tức trên người hỗn loạn. Bối tỷ tỷ, quân đoàn Ma Hạt và quân đoàn Thiên Phượng không phải ở trong thượng thanh thế giới sao, tại sao lại ra tay với chúng ta? Ánh mắt Lục Sảo đầy lãnh ý, hỏi bối nhi. Đôi mắt bối nhi bắn ra hàn ý, nói. Ta suy đoán quân đoàn Ma Hạt và quân đoàn Thiên Phượng có thù với phụ thân, cho nên nghe nói thân phận chúng ta đã lập tức ra tay, Kinh Vân sớm cảm giác không ổn, yểm hộ chúng ta mới giúp chúng ta chạy thoát, nhưng hiện tại đang bị cường giả hai quân đoàn vây khốn, sợ là nguy hiểm rất lớn. Vô liêm sỉ, một ngày nào đó ta sẽ không bỏ qua đám vương bát đản kia. Lục Sảo nghiến chặt hàm răng, hàn ý bộc phát. Bối nhi âm trầm nói. Kinh Vân cũng không phải dễ đối phó, ta hiểu hắn, trọng yếu nhất là tìm phụ thân, Lục Tưởng cũng đã trở về tìm quân đoàn cứu viện, đến lúc đó mặc kệ chúng ta ai nhanh hơn, chúng ta phải thoát hiểm trước. Đúng, chúng ta phải nhanh tìm phụ thân, ít nhất chúng ta biết rõ phụ thân trong quân đoàn Hùng Phong, nơi đây cách quân đoàn Hùng Phong không xa. Lục Sảo gật gật đầu, chỉ cần tìm được phụ thân là được cứu. Siêu siêu. Bóng dáng xinh đẹp của hai nữ lập tức phá không biến mất. Một lát sau, trong phòng nhỏ, cường giả quân đoàn Hùng Phong lúc này đều vào vị trí, Thái A hành lễ với Lục Lâm Thiên sau đó than thở. Sư phụ, nếu ngươi không đi ra, con cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Như thế nào? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi Thái A. Thái A cười khổ, lập tức nói. Sư phụ, ngươi không biết, một tháng này ta mệt muốn chết. Nghe nói sư phụ đánh thắng tại Long Thích Đại Lục, mỗi ngày có không ít tiểu thế lực đi tới tìm quân đoàn Hùng Phong, không cho bọn họ gia nhập là không đi, có đuổi cũng không được. Cái này, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhíu lại, cũng không dễ xua đuổi, cũng không nên xua đuổi, nếu nhiều người thì sẽ phiền phức. Sau khi cân nhắc, Lục Lâm Thiên quay người hỏi phá thổ cùng truy mệnh. Hai vị phó đoàn trưởng, phương diện này các ngươi cảm thấy nên làm sao? Phá thổ nghe vậy. Cười nói. Đoàn trưởng, ta đoán bọn họ chỉ vì uy danh của đoàn trưởng nên đến đây, trong thương khung chiến trường đúng là có không ít thế lực nhỏ, bình thường thậm chí không có gia nhập vào quân đoàn, cũng có vài người tới thương khung chiến trường tôi luyện. Những người này cần chiến đấu với Minh Linh, cũng một lòng muốn gia nhập quân đoàn Hùng Phong chúng ta, ngược lại có thể hợp nhất, dù sao quân đoàn Hùng Phong chúng ta lúc trước tổn thất không nhỏ, cần phải bổ sung. Việc này giao cho các ngươi xử lý. Lục Lâm Thiên gật đầu, hắn là người thích vung tay, chuyện này Lục Lâm Thiên tự nhiên biết rõ mình nên làm thế nào. Thái A tiếp tục nói. Sư phụ, còn gì nữa không, quân đoàn Thiết Huyết Hàn Minh đoàn trưởng vẫn lạc, hiện tại quân đoàn Thiết Huyết vô chủ, cho nên hơn 10 vạn đệ tử quân đoàn Thiết Huyết đều ở chung với quân đoàn Hùng Phong, bọn họ hiện tại không có nơi để đi, cũng không muốn bị quân đoàn khác hợp nhất. Ai? Nhắc tới quân đoàn Thiết Huyết, Lục Lâm Thiên than nhẹ. Hắn có chút giao tình với Hàn Minh, người này tính cách ngay thẳng, cùng là đoàn trưởng có tình cảm thâm hậu đoàn trưởng truy hồn của quân đoàn Hùng Phong lúc trước, lúc này vẫn lạc trong Long Tích Đại Lục làm Lục Lâm Thiên thổn thức. Truy mệnh cảm thấy đắng chát, ánh mắt ướt át, Hàn Minh giống như ca ca của hắn, Hàn Minh vẫn lạc, trong lòng của hắn cũng cực kỳ bi thương. Nghe vậy về sau, truy mệnh nói với Lục Lâm Thiên. Đoàn trưởng, quân đoàn Hùng Phong là do Hàn Minh đại ca lưu lại. Hàn Minh đại ca vẫn lạc, quân đoàn Thiết Huyết vô chủ, nếu như bị quân đoàn khác chỉnh biên, tấm chiêu bài của quân đoàn Thiết Huyết sẽ không còn. Ngừng một chút, truy mệnh tiếp tục nói với Lục Lâm Thiên. Cho nên ta muốn, dùng chiến tích của đoàn trưởng hiện tại, nếu như nói với quân bộ lưu lại tên hiệu quân đoàn Thiết Huyết, xem như kính trọng cuối cùng với Hàn Minh đại ca. Ta sẽ hết sức. Lục Lâm Thiên nghe vậy, gật gật đầu. Nói đến chiến tích, ta nhớ tới. Người liên minh quân bộ đã chờ lâu rồi. Thái A mỉm cười, nói. Nhưng ta không gặp bọn họ, bảo bọn họ tiếp tục chờ, sư phụ tu luyện trọng yếu,
dù sao bọn họ không có việc gì, nhưng mà mang tới thượng đẳng công huân. Thượng đẳng công huân. Nghe vậy, đám người phá thổ, phong hỏa động tâm không thôi, liên minh quân bộ, quân đoàn hoặc là người lập công huân, tổng cộng phong làm tam đẳng, nhị đẳng, nhất đẳng, thượng đẳng và đặc đẳng. Nương theo giá trị công huân có thể đến liên minh quân bộ đổi vật tư cần thiết, lần trước nhất đẳng công huân đã đổi không nhỏ, có thể nói có giá trị 10 kiện áo nghĩa linh khí, có thể đổi lấy không ít bảo vật và tài nguyên tu luyện. Thượng đẳng công huân, nó càng khó lường, nghe nói thượng đẳng công huân đổi được một kiện thông linh bảo khí. Thượng đẳng công huân AH. Đám người phá thổ, phong hỏa hưng phấn, đây chính là rất nhiều tài nguyên tu luyện và tài liệu, còn có thể trực tiếp đổi thông linh bảo khí. Thông linh bảo khí đại biểu cho cái gì, tất cả người tu luyện đều biết. Đây là dùng ngàn vạn tính mạng để đổi. Lục Lâm Thiên không có quá hưng phấn, lúc này đại chiến thảm thiết không phải bình thường, chết bao nhiêu minh linh, Lục Lâm Thiên tự nhiên không đau lòng, nhưng tận mắt nhìn đại quân nhân tộc và thú tộc vẫn lạc, làm cho Lục Lâm Thiên không vui chút nào. Đối với thú tộc, có lẽ từ nhỏ có quan hệ với Tiểu Long, Lục Lâm Thiên vẫn chưa từng xem thú tộc là ngoại tộc. Lúc này nhân tộc và thú tộc dùng ngàn vạn tính mạng đổi công huân, trong lòng Lục Lâm Thiên không thích. Đúng vậy, đây là thương khung chiến trường. Nghe vậy, phá thổ, truy mệnh cảm thán. Sư phụ, quân đoàn Bạch Hưng Huyết Ưng, quân đoàn Giã Thú Cuồng Thử, quân đoàn Tinh Diệu Trình Tinh, quân đoàn Linh Hỏa Đông Quan Trạch, quân đoàn Húc Phong Trương Lăng Phong, quân đoàn Cuồng Sư Hổ Sư, quân đoàn Nguyệt Hồng Cát Bạch Mị, còn có quân đoàn Lục Linh Huyết Lục Chín đại quân đoàn trước sau tới. Nói là muốn gặp sư phụ, liên minh quân bộ phái người tới, nghe nói là ba tôn tướng đang chờ sư phụ. Thái A nói với Lục Lâm Thiên. Đến cả rồi sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, cũng cảm thấy kỳ quái, nói. Hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, ngày mai ta đi gặp bọn họ, ta muốn đi gặp quân đoàn Thiết Huyết trước. Đoàn trưởng, ta cũng đi. Truy Mệnh lập tức đứng lên, hắn biết rõ quan hệ giữa đoàn trưởng và người quân đoàn Thiết Huyết. Ân. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, nhìn đám người phá thổ cùng Hỏa Phong hỏi. Các ngươi có đi không? Đương nhiên muốn đi, Hàn Minh tên kia giao tình với ta không sâu, nhưng ta kính nể hắn, đi quân đoàn Thiết Huyết xem như tế điện hắn, hắn số mệnh không tốt, nếu... Phá thổ đứng dậy, than nhẹ cũng không nói thêm. Hoàng hôn, một lăng mộ lớn nằm trong hạp cốc, mấy chục vạn người đang tụ tập. Trước mộ bia... Lục Lâm Thiên nhìn thấy quần áo và di vật cùng tên của quân đoàn Thiết Huyết Hàn Minh. Bia đá to lớn, Lục Lâm Thiên đứng dậy, cung kính dùng hỏa nguyên lực ba đạo hỏa viêm viết tên mình lên tấm bia đá, Lục Lâm Thiên lập mộ. Rầm rầm rầm, đoàn trưởng nghỉ ngơi. Vào lúc này mấy chục vạn đệ tử quân đoàn Thiết Huyết quỳ một gối, tiếng gầm hội tụ, mang theo bi thống vang vọng không gian. Xin hay yên nghỉ. Giữa không trung, hơn 10 đạo thân ảnh cung kính hành lễ. Người đi đầu chính là Lục Linh, sau lưng chính là Cát Bạch Mị, Hổ Sư, Cuồng Thử, còn có Đông Quan Trạch, Trình Tinh, Trương Lăng Phong. Sáng sớm hôm sau, tia nắng sớm đầu tiên xuất hiện, giữa không trung có sương mù nhàn nhạt. Siêu siêu, hai thân ảnh uyển chuyển đáp xuống đất, nhìn quân doanh trước mặt. Siêu siêu, hai nữ nhanh chóng đi tới gặp đầu lĩnh dẫn người tuần tra, đầu lĩnh cảnh giác hỏi. Các ngươi là người phương nào? Xin hỏi, có phải đây là quân đoàn Hùng Phong không? Một thân váy dài, mỹ nhân tuyệt mỹ phong trần mệt mỏi hỏi thăm, tuy bộ dáng chật vật nhưng không ảnh hưởng phong cách cao quý của nàng, nói chuyện với mỹ nữ như vậy ai mà không thích. Hai nữ bôn ba đường xa là Bối Nhi cùng Lục Xảo, nửa đường không ngừng nghe ngóng vị trí quân đoàn Hùng Phong, lúc này mới đi tới được nơi này. Nhìn hai mỹ nữ, hơn 10 lính canh cảm thấy bất phàm, đầu lĩnh lập tức trả lời. Đúng vậy. Đây chính quân đoàn Hùng Phong, các ngươi là người phương nào, nếu tới đầu nhập thì đi ra ngoài chờ đi. Đoàn trưởng của các ngươi chính là Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Xảo vui vẻ, lập tức hỏi đầu lĩnh. Đúng vậy, nhưng các ngươi không thể gọi thẳng tục danh của đoàn trưởng, nếu tiếp theo. Đầu lĩnh còn chưa nói xong, Lục Xảo lập tức đại hỉ nói với hắn. Nhanh mang dẫn ta đi tìm phụ thân, nhanh. Phụ thân ngươi, cái gì, ngươi là con gái đoàn trưởng. Đầu lĩnh và hơn 10 quân nhân quân đoàn Hùng Phong ngạc nhiên. Quân đoàn Hùng Phong, trong đại điện có không ít người đang ngồi, trừ Lục Linh, Cát Bạch Mị, Hổ Sư, Cuồng Thử, còn có Đông Quan Trạch, Trình Tinh, Trương Lăng Phong còn có quân đoàn Thiết Huyết mấy niết bàn cảnh đội trưởng,
nhiều đầu lĩnh quân đoàn Hùng Phong và hộ hoàng đội vô tướng, Vu Mã Tam Giới, Lý Cụ đứng sau lưng Lục Lâm Thiên cùng Thái A. Còn có hơn 10 người, trừ những người quen thuộc với quân đoàn Hùng Phong như Băng Thiên Lý, Cô Lang Gia, còn có không ít cường giả, trong đó có 3 người khí tức cường hãn. 3 người này là 3 lão giả tiên phong đạo cốt. Lục Lâm Thiên nhìn qua 3 người này, từ lời Thái A biết được 3 người có nhược linh đạo nhân, còn có Kiền Hỏa Tôn Tướng tu luyện hỏa thuộc tính, người thứ 3 là Khôn Thủy Tôn Tướng. 3 người này tu vị tuyên cổ cảnh cao giai, đều là tôn tướng trong liên minh. Chúng ta đại biểu liên minh quân bộ, chúc mừng lục đoàn trưởng chứng nhận chân lý Niết Bàn, danh chấn 3.000 đại thế giới. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ và hàn huyên với nhau, lúc này nhược linh đạo nhân ôm quyền nói với Lục Lâm Thiên, không chút vô lễ, ngược lại cực kỳ khiêm tốn. Nếu như là đoàn trưởng bình thường chắc chắn sẽ hữu lễ với tôn tướng. Nhưng mà Lục Lâm Thiên hiện tại không phải đoàn trưởng bình thường, những tôn tướng này cũng rõ ràng. Dạ Xoa nhất tộc tuyên cổ cảnh cao giai bị Lục Lâm Thiên một đao chém giết, bọn họ tu vị tuyên cổ cảnh cao giai và thân phận tôn tướng ở trong mắt Lục Lâm Thiên không là cái gì, bởi vậy đoạn thời gian này nói Lục Lâm Thiên đang bế quan, bọn họ cũng phải chờ đợi. Tôn tướng khách khí. Lục Lâm Thiên gật đầu nói với 3 người, nói. Để chư vị đợi lâu như vậy, thật sự có lỗi. Lục đoàn trưởng tu luyện trọng yếu, bọn ta đợi được. Nhược linh đạo nhân gật đầu, vẻ mặt mỉm cười, lập tức nói. Lục đoàn trưởng, ta sẽ nói ngắn gọn, lần này đại chiến trong Long Tích Đại Lục, chúng ta tuy xem như tổn thất thảm trọng, nhưng xem như đại hoạch toàn thắng, nhất là lục đoàn trưởng lĩnh ngộ chân lý Niết Bàn, diệt sát mấy tuyên cổ cảnh cao giai, tăng thanh thế liên minh, dương uy nhân tộc, cho nên liên minh quân bộ lần này thương nghị, cho quân đoàn Hùng Phong thượng đẳng công huân, đồng thời ban thưởng thượng đẳng công huân cho lục đoàn trưởng. Nha! Vậy đa tạ liên minh quân bộ. Lục Lâm Thiên cũng ngạc nhiên, vốn cho rằng chỉ cho quân đoàn Hùng Phong thượng đẳng công huân, không nghĩ tới bản thân mình cũng có thượng đẳng công huân, đây chính là một kiện thông linh bảo khí đấy. Đám người Lục Linh, Cát Bạch Mị, Cuồng Sư, Đông Quan Trạch nghe xong đều khiếp sợ, lúc này liên minh quân bộ xuất ra 2 kiện thông linh bảo khí, thủ bút này bọn họ mới nhìn thấy, cho dù là trước kia cũng không nghe nói qua. Nhược linh đạo nhân cũng thèm muốn. Nói ra 2 thượng đẳng công huân, bản thân hắn đủ hâm mộ, thông linh bảo khí là thứ hắn ước mơ, đáng tiếc thực lực của hắn không có tư cách có được. Phải biết rằng hóa hồng cảnh cũng khó có một kiện thông linh bảo khí nơi tay, đối với hóa hồng cảnh mà nói, thông linh bảo khí cũng là trọng bảo. Nhìn qua Lục Lâm Thiên, nhược linh đạo nhân tiếp tục nói. Mặt khác, liên minh quân bộ quyết định. Đoàn trưởng, đoàn trưởng. Nhược linh đạo nhân chưa nói xong. Bên ngoài đại điện có tiếng hô dồn dập, lập tức một đại hán xông vào đại điện, chính là Bì Bang. Bì Bang, người vội vàng cái gì, còn ra thể thống gì nữa? Hồ Hải nhíu mày, quát lớn một tiếng, hiện tại trong đây là đầu lĩnh của quân đoàn và có 3 tôn tướng đấy. Hồ Hải trước giờ là trung đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong, nhưng mà hiện tại quân đoàn Hùng Phong trung đoàn trưởng đã là Phong Hỏa, Hồ Hải hiện tại là đại đội trưởng hạm đội quân đoàn Hùng Phong. Địa vị này cũng không tại Phong Hỏa phía dưới. Đại đội trưởng, có chuyện trọng yếu. Bì Bang nói với Hồ Hải xong, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Đoàn trưởng, bên ngoài có 2 nữ tử xinh đẹp tới, có người tên là Lục Xảo, nói là con gái đoàn trưởng, cũng có vài phần tương tự đoàn trưởng, bộ dáng xinh đẹp cực. Xuy. Ồ, đoàn trưởng đâu rồi, đoàn trưởng không thấy. Thật nhanh. Đoàn trưởng có con gái. Trong đại điện. Lục Lâm Thiên đã biến mất, mọi người ít ai nhìn thấy. Lục Xảo sư muội sao? Ánh mắt Thái A vui vẻ, lập tức hỏi Bì Bang. Bì Bang, Lục Xảo sư muội bây giờ đang ở đâu? Bì Bang lập tức gật đầu nói. Đang ở sân rộng, ta cũng không biết có phải thật hay không, cho nên ngăn cản các nàng sau đó đi thông báo. Ngươi là đồ đần, sư muội của ta ngươi cũng dám ngăn cản. Thái A trừng mắt nhìn Bì Bang. Hắn lập tức chạy đi, hắn sớm biết mình có không ít sư huynh sư muội, Lục Xảo chính là một trong các tiểu sư muội. Mọi người đứng dậy, hơi lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức cũng đi theo sau Thái A. Trên quảng trường quân đoàn Hùng Phong, Bố Nhi cùng Lục Xảo sốt ruột nhìn qua đại điện. Chung quanh có mấy trăm quân tinh anh đoàn Hùng Phong khẩn trương vây quanh Bố Nhi cùng Lục Xảo 2 nữ, trong đó còn có mấy người tu vị niết bàn cảnh, nhưng cũng không dám ngăn cản quá mức, nếu thật là con gái đoàn trường. Như vậy không phải đùa. Xảo Nhi,
là phụ thân của ngươi sao, chúng ta có nhận lầm hay không, nếu nhận lầm người thì làm sao bây giờ? Bối Nhi khẩn trương nhìn chung quanh. Sẽ không nhầm đâu, là khí thức của phụ thân, ta không nhận sai. Hai mắt Lục Sảo nhìn qua bốn phía, lúc này nàng rất vui mừng, bởi vì nơi này có khí thức của phụ thân. Sảo nha đầu, sao ngươi tới đây? Không gian chấn động, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Sảo. Người tới chính là Lục Lâm Thiên, nghe được Bì Bang nói, Lục Lâm Thiên đã cảm giác được khí thức của Lục Sảo cho nên bay tới. Nhìn thấy nha đầu trước mặt trổ mã khác biệt, Lục Lâm Thiên mỉm cười, tiểu nha đầu trải bím tóc đã lớn lên, đôi mắt sáng ngời như minh châu, dung mạo đáng yêu như búp bê, mặc trang phục nóng bỏng và dã tính cực kỳ tương tự mẫu thân Lam Linh của nàng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua Bối Nhi bên cạnh, ánh mắt vui vẻ vỗ ót Bối Nhi, cười nói. Nha đầu lớn rồi, tu vị tiến bộ cũng không tệ, đại đạo cảnh trung giai, còn mạnh hơn ca ca của ngươi không ít. Phụ thân và mẫu thân ngươi đang tìm ngươi đấy, không có việc gì là tốt rồi. Trưởng môn, phụ thân mẫu thân ta ở đâu, bọn họ cũng ở đây sao? Bối Nhi nghe vậy, lập tức kinh ngạc hỏi, lúc trước nàng vụ IGTA trốn đi mà. Phụ mẫu ngươi đang ở Phi Linh Môn trong vô sắc thế giới. Lục Lâm Thiên nói, phụ thân, nhìn thân ảnh áo bào xanh quen thuộc, Lục Sảo đau xót, nhào vào ngực Lục Lâm Thiên, nói. Phụ thân. Còn nhớ người, chúng ta đi lên tìm phụ thân, thế nhưng mà bên ngoài quá lớn, chúng ta không tìm được phụ thân. Lục Lâm Thiên nghe vậy đôi mắt chua xót, hắn vuốt mái tóc tiểu nha đầu, nói nhỏ. Đám tiểu tử các ngươi đi ra ngoài, không biết mẫu thân các ngươi lo lắng sao, về sau không được chạy loạn nữa. Thật sự là con gái đoàn trưởng A Hát, khá tốt không có động thủ. Trên quảng trường đệ tử quân đoàn Hùng Phong thở ra một hơi. Thì ra thật là con gái đoàn trưởng. Con gái đoàn trưởng có tu vị sinh tử niết bàn cảnh, thực lực này không yếu, Lục phó thống lĩnh cũng chỉ mới đột phá không lâu mà thôi. Người trong đại điện đi ra, lúc này cũng ngạc nhiên thực lực của Lục Sảo. Ôm nha đầu trong ngực, Lục Lâm Thiên thở ra, cuối cùng cũng tìm được con mình. Lập tức ánh mắt Lục Lâm Thiên không nhìn thấy Lục Kinh Vân và Lục Tượng hai tiểu tử kia đâu, lúc trước linh hồn cảm giác hắn phát hiện hai tiểu tử này đi cạnh Lục Sảo. Nghi hoặc hỏi. Sảo Nhi, đại ca và ca ca đâu rồi, không phải bọn họ cùng đi với con sao? Thỉnh trưởng môn nhanh đi cứu Kinh Vân, hắn hiện tại gặp nguy hiểm, đang bị người ta đuổi giết. Bối Nhi nghe vậy, lúc này nhớ tới mục đích trọng yếu tới tìm Lục Lâm Thiên. Kinh Vân bị đuổi giết. Lục Lâm Thiên nghe vậy, sắc mặt âm trầm. Lục Sảo cũng nhớ tới chuyện trọng yếu nhất, vội vàng ngẩng đầu lên, sốt ruột nói. Phụ thân. Đại ca vì để con và bối tỷ tỷ và ca ca thoát hiểm, hiện tại đang bị quân đoàn Thiên Phượng và quân đoàn Ma Hạt đuổi giết, người nhanh cứu đại ca. Quân đoàn Ma Hạt, quân đoàn Thiên Phượng. Với tu vị của người trên quảng trường, tự nhiên có thể nghe rõ Lục Sảo nói, tên của hai quân đoàn này làm mọi người xúc động, dù sao hai quân đoàn này là quân đoàn nhất lưu trong liên minh quân bộ hiện giờ. Mỗi một quân đoàn đều có mấy ngàn vạn người, cường giả như mây, tuyên cổ cảnh không ít. Quân đoàn Ma Hạt, quân đoàn Thiên Phượng. Lục Lâm Thiên nghe vậy, sắc mặt âm trầm bắn ra hàn ý, Lục Lâm Thiên đã nghe nói qua hai quân đoàn này, lần trước quân đoàn Ma Hạt độc hạt đã bị mình động thủ trấn nhiếp. Mà quân đoàn Thiên Phượng, nghe nói cũng giống quân đoàn Ma Hạt, đều là quân đoàn chủ chiến của liên minh quân bộ, Lục Lâm Thiên hỏi Lục Sảo. Sảo Nhi, con đừng vội, từ từ nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phụ thân! Con cùng đại ca còn có ca ca từ quân đoàn Minh Quang Thế Giới tìm tới bên cạnh người, ai biết đi ngang qua quân đoàn Thiên Phượng đỡ Upsilon.ng phải một tên của Phượng Hoàng nhất tộc, biết rõ chúng ta đang tìm người, sau khi hỏi quan hệ của chúng ta với người liền động thủ. Về sau còn có quân đoàn Ma Hạt tham gia đuổi giết chúng ta, đại ca ngăn cản bọn chúng giúp chúng ta thoát hiểm, còn cùng bối tỷ tỷ đi tới đây, ca ca trở về Minh Quang Thế Giới tìm giúp đỡ. Lục Sảo nói xong. Cầm ngọc giản giao cho Lục Lâm Thiên. Đây là ngọc giản bố trí ấn ký linh hồn đặc biệt của đại ca, huynh muội chúng ta và bối bối tỷ đều có ấn ký của đối phương, đại ca sợ chúng ta thất lạc, cho nên đặc biệt luyện chế, có ấn ký linh hồn có thể tìm đại ca, từ linh hồn ngọc giản thì biết đại ca không sao, nhưng mà bị đám người kia vây công khó thoát. Phượng Hoàng nhất tộc, thì ra là thế. Lục Lâm Thiên âm trầm bắn ra hàn ý, tiếp nhận ngọc giản của Lục Sảo. Cố nén hàn ý hỏi Lục Sảo cùng Bối Nhi. Sảo Nhi, Bối Nhi, các ngươi ở lại đây, ta đi đón Kinh Vân.
Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên quay người nói. Phổ tướng, Phá Thổ, các ngươi theo ta, Thái A, ngươi chiếu cố tốt sư muội của ngươi, Truy Mệnh, Phong Hỏa, Hồ Hải, các ngươi mang hạm đội quân đoàn Hùng Phong và Tinh Anh đi tới quân đoàn Thiên Phượng. Vâng, Thái A, Truy Mệnh, Phong Hỏa, Hồ Hải gật đầu, đám người Phá Thổ cùng Vô Tướng đã đi sau lưng Lục Lâm Thiên, đặc biệt là Vô Tướng, hắn hiểu thiếu chủ muốn gì, lúc trước Thái Minh thế giới Hàn Long là ví dụ. Lục đoàn trưởng, ngươi muốn làm cái gì? Ở trong đó sợ rằng có hiểu lầm. Nhược Linh đạo nhân lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lúc này bắn ra sát ý, Nhược Linh đạo nhân không khó nhận ra ý định của Lục Lâm Thiên, quân đoàn Ma Hạt cùng quân đoàn Thiên Phượng đều là quân đoàn nhất lưu của Liên minh quân bộ. Tôn tướng đại nhân, trở về nói cho Liên minh quân bộ, nếu ai dám ngăn cản ta diệt quân đoàn Thiên Phượng và quân đoàn Ma Hạt, đứng trách ta trở mặt. Lục Lâm Thiên nói với Nhược Linh đạo nhân, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Có người dám động con mình, biết thân phận còn cố ý động thủ, loại chuyện này Lục Lâm Thiên làm sao có thể nhẫn nhịn, trong thương khung chiến trường hiện tại không có hóa hồng cảnh, cho dù có hóa hồng cảnh, Lục Lâm Thiên cũng không bỏ qua. Lục đoàn trưởng, tất cả có thể thương lượng, có lẽ đây là hiểu lầm, bằng không để lão hủ đi xem, nói không chừng. Nhược Linh đạo nhân còn muốn nói điều gì, Lục Lâm Thiên một đao có thể đánh chết Minh Linh tu vị tuyên cổ cảnh cao giai, một quyền diệt ngàn vạn Minh Linh. Hắn biết một khi Lục Lâm Thiên thật sự ra tay với quân đoàn Thiên Phượng cùng quân đoàn Ma Hạt, hậu quả có thể nghĩ. Nhưng mà Nhược Linh đạo nhân thật sự không thể ngờ rằng, quân đoàn Ma Hạt cùng quân đoàn Thiên Phượng lại đi trêu chọc con của Lục Lâm Thiên chứ, đây không phải tìm chết sao. Các hạ, các người có thể đi, nhớ rõ thông chi liên minh quân bộ, nếu ai ngăn cản ta, tự gánh lấy hậu quả. Lục Lâm Thiên trực tiếp chen ngang lời Nhược Linh đạo nhân nói, không cần phải khách khí nữa. Lục phó thống lĩnh, địa điểm của quân đoàn Thiên Phượng ta quen thuộc, ta có thể giúp ngươi một ít việc đấy, để ta đi cùng ngươi được chứ? Lục Linh tiến lên, nói với Lục Lâm Thiên. Lập tức Cát Bạch Mị, Hổ Sư, Trình Tinh, Đông Quan Trạch, Trương Lăng Phong, Huyết Ưng cũng đi ra. Đa tạ. Lục Lâm Thiên gật đầu với đám người Lục Linh, có Lục Linh các cường giả đi là đủ rồi, nhiều người sẽ làm chậm trễ thời gian, do dự một lát nói với Truy Mệnh, Phong Hỏa. Có chúng ta đi, đủ để đối phó quân đoàn Thiên Phượng cùng quân đoàn Ma Hạt, quân đoàn Hùng Phong không nên hành động. Đoàn trưởng, ta cùng đi, hỗ trợ giải quyết một ít tạp cá không thành vấn đề. Truy Mệnh ngẩng đầu nói với Lục Lâm Thiên. Đoàn trưởng, ta cũng đi, giải quyết đám cá tạp cũng không tệ mà. Phong Hỏa cũng nói, cơ hội này hắn không bỏ qua. Đi thôi. Lục Lâm Thiên gật gật đầu. Lục Linh tiến lên đến bên người Lục Lâm Thiên. Quay đầu nhìn Cuồng Ngưu phía sau, nói. Cuồng Ngưu, người cũng đi theo ta. Vâng. Cuồng Ngưu gật đầu, khí tức hùng hậu bộc phát. Lục phó thống lĩnh, để cho chúng ta cùng đi đi, giải quyết chút ít tạp cá cũng không tệ a hát. Lục phó thống lĩnh, mang ta đi với. Vậy đa tạ mọi người. Lục Lâm Thiên gật đầu, đi đều là tuyên cổ cảnh, cũng không phải quá chậm trễ thời gian, tu vị tuyên cổ cảnh không phải vướng bận. Lục Lâm Thiên không sợ quân đoàn Thiên Phượng cùng quân đoàn Ma Hạt, nhưng có nhiều cường giả tuyên cổ cảnh cũng không phải chuyện xấu. Lúc này một đám người nhanh chóng bay lên trời rời đi. Ai, lần này phiền toái rồi, quân đoàn Ma Hạt và quân đoàn Thiên Phượng đã xảy ra chuyện gì, không được, ta lập tức trở về đi thông chi liên minh quân bộ. Nhược Linh đạo nhân tự nói, sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm giác được sát khí trong đó, chỉ sợ chuyện này phải đổ máu rồi. Thật nhiều cường giả, dường như đều là tuyên cổ cảnh. Lục Sảo nhìn những người đi theo phụ thân, không ngờ đều là cường giả tuyên cổ cảnh. Tiểu sư muội, không có việc gì, sư phụ nhất định sẽ mang Kinh Vân sư huynh trở về, các ngươi yên tâm đi. Thái A nói với Lục Sảo. Ngươi là... Lục Sảo ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn qua Thái A. Thái A vội vàng nói. Tiểu sư muội, ta là đệ tử sư phụ mới nhận, dựa theo sư phụ nói. Ngươi là sư muội của ta, ta cũng đã gặp Du Thực sư tỷ, yên tâm đi, có sư phụ xuất mã, Kinh Vân sư huynh nhất định không có việc gì. Ân. Lục Sảo gật gật đầu, có phụ thân ra mặt, thêm đội hình vừa rồi nàng cũng có tin tưởng. Nhìn đội hình như vậy nàng biết đại khái, những năm qua phụ thân có thế lực không yếu trong thương khung chiến trường. Trong sơn mạch bao la, hoàng hôn, tà dương như máu, thiên địa phủ lên màu đỏ rực như lửa. Độc hạt. Người tìm ra ba tiểu tử đào tẩu kia không?
ánh mắt Phượng Tuy âm trầm hỏi Độc Hạt. Không có, dường như đã che giấu khí tức, trốn vô tung vô ảnh, dường như cực kỳ hiểu che giấu, cho nên bọn chúng mới trốn thoát, ta đã cho người tìm. Sắc mặt Độc Hạt khó chịu, thậm chí còn lo lắng, nói. Phượng Tuy đại nhân, mấy tiểu tử này đều là con của Lục Lâm Thiên, vạn nhất tin tức lọt vào tai Lục Lâm Thiên, dùng thực lực Lục Lâm Thiên bây giờ, sợ rằng chúng ta khó ứng phó. Thì tính sao, không động tới hắn, chẳng lẽ còn không động con hắn sao, cho dù giết hắn cũng có là gì, cùng lắm lúc đó chúng ta tìm sai lầm, hoặc nói lý do không rõ tình huống là xong. Ánh mắt Phượng Tuy âm hàn, nói. Đây chính là liên minh quân bộ, nếu hắn đỡ upsilon.ng đến bọn ta, cường giả liên minh quân bộ sẽ không đồng ý, hắn dám giết Minh Linh, đó là đương nhiên. Nhưng lá gan lớn hơn cũng không dám động tới chúng ta, liên minh quân bộ là nơi nói quy củ, quân đội tương tàn là không được. Nói cũng phải. Độc Hạt gật gật đầu, nhưng mà ánh mắt vẫn ngưng trọng, nói. Nhưng mà không nghĩ tới tiểu tử Lục Kinh Vân kia cũng là vô thượng niết bàn, người Lục gia thật sự bất phàm, chúng ta nhiều cường giả như thế vẫn để hắn đào thoát, cũng không biết trốn đi nơi nào. Trốn không thoát đâu, nơi này chính là địa phương của quân đoàn Thiên Phượng. Khắp nơi có bố trí ánh mắt hắn trốn đi nơi nào, đoán chừng hắn có thủ đoạn che giấu đặc thù, thế nhưng một khi muốn đào thoát, khí tức sẽ xuất hiện. Phượng Tuy cười nói, giết tiểu tử vô thượng niết bàn chưa hoàn toàn, có lẽ cũng đủ làm Lục Lâm Thiên nổi điên rồi. Độc Hạt do dự một lát, nói với Phượng Tuy. Phượng Tuy đại nhân, lần này Đô Linh Phó Thống lĩnh bảo nên chậm ra tay với Lục Kinh Vân, thời điểm này Lục Lâm Thiên đang khí thế mạnh mẽ, kỳ thật. Thời điểm này ra tay không phải lúc sáng suốt. Thiên giới mật địa chấp pháp đội sát thiên chính là con của Đô Linh Phó Thống lĩnh, giết con của Lục Lâm Thiên là chủ ý của hắn đấy. Ánh mắt Phượng Tuy nhảy lên, hỏi Độc Hạt. Không phải cháu ngươi cũng bị Lục Lâm Thiên giết chết sao, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù? Cũng không phải, thù này tự nhiên phải báo, nhưng thời điểm này có phần không tốt cho lắm. Độc Hạt bận tâm. Đô Linh đã không nhịn nữa, bởi không có lựa chọn. Cho dù Lục Lâm Thiên biết rõ có thể làm được gì, chẳng lẽ quân đoàn Thiên Phượng của ta lại sợ Lục Lâm Thiên hay sao, huống chi cho dù thực lực của hắn như đồn đãi, chẳng lẽ thật sự đám động thủ sao, lần trước trong thiên giới mật địa dường như có người bảo vệ hắn, trong thương khung chiến trường hắn không thức thời, cũng không ai che chở hắn. Phượng Tuy trầm giọng nói, hàn ý bắn ra, nói. Nếu hắn dám động thủ, cũng là chuyện tốt, đến lúc đó sẽ có người quang minh chính đại giết hắn. Cho dù là chân lý niết bàn thì thế nào, giết trước tấu sau, loại người này càng sớm đánh chết càng tốt, không thể lại để hắn phát triển. Một đêm qua đi, sáng sớm, sơn mạch không ngớt, quần phong còn có sương mù du đãng. Lúc này có một thanh niên đáp xuống ngọn núi, hắn mặc trường bào rách nát, sắc mặt đầy lãnh ý, người này chính là Lục gia lão đại Lục Kinh Vân. Lục Kinh Vân đáp lên ngọn núi, ánh mắt nhìn qua phía chân trời, ánh mắt chấn động, thè lưỡi môi. Lập tức thân hình thẳng tắp, đôi mắt thu liếm, khí tức biến mất, không sinh ra chấn động gì. Siêu siêu. Sau một lát, chung quanh có từng âm thanh xé gió vang lên, lập tức chung quanh xuất hiện không ít thân ảnh, khí tức cường hãn phóng thích ra ngoài. Chung quanh có không ít hơn 300 người vây quanh ngọn núi. Trong đó có ít nhất hơn 20 tuyên cổ cảnh, còn lại đều là niết bàn cảnh, lúc này dùng năng lượng bao quanh ngọn núi này. Không biết khi nào. Chung quanh gió nổi mây phun, không gian lờ mờ, có cảm giác mưa gió sắp tới, mấy trăm người làm không gian chấn động. Trong mấy trăm người này có vài người đi đầu, Phượng Tuy, Độc Hạt hai người đều ở trong đó. Lúc này còn có một thân ảnh rắn chắc mặc trường bào màu lam đó là lão giả hơn 50, hai mắt bắn ra tinh quang, khí tức linh hồn rất mạnh, không ngờ lại là tu luyện giả linh hồn áo nghĩa tu vị tuyên cổ cảnh cao giai. Nhưng từ khí tức thì thấy người này vừa đột phá không lâu. Lúc này lão giả áo lam nhìn qua Lục Kinh Vân bên dưới, quát. Lục Kinh Vân, ngươi trốn không thoát đâu, hôm nay lấy mạng của ngươi để dằn mặt phụ thân ngươi. Vừa dứt lời, khí tức linh hồn phong bạo quanh người lão giả phóng thích ra, thân ảnh bay lên cao, đánh ra một chảo xuyên thấu không gian, mang theo khí tức linh hồn cuồn cuộn trực tiếp chụp thẳng vào Lục Kinh Vân. Một chảo này vô cùng khủng khiếp, xé rách không gian cực kỳ nhanh chóng, tu vị tuyên cổ cảnh cao giai rất khủng bố. Lục Kinh Vân không nháy mắt, trong mắt bắn ra huyết quang lợi hại, khí tức sát phạt bộc phát giống như phong bạo quét qua trời cao. Sát khí thật mạnh. Người trong không gian chung quanh cảm nhận được sát khí khủng bố,
từng ánh mắt cảm thán, sát khí mạnh tới mức linh hồn chấn động không nhỏ. Nô Linh lão cẩu, cho rằng tu vị tuyên cổ cảnh cao giai là có thể khinh người hay sao, Kinh Vân gia gia của ngươi thề sẽ có ngày chém đầu chó của ngươi xuống. Lục Kinh Vân động, hắn không muốn thất bại, thân ảnh cao ngất đứng vững như trường thương, thân hình hơi cong, cầm đại đao đứng dơ lên cao. Xoẹt, huyết đao bổ xuống, một đạo đao mang lướt qua không gian nổ tung, đao mang trực tiếp bổ ra vết nứt không gian đen kịt, khí tức sát phạt quét qua tất cả. Vào lúc này nhiều người đang chờ đợi kết quả. Bang bang, lúc này một chảo bóp nát đao mang cũng cắt nát móng vuốt của chảo này, năng lượng phong bạo trầm thấp quét qua các nơi, cả phiến không gian không ngừng sụp đổ. Lục Kinh Vân thật mạnh, không hổ là vô thượng niết bàn. Không ngờ lại có thể chính diện chống lại Đô Linh phó thống lĩnh. Lúc này người chung quanh rung động, thực lực của Lục Kinh Vân đã vượt qua mọi người dự đoán, thanh niên tuổi còn trẻ đã có thực lực vô thượng niết bàn, thật sự quá khủng bố. Tiểu tạp chủng, vô thượng niết bàn cũng phải chết. Năng lượng ảnh hướng tới không gian loạn lưu, Đô Linh bay lên cao, sát khí trong mắt bộc phát dữ dội. Diệt hồn kinh lôi ấn. Một chảo bay ra. Chảo này mang theo khí thức linh hồn nổ vang như sấm sét, không ngừng đánh vỡ không gian, trong nháy mắt đã trấn áp Lục Kinh Vân. Sát phạt đao quyết. Ánh mắt Lục Kinh Vân đầy sát khí khủng khiếp, huyết chảo và đao mang va chạm với nhau, đao mang dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay đánh ra, nương theo đó là sát khí khủng khiếp, lập tức va chạm với móng vuốt này. Xoẹt. Trường ấn và đao mang va chạm với nhau, lúc này khe hở không gian bạo phát. Từng gợn sóng không gian không ngừng bùng bổ ra ngoài. Oanh! Không gian run lên, không gian nổ tung, khí tức linh hồn kinh khủng quét qua phía Lục Kinh Vân. Bị linh hồn lực quét tới, chỉ trong nháy mắt Lục Kinh Vân phun máu tươi, dường như bị linh hồn lực làm tổn thương, khí tức trên người chậm lại. Tiểu tạp chủng, chết đi! Ánh mắt Đô Linh mừng như điên, thân ảnh loa thẳng về phía Lục Kinh Vân, trong nháy mắt đánh một chảo vào ngực Lục Kinh Vân. Oanh! Chảo này xuyên thủng không gian, mang theo sát khí không chút che giấu đánh thẳng vào Lục Kinh Vân. Xuy. Vào thời điểm này thân ảnh Lục Kinh Vân hơi nghiêng, mộ chảo của Đô Linh vốn đánh vào ngực hắn lại trượt qua vai trái. Đô Linh lão cẩu, ngươi cho rằng linh hồn lực làm ta bị thương sao? Ngươi bị lừa rồi. Ông. Trong chốc lát đao mang của Lục Kinh Vân chém xuống với tốc độ như bôn lôi, trong thời gian ngắn bổ thẳng vào người Đô Linh. Một trường đổi một đao. Ai cũng không ngờ Lục Kinh Vân lại hung ác như thế. Đô Linh cũng không ngờ, thân ảnh của hắn nhanh chóng lui lại. Một đao của Lục Kinh Vân đã sớm có chuẩn bị từ trước, chờ tới khi đao kia chém tới, dường như thời gian và không gian áo nghĩa sinh ra, căn bản khó có thể tránh đi, trong chốc lát một đao này chém lên cánh tay trái của Đô Linh. Vai trái của Lục Kinh Vân nhanh chóng bị đánh nát, vai trái sụp xuống rất thê thảm, còn có 5 lỗ máu rất sâu, máu tươi chảy ra như suối. A hát. Vào lúc này có tiếng kêu thảm thiết vang lên, cánh tay trái của Đô Linh bị một đao của Lục Kinh Vân chém xuống, máu tươi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, một trường đổi một đao là cảnh tượng như thế. Thật ác độc. Một đao đổi một trường, chém một tay của Đô Linh chính là cường giả tuyên cổ cảnh cao giai, những người chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối. Đạp đạp. Ngọn núi khổng lồ nứt vỡ, thân ảnh Lục Kinh Vân lảo đảo lui ra phía sau, miệng phun máu tươi. Sau khi ổn định thân hình lập tức nhìn qua Đô Linh, Lục Kinh Vân thò tay lau máu trên khóe miệng lập tức cười tàn nhẫn, trong mắt ánh mắt bắn ra sát khí đáng sợ. Khốn nạn, động thủ, liên thủ giết tiểu tử kia. Ánh mắt Phượng Tuy âm trầm đáng sợ, lập tức quát với mọi người. Siêu siêu, nghe vậy xuống, hơn 20 tuyên cổ cảnh chung quanh lao tới. 20 tuyên cổ cảnh đồng thời công kích Lục Kinh Vân, công kích khủng bố quét qua trời cao. Khí kình cường hãn bao phủ các nơi, những nơi đi qua, không gian bị phá hủy và sinh ra khe hở. Muốn giết ta, vậy phải xem các ngươi có trả giá nổi không? Lục Kinh Vân quát lớn. Ngao! Tiếng hét như long ngâm hổ gầm, giống như sư hống hạc kêu, một đạo huy quang phóng thẳng lên trời, đột nhiên Lục Kinh Vân bước vào hư không, toàn thân sinh ra kim quang và khí tức sát phạt ngập trời. Thân ảnh như điện, gợn sóng không gian lan tỏa ra. Lục Kinh Vân dùng tốc độ không thể tưởng tượng lướt qua một tên tuyên cổ cảnh trung giai, sau đó hắn lại biến ra sau lưng một tên tuyên cổ cảnh sơ giai, đối mặt tuyên cổ cảnh sơ giai, tên tuyên cổ cảnh sơ giai nhanh chóng đánh ra một quyền, trong thời gian ngắn Lục Kinh Vân chém ra một đao. Ông,
huyết bạch đao mang mang tất cả mà ra, cái này một sát na, không trung sát phạt lăng lệ, không gian run run. Xíu, yêu yêu. Một đao một quyền va chạm nhau, quyền kình đáng sợ, đao mang lăng lệ, không gian chấn động dữ dội, đao mang nhanh chóng chém thẳng vào vai Tuyên Cổ Cảnh sơ giai. Xíu, yêu yêu. Một đao này chém tên Tuyên Cổ Cảnh sơ giai thành hai khúc, huyết vụ bắn tung tóe, thân ảnh hắn rơi xuống đất. Đao mang này mang theo kình phong đáng sợ, lập tức có mấy ngọn núi lửa bị đao mang này chém đứt. Ầm ầm. Năng lượng thiên địa nổ tung như quả bom đinh tai nhức óc, năng lượng khủng bố quét qua các nơi. Thiên băng địa liệt, sát phạt ngập trời, vô cùng lăng lệ. Bành. Lúc này tên Tuyên Cổ Cảnh trung giai xuất hiện sau lưng Lục Kinh Vân, thứ nhất trưởng ấn như hỏa diễm khủng bố mang theo khí tức nóng như lửa đốt, lập tức rơi vào sau lưng Lục Kinh Vân. Phụt. Lục Kinh Vân phun ra ba ngụm máu tươi, thân ảnh nện xuống đất, đất rung núi chuyển, mặt đất xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Ầm ầm. Thời điểm Lục Kinh Vân nhảy ra khỏi mặt đất, giữa không trung run rẩy, ba đạo năng lượng công kích của Tuyên Cổ Cảnh trung giai đánh xuống không chút lưu tình, ba đạo công kích này đánh nát hư không. Lục Kinh Vân cắn răng, hắn định liều mạng, đột nhiên Lục Kinh Vân ngẩng đầu nhìn vào sâu trong hư không, giờ phút này hắn mạch của hắn cảm ứng được gì đó. Cảm giác huyết mạch tương liên lan tỏa ra các hướng. Ai dám động đến con ta, chết. Vào lúc này, trên không trung xuất hiện tiếng gầm lên như sấm rền. Khi tiếng quát này vang lên, không gian chấn động dữ dội. Ba công kích Tuyên Cổ Cảnh trung giai trực tiếp biến mất, thân ảnh ba người bị lực lượng to lớn giữ chặt trên không trung, không thể nhúc nhích mảy may, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Bá bá. Vào lúc này tiếng quát như sấm rền vang lên không nhỏ. Lúc này một thân ảnh áo xanh vượt qua không gian, thân ảnh của hắn mang theo khí tức lăng lệ bá đạo. Khi thân ảnh này xuất hiện, trong nháy mắt tất cả cường giả Tuyên Cổ Cảnh cảm thấy linh hồn run lên khó hiểu, trong nội tâm sinh ra hàn ý. Ba tạp chủng Tuyên Cổ Cảnh trung giai, chết không có gì đáng tiếc. Thân ảnh áo xanh lập tức bước về phía ba tên Tuyên Cổ Cảnh trung giai kia, cũng không nhìn thấy hắn có động tác gì, ba tên Tuyên Cổ Cảnh trung giai kia vặn vẹo sau đó bị vết nứt không gian đen kịt hút đi. Người chung quanh hoàn toàn không kịp làm gì, ba Tuyên Cổ Cảnh trung giai đã thần hồn câu diệt trong vết nứt không gian. Thực lực này cường hãn tới cỡ nào? Lục Lâm Thiên, hắn là Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên đến. Ánh mắt Độc Hạt hoảng sợ, hắn không bao giờ quên được thân ảnh áo xanh này, không phải quân đoàn Hùng Phong Lục Lâm Thiên còn có thể có ai? Lục Lâm Thiên, chân lý Niết Bàn Lục Lâm Thiên sao? Hắn chính là Lục Lâm Thiên, chân lý Niết Bàn. Từng ánh mắt nhìn thẳng vào người Lục Lâm Thiên, nội tâm vô cùng run động. Phụ thân. Giữa không trung, Lục Kinh Vân nhìn thấy người tới thì vui vẻ, nội tâm của hắn rung động, hắn giơ tay lau máu trên khóe miệng, nói. Phụ thân, con không làm người mất mặt. Lục Lâm Thiên nhìn thanh niên đứng thẳng như trường thương kia, đôi mắt vô cùng vui vẻ, nói. Vô thượng Niết Bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ chi nguyên, lĩnh ngộ thời gian, không gian áo nghĩa, tốt lắm. Phụ thân, thực xin lỗi, con không tìm được đệ đệ muội muội. Lục Kinh Vân ngẩng đầu nói. Lục Lâm Thiên cười nhạt, nói. Bọn họ rất tốt, đệ đệ và muội muội của ngươi đều có cơ duyên, hiện tại đã có tung tích rồi. Vậy là tốt rồi, bằng không con không có mặt mũi gặp phụ thân. Lục Kinh Vân vui vẻ cười cười, trên miệng vẫn còn vết máu. Ăn đan dược đi, chuyện kế tiếp giao cho ta. Lục Lâm Thiên nhét đan dược vào trong tay Lục Kinh Vân, vỗ vai Lục Kinh Vân. Đôi phụ tử này hoàn toàn bỏ qua đám người chung quanh. Đám người chung quanh hoàn toàn không dám quấy rầy hai người này chút nào. Xoẹt! Không gian chấn động dữ dội, hơn 10 thân ảnh phá không bay tới. Khi đám người này xuất hiện, không trung lập tức gió nổi mây phun, đều là cường giả Tuyên Cổ Cảnh sơ giai. Thanh niên đi đầu tuấn lãng, tóc mai như đao, lông mi như vẽ. Khí tức lăng lệ tới cực điểm. Mà bên cạnh nam tử này là một nam tử trung niên mặc trường bào rộng thùng thình, khí tức trên người hắn kết nối thiên địa, sau lưng hắn có cô gái mỹ mạo, hai mắt quyến rũ có thể hút người ta vào sâu trong đó, nhưng khí tức trên người không hề yếu. Là quân đoàn Lục Linh Lục Linh, còn có quân đoàn Nguyệt Hồng Cát Bạch Mị, quân đoàn Cuồng Sư Hổ Sư, Trình Tinh, Đông Quan Trạch, Cuồng Thử, Huyết Ưng, Trương Lăng Phong, Phá Thổ, Phong Hỏa, dám người này tới đây làm gì? Không ít người nhận ra những người vừa tới. Lục phó thống lĩnh, hắn chính là Lục Kinh Vân.
Lục Linh nhìn qua Lục Kinh Vân đứng bên cạnh Lục Lâm Thiên, ánh mắt chấn động, bỗng dưng khí thế lăng lệ tỏa ra. Lục Kinh Vân nhìn qua thanh niên vừa tới, ánh mắt cũng run lên, khí tức lăng lệ tỏa ra, khí tức sát phạt giống như sát thần thức tỉnh, lập tức đứng đó như thanh đao bổ trời cao. Lục Linh cũng biến sắc, bộc phát khí tức ra ngoài, khí tức sát lục như cây búa lớn, năng lượng thiên địa chung quanh chấn động. Rầm rầm rầm. Chỉ trong nháy mắt sát khí hai người giao phong với nhau, vài ngọn núi chung quanh bị khí tức giao thoa của bọn họ chấn nát. Xoẹt. Năng lượng thiên địa nổ tung như quả bom, sát khí đáng sợ tỏa ra các hướng, linh hồn người ta rung động bất an. Đạp đạp. Cùng lúc đó, thân ảnh Lục Kinh Vân và Lục Linh lảo đảo lui ra phía sau ba bước, hai người đứng vững như trường thương. Giống như cây đao lợi hại, nụ cười tà dị như sát thần giáng thế. Một cây búa lăng lệ như bổ cửu u địa ngục hàng lâm thế gian. Nhưng không hề nghi ngờ, hai thanh niên đủ làm ngàn vạn thiếu nữ mê đảo, hai thanh niên này tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ. Sát phạt áo nghĩa bổn nguyên, vô thượng niết bàn, thật mạnh. Lục Linh lùi ba bước ổn định thân thể, lại nhìn Lục Kinh Vân, ánh mắt khiếp sợ. Sát lục áo nghĩa bổn nguyên, vô thượng niết bàn người, hiện tại tuyên cổ cảnh trung giai, người cũng rất mạnh. Nhưng mà chờ ta đến tuyên cổ cảnh trung giai, ngươi thua chắc rồi, nếu ta là vô lượng niết bàn, nhất định có thể áp đảo ngươi. Lục Kinh Vân cũng lùi ba bước, nhìn Lục Linh, ánh mắt mang theo thần sắc rung động. Tiểu tử thật mạnh. Đám người vô tướng, Cát Bạch Mị, Hổ Sư, Cuồng Thử, Phá Thổ, Huyết Ưng nghẹn họng nhìn chân chối. Thực lực của Lục Linh, đám người vô tướng, Cát Bạch Mị, Huyết Ưng hiểu rõ, mà Lục Kinh Vân tỏa ra khí tức làm nội tâm bọn họ sợ hãi. Khí tức này là gì bọn họ quá hiểu. Nhìn cảnh tượng này, Phượng Tuy, Đô Linh trọng thương cụt tay, Độc Hạt đều khó nhìn. Không hề nghi ngờ, đám người Lục Linh và Lục Lâm Thiên là một bọn, hiện tại muốn đánh chết Lục Kinh Vân đã là không thể nào. Mà Lục Lâm Thiên ở đây làm nội tâm mọi người bất an. Phượng Tuy và Đô Linh chấn động vài lần, hai mặt nhìn nhau tại, sắc mặt rất khó coi. Thì ra Lục Kinh Vân thật sự là con của Lục đoàn trưởng. Là ta nhìn lầm. Phượng Tuy ngẩng đầu, tươi cười nhìn qua Lục Lâm Thiên, tất cả đã không như kế hoạch, lập tức nói. Hổ Sư, Cuồng Thử, Lục Linh, không nghĩ tới các ngươi cũng tới A Hát, đã lâu không gặp, dường như thực lực các vị tiến bộ không ít. Lục Linh, Hổ Sư, Cuồng Thử ba người nhìn qua, cũng không quan tâm Phượng Tuy, mà là nhìn về phía Lục Lâm Thiên, Hổ Sư nói. Lục Phó Thống Lĩnh, nói chuyện chính là Phượng Tuy. Đoàn trưởng quân đoàn Thiên Phượng, cũng là tôn tướng trong liên minh quân bộ, lại nói tiếp, địa vị cao hơn chúng ta trong liên minh quân bộ, tên cụt tay bên cạnh hắn là Đô Linh Phó Thống Lĩnh. Thiếu chủ, vô tướng nhìn Lục Lâm Thiên, khí tức hùng hậu bộc phát, chỉ cần Lục Lâm Thiên gật đầu là có thể đại khai sát giới. Lục Lâm Thiên nhìn qua không gian, hắn nhìn Phượng Tuy, Đô Linh, Độc Hạt ba người, Phượng Tuy linh thực lực mạnh nhất, đặc biệt là Phượng Tuy. Khí tức trên người hắn làm Lục Lâm Thiên khó nhận ra, người này là người Phượng Hoàng nhất tộc. Độc Hạt trung đoàn trưởng, đã lâu không gặp, thương thế trên người thế nào? Lục Lâm Thiên cuối cùng nhìn lên người Độc Hạt, thần sắc vui vẻ hỏi thăm Độc Hạt. Lục đoàn trưởng, thương thế đã không có gì đáng ngại, không nghĩ tới Lục Kinh Vân thật sự là con của Lục đoàn trưởng, tất cả đều là hiểu lầm, lão hủ có mắt không tròng, thật sự đắc tội. Độc Hạt nhìn Lục Lâm Thiên điểm danh. Toàn thân không tự nhiên, nhưng hắn không thể không tiến lên. Thì ra là hiểu lầm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta cho rằng quân đoàn Ma Hạt và quân đoàn Thiên Phượng cố ý chọc Lục Mỗ đấy, làm ta sợ nhảy dựng lên, quân đoàn Ma Hạt và quân đoàn Thiên Phượng, Lục Mỗ ta đắc tội không nổi. Lục Lâm Thiên cười, chậm rãi đi tới trước người Độc Hạt, nói. Nếu ngươi nói là hiểu lầm, ta có thể dẫn người đi chưa? Độc Hạt nghe vậy lập tức sững sờ. Lục Lâm Thiên quá dễ nói chuyện, chẳng lẽ thật sự sợ quân đoàn Ma Hạt cùng quân đoàn Thiên Phượng sao, ngẫm lại cũng phải, quân đoàn Ma Hạt và quân đoàn Thiên Phương không dễ trêu. Lập tức Độc Hạt cũng an tâm một ít, sắc mặt giữ tợn người, nói với Lục Lâm Thiên. Lục đoàn trưởng khách khí, lần này hiểu lầm, hôm nào ta nhất định tới quân đoàn Hùng Phong nhận sai, thật có lỗi. Độc Hạt trung đoàn trưởng khách khí, nhận lỗi thì không cần, ta hiểu lầm một lần là tốt rồi. Lục Lâm Thiên cười nói. Hiểu lầm một lần. Sắc mặt Độc Hạt lập tức nghi hoặc khó hiểu. Đúng, hiểu lầm một lần. Khi Lục Lâm Thiên nói xong, lúc lời này lọt vào tai Độc Hạt,
Độc Hạt biến sắc. Vào lúc này Độc Hạt cảm giác không gian vặn vẹo, nguyên lực trong người bị giam cầm, lập tức thân bất do kỷ bị giam cầm không cách nào nhúc nhích, sâu trong linh hồn đã cảm thấy khí tức tử vong bao phủ, ngay sau đó thân thể nổ tung. Xuy. Một chảo đánh vào đầu Độc Hạt, lập tức không gian chung quanh bao phủ Độc Hạt vào trong. Bành. Âm thanh trầm thấp truyền ra, Độc Hạt nổ tung, lỗ đen không gian biến mất, độc công của Độc Hạt còn chưa thúc dục đã biến mất giữa thiên địa. Trung đoàn trưởng. Chung quanh có hơn 10 niết bàn cảnh quát lên, trợn mắt nhìn Độc Hạt bị đánh chết, không dám đến gần, còn vô cùng sợ hãi. Vù vù. Người chung quanh hít khí lạnh, không phải sợ hãi thực lực của Lục Lâm Thiên. Mà là vì nam tử áo xanh này trong lúc trò chuyện lại ra tay độc ác, gọn gàng, tâm ngoan thủ lạt, loại người mới làm người ta cảm thấy khủng bố. Thường thường loại người này sẽ không động thủ, nhưng một khi động thủ cho dù đối phương quỳ xuống cầu xin cũng không bỏ qua. Thật sự là hiểu lầm, không nghĩ tới thực lực yếu như vậy, ta cho rằng hắn có thể chống lại một kích đấy, ai biết thực lực thấp như thế, thật sự là hiểu lầm mà. Lục Lâm Thiên cười nhạt, đánh chết Độc Hạt mặt không đổi sắc. Vẫn mỉm cười như thế, mặc cho ai cũng có thể cảm giác được dưới nụ cười vui vẻ này là sát ý ngập trời. Khốn nạn! Phượng Tuy nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt vui vẻ biến thành âm trầm, đến thời điểm này hắn còn không rõ mới là quá ngu, Lục Lâm Thiên còn khó chơi và lớn mật hơn hắn suy nghĩ nhiều. Lục Lâm Thiên, thân là đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong của Liên minh quân bộ, người giết chung đoàn trưởng quân đoàn Ma Hạt Độc Hạt là ý gì, pháp quy của Liên minh quân bộ ngươi không đặt vào mắt sao? Nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt Phượng Tuy vô cùng âm trầm. Ngươi là Phượng Tuy, Phượng Hoàng nhất tộc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn thẳng vào Phượng Tuy, Phượng Hoàng nhất tộc, Lục Lâm Thiên không khó nhận ra vì sao quân đoàn Thiên Phượng lại đối phó Lục Kinh Vân, chính mình và Phượng Hoàng nhất tộc có ân oán quá sâu. Đúng vậy, Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Tuy, quân đoàn Thiên Phượng chính là quân đoàn của Phượng Hoàng nhất tộc. Nhìn Lục Lâm Thiên, Phượng Tuy mang theo cao ngạo tuyệt đối. Trong liên minh quân bộ hai đại thế giới, Phượng Hoàng nhất tộc tuyệt đối xem như chủng tộc cường hãn, trong liên minh quân bộ có địa vị quan trọng, không có mấy người dám trêu chọc Phượng Hoàng nhất tộc. Nhưng mà Phượng Tuy tự ngạo, trong mắt Lục Lâm Thiên không chút đáng giá, nụ cười biến thành âm trầm, trầm giọng nói. Thì ra là gà trống của Phượng Hoàng nhất tộc. Gà trống. Đám người Lục Linh, Cát Bạch Mị, Huyết Ưng nghe xong liền sững sờ, lúc này nhìn thẳng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên. Ngươi nói cái gì, có bản lĩnh ngươi nói lại lần nữa, ngươi biết thân phận của ta là tôn tướng, ngươi dám vô lễ. Phượng Tuy tức giận, ánh mắt âm trầm đến cực điểm nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên. Gương mặt Lục Lâm Thiên biến thành âm trầm, cười lạnh nói. Không có nghe rõ ràng sao, gà trống của Phượng Hoàng nhất tộc, thính lực quá kém. Tốt, tốt, tốt. Phượng Tuy cười lạnh, đôi mắt đỏ bừng, khí tức nóng bỏng bạo phát ra. Ai cũng cảm giác được, lúc này Phượng Tuy, tu vị tuyên cổ cảnh cao giai nổi giận tới mức nào. Lục Lâm Thiên, hôm nay xem như ngươi lợi hại, chúng ta không để yên, sổ sách hôm nào lại tính toán. Phượng Tuy quát lạnh, phất tay với người chung quanh. Chúng ta đi. Vừa dứt lời, Phượng Tuy muốn quay người rời đi, mọi người vô cùng ngạc nhiên, đường đường Phượng Tuy lại rời đi như thế, đây tuyệt đối không phải phong cách của Phượng Tuy. Sắc mặt Đô Linh âm trầm. Thê Lương nói, đoàn trưởng, ba người chúng ta chết trong tay Lục Lâm Thiên, thù con ta không thể không báo, chúng ta cứ bỏ qua như vậy. Đi. Phượng Tuy âm trầm chừng Đô Linh cụt tay, hắn muốn rời đi. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, đối phương thực lực tuyệt đối mạnh hơn hắn, Phượng Tuy không phải kẻ ngu, hoàn toàn không chiếm được tiện nghi, chỉ có ăn thiệt thòi, lưu lại là tìm chết. Vô tướng, phá thổ, phong hỏa. Nghe nói quân đoàn Thiên Phượng cường giả thực lực cũng không tệ, các ngươi đi thử đi, cũng không nên lưu thủ, không được làm mất mặt mũi quân đoàn Hùng Phong, cường giả quân đoàn Thiên Phượng rất mạnh đấy. Lục Lâm Thiên nói một câu. Vâng, thiếu chủ. Lúc Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, tiếng nói vang lên, thân ảnh vô tướng đi tới, thân ảnh như điện, lập tức đi thẳng về phía quân đoàn Thiên Phượng. Tiểu toán bàn, 17 tháng 5 năm 29-23, 46-3. Trong khoảng thời gian ngắn, 300 người của Thiên Phượng và quân đoàn Ma Hạt mang tới tổn thất phân nửa, hồn anh cùng linh hồn phân thân có chạy đi cũng là số ít. Cho dù hồn anh cùng linh hồn phân thân chạy ra cũng bị tru diệt. Âm dương phách đao quyết. Lục Lâm Thiên bổ ra một đao cuối cùng, đồ án âm dương sinh ra,
đao mang tỏa ra uy áp huy hoàng, gió nổi mây phun, đao mang tràn ngập thiên địa. Đao mang phá hủy hư không, một tuyên cổ cảnh trung giai bị tru sát, sáu niết bàn cảnh bị liên lụy, cũng thần hồn câu diệt, đây tuyệt đối là đổ sát. Người của quân đoàn Thiên Phượng không hề có lực chống cự, bị tàn sát rất nhanh. Khi Lục Lâm Thiên đánh chết rất nhiều tuyên cổ cảnh trung giai, quân đoàn Thiên Phượng càng ngày càng không có lực chống cự. Khi đao mang tiêu tán, Lục Kinh Vân cũng đã linh ngộ được đao chiêu. Lục Lâm Thiên, Huyết Lục, Hổ Sư, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Liên minh quân bộ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, Phượng Hoàng nhất tộc cũng không để yên cho các ngươi. Phượng tuy gào thét, nhưng hắn bị Lục Linh ngăn cản không thể ra tay hỗ trợ, thực lực của Lục Linh còn mạnh hơn hắn một ít. Nhưng mà Lục Linh cũng không có biện pháp làm gì Phượng Tuy, cường giả Phượng Hoàng nhất tộc không thể xem thường, cho dù là tuyên cổ cảnh cao giai cũng có tiền vốn tự ngạo. Thiên địa run lên, năng lượng khủng bố khuếch tán, trực tiếp làm không gian chung quanh vỡ ra, biến thành hư vô. Đạp đạp, thân ảnh hai người lảo đảo lui ra phía sau, lập tức đạp không lui ra sau, thân ảnh hắn đứng vững, nhìn bộ dáng khó phân thắng bại. Giao cho ta đi. Ta cũng luận bàn một hai với đoàn trưởng quân đoàn Thiên Phượng. Lục Lâm Thiên xuất hiện trước mặt Lục Linh, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Phượng Tuy. Cũng tốt, ta đi tìm kẻ khác luận bàn. Lục Linh lườm Phượng Tuy, sau đó hắn rời đi. Lục Lâm Thiên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, liên minh quân bộ, Phượng Hoàng nhất tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Phượng Tuy cắn răng, sắc mặt tái nhợt, hàn ý bắn ra bốn phía. Phượng Tuy đoàn trưởng. Chúng ta chỉ luận bàn mà thôi. Lục Lâm Thiên cười lạnh, Huyết Lục xuất hiện, không khách khí chém thẳng vào Phượng Tuy. Đáng chết! Trên bầu trời, mắt thấy Lục Lâm Thiên bổ ra một đao, Phượng Tuy nhanh chóng hình thành biển lửa ngăn cản. Xì xì! Xì sao! Hư ảnh hỏa diễm Phượng Hoàng xuất hiện, trực tiếp va chạm với đao mang. Xoẹt! Đao mang nghiền nát hư ảnh Phượng Hoàng, dưới nhiệt độ khủng bố đao mang cũng tiêu tán. Năng lượng tán loạn làm không gian vỡ ra. Cũng không phải yếu, so với Dạ Xoa nhất tộc U La cũng không kém bao nhiêu. Lục Lâm Thiên lui ra sau vài bước, lúc trước sau khi đột phá một đao chu sát U La, thực tế hắn đã dùng toàn lực, mà vừa rồi hắn không dùng toàn lực, cũng không nghĩ thực lực Phượng Tuy không kém, có thể ngăn cản một đao của mình. Lục Lâm Thiên, ta cũng không tin chân lý Niết Bàn là có thể nghịch thiên, Phượng Hoàng nhất tộc ta cũng không phải dễ chọc. Lúc này Phượng Tuy hét lớn một tiếng xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên, ngay sau đó trưởng ấn mang theo hỏa diễm đánh tới. Một trưởng này mang theo khí tức khủng bố, nhanh chóng làm không gian chung quanh tràn ngập biển lửa, đây là tu vi tuyên cổ cảnh cao giai, giơ tay nhấc chân có thể ảnh hưởng thiên địa. Không ngờ là không gian áo nghĩa, có chút tương tự Chu Tước nhất tộc trời sinh không gian chi lực, nhưng lại không giống. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, rồi trầm xuống, tay trái đánh ra một quyền. Quyền này tỏa ra kim quang sáng ngời, sát khí lăng lệ và kình phong cuồng bạo quét qua các nơi, một quyền này nhanh chóng xé nát hư không. Bành! Lực lượng cường hãn bạo phát ra, hai lực lượng va chạm nhau sinh ra vết nứt không gian, lực lượng khủng bố và hỏa diễm không ngừng bộc phát. Thân thể Lục Lâm Thiên đứng nguyên bất động, Phượng Tuy phải lảo đảo lùi ra sau. Cô! Thân hình Phượng Tuy lảo đảo, hắn há miệng kêu vang, sau đó nhanh chóng biến thành bản thể. Thân là người Phượng Hoàng nhất tộc, bản thể của Phượng Tuy mới là trạng thái mạnh nhất, Phượng Hoàng nhất tộc thúc giục bản thể biến lớn mấy trăm trượng, hỏa diễm bao phủ toàn thân, khí tức nóng bỏng che trời làm thiên địa sáng rực. Trong nháy mắt Phượng Tuy biến thành bản thể Phượng Hoàng đã vỗ cánh bay về phía Lục Lâm Thiên, hỏa diễm khởi động, hỏa diễm bộc phát sóng nhiệt rất mạnh, lập tức cánh như đao cắt vỡ không gian lao về phía Lục Lâm Thiên. Xíu, yêu yêu, cánh phải như điện. Những nơi đi qua không gian chung quanh sinh ra vết nứt không gian. Ngao! Tuy thực lực Phượng Tuy làm cho thần sắc Lục Lâm Thiên ngưng trọng, hắn cười âm lãnh, cũng không né tránh, đột nhiên Huyết Lục trong tay bổ ra một đạo kim sắc quang mang sáng ngời. Phanh! Năng lượng khủng bố va chạm vào nhau, khí tức nóng bỏng cuồng bạo quét qua các nơi, bầu trời bị xé nát nhanh chóng. Vết nứt không gian lan tràn ra chung quanh, trên trời sấm nổ không dứt. Cô! Tiếng kêu thê thảm truyền ra, biển lửa bị chém nứt, cánh phải của Phượng Tuy máu tươi đầm đìa, máu tươi rơi vãi khắp hư không, cánh phải suýt bị Lục Lâm Thiên chém nứt, trên cánh phải xuất hiện vết cắt rất sâu, thân thể khổng lồ của hắn đau đớn. Lãnh ý trong mắt Lục Lâm Thiên xuất hiện, hắn có ý định ra tay lần nữa,
nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn về phía hư không. Dừng tay, tất cả mọi người dừng tay, Lục đoàn trưởng xin hãy dừng tay. Trên không trung có tiếng hét lớn vang lên, sau đó trên trăm đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. Siêu siêu, từng thân ảnh phá không xuất hiện, mấy thân ảnh đi đầu chính là Nhược Linh đạo nhân, Kiên Hỏa tôn tướng, Khôn Thủy tôn tướng, còn có Băng Thiên Lý, Cô Lang, và Mục Hân Nhiên đã lâu chưa xuất hiện. Người tới trên trăm, cho dù là người nào cũng có tu vị tuyên cổ cảnh, một nhóm người này xuất hiện làm không gian gió nổi mây phun. Băng Thiên Lý, Mục Hân Nhiên, Cô Lang xuất hiện, ánh mắt nhìn lên người Lục Lâm Thiên, cười khổ không dứt. Đi đầu là lão giả bộ dáng chừng 70, hắn mặc quần áo ngăn nắp, khuôn mặt già nua bóng loáng, đặc biệt là hai mắt tỏa ra hào quang thâm thúy. Khi người này xuất hiện năng lượng thiên địa chấn động, trong lúc vô hình mọi người cảm nhận lực lượng áp bách thật lớn. Tu vị hóa hồng cảnh, còn là bản thể, không giống quỷ cốc hoàng giả, nhàn vân hoàng giả xuất hiện chỉ là linh hồn phân thân. Lục Lâm Thiên âm thầm quan sát, không phải nói trong thương khung chiến trường không có hóa hồng cảnh sao, tại sao lại có hóa hồng cảnh? Lúc này Lục Lâm Thiên lạnh nhạt, trong thương khung chiến trường tuy nói không có hóa hồng cảnh. Nhưng mà trong thế lực khắp nơi cũng sẽ có hóa hồng cảnh trấn thủ, nếu không có hóa hồng cảnh trấn thủ là không có khả năng. Nhưng mà những hóa hồng cảnh này bình thường không ra tay, chỉ trấn thủ đại doanh mà thôi. Khi những người này xuất hiện, đám người phá thổ, Lục Linh, vô tướng mới dừng tay. Vốn 20 tuyên cổ cảnh của quân đoàn Thiên Phượng và gần 300 niết bàn cảnh, lúc này bị mọi người đánh chết còn chưa tới một phần, loại đồ sát này còn đang tiếp tục. Vù vù. Trên trăm cường giả xuất hiện trên không trung, nhìn qua toàn cảnh, bọn họ hít khí lạnh, từ khí tức đã biết nơi này vẫn lạc không ít cường giả, cho dù đại chiến với đại quân Minh Linh, quân đoàn Thiên Phượng cũng không tổn thất thảm trọng như thế. Hơn 200 niết bàn cảnh vẫn lạc, tuyên cổ cảnh có hơn 10 người bị đánh chết, còn lại 2-3 người trọng thương, cũng đều là tuyên cổ cảnh sơ giai, tu vị tuyên cổ cảnh trung giai đã sớm bị Lục Lâm Thiên và vô tướng đánh chết đầu tiên. Hạo Thần Hoàng giả đại nhân, người cần phải làm chủ cho ta, Lục Lâm Thiên tụ tập một đám cuồng đồ đánh chết hơn 10 tuyên cổ cảnh của quân đoàn Thiên Phượng, Đô Linh phó đoàn trưởng bị ép hồn anh tự bạo, mấy trăm niết bàn cảnh bị tàn sát thần hồn câu diệt, đây là coi trời bằng vung, đồng minh tương tàn, không thể không chấn chính quân quy. Nhìn thấy người tới, Phượng tuy thu hồi bản thể khổng lồ, vết thương chồng chất, canh tây phải suýt bị chặt đứt, hỏa ngút chạy tới bên cạnh lão giả đầu chọc. Lão giả đầu chọc nhìn qua không gian, hắn nhíu mày. Sắc mặt khó coi, nhưng không có lập tức nói chuyện. Quân đoàn Ma Hạt còn có người không? Lúc này sau lưng lão giả đầu chọc hóa hồng cảnh có bóng dáng khôi ngô bước ra, khí tức của hắn vô cùng cường hãn, sợ rằng không dưới Phượng tuy bao nhiêu, nhưng lúc này sắc mặt đại hán vô cùng ngưng trọng. Đoàn trưởng, năm trung đội trưởng và độc hạt trung đoàn trưởng đều bị đánh chết, còn lại một mình ta. Trong đám người có một người niết bàn cảnh sơ giai vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi. Sắc mặt trắng bệch chạy tới sau lưng nam tử trung niên, hắn như tìm được cọng cỏ cứu mạng, hắn còn sợ hãi giết chóc vừa rồi, ánh mắt sợ hãi, vừa rồi là đồ sát. Đáng chết! Đại hán trung niên âm trầm, sắc mặt càng khó nhìn, năm trung đội trưởng và một độc hạt, thực lực quân đoàn bị ảnh hưởng không ít. Lục phó thống lĩnh, người tới là Liên Minh Hạo Thần Hoàng giả, nghe nói là nhất nguyên hóa hồng cảnh. Bên cạnh chính là quân đoàn Ma Hạt. Thực lực không kém Phượng tuy còn là người thu tộc. Lục Linh truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên. Lục phó thống lĩnh. Lập tức vô tướng, Cát Bạch Mị, Huyết Ưng, Hổ Sư cũng đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Nghe Lục Linh nói thế, ánh mắt Lục Lâm Thiên âm thầm chấn động, hắn đảo qua Hạo Thần Hoàng giả, rồi lập tức nhìn sang Ma Hạt, tiến lên một bước, lườm tên niết bàn cảnh sơ giai của quân đoàn Ma Hạt, nói. Ngươi chính là đoàn trưởng quân đoàn Ma Hạt sao? Theo ý của ngươi dường như bảo vệ cho hắn. Đây chính là đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong Lục đoàn trưởng, chuyện đã xảy ra ta biết rồi, đều là do tên Vương Bát Đản Độc Hạt gây nên. Theo ta được biết, cháu của Độc Hạt chính là thành viên chấp pháp đội trong mật địa thiên giới, về sau bị Lục đoàn trưởng đánh chết trong mật địa thiên giới, cho nên Độc Hạt mới ra tay với con trai Lục đoàn trưởng, hoàn toàn không quan hệ với quân đoàn Ma Hạt, đều là một mình Độc Hạt gây nên, hiện tại Độc Hạt đã bị Lục đoàn trưởng đánh chết. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Thân ảnh khôi ngô của Ma Hạt hơi tiến lên, ánh mắt trầm xuống, nhưng hắn không thể không tươi cười với Lục Lâm Thiên, hắn không phải người ngu, Lục Lâm Thiên này cũng không phải dễ chọc. Từ lai lịch,
Ma Hạt cũng biết rõ thân phận Lục Lâm Thiên, đã khó có thể trêu chọc rồi, huống chi Lục Lâm Thiên hiện tại còn là chân lý Niết Bàn, đắc tội Lục Lâm Thiên, về sau mình không thể sống tốt. Kể từ chuyện quân đoàn Thiên Phượng bây giờ và ở trong mật địa thiên giới có thể nhìn ra, Lục Lâm Thiên không phải là người sợ phiền phức. Từ mật địa thiên giới đến, đám người Lục Linh, Cát Bạch Mị, Huyết Ưng, Phá Thổ nghe vậy, lúc này rốt cuộc biết lai lịch của Lục Lâm Thiên, thì ra là từ mật địa thiên giới tới đây, từng ánh mắt tò mò nhìn Lục Lâm Thiên, mật địa thiên giới cũng không phải nơi ai đi cũng được. Nghe Ma Hạt nói, Lục Lâm Thiên nghe vậy mới biết tại sao Độc Hạt phải đối phó mình. Thì ra có quan hệ tới chuyện ở mật địa thiên giới, lập tức nhìn Ma Hạt, nói. Ngươi nói sai, thứ nhất, ta không có giết Độc Hạt, chúng ta chỉ luận bàn mà thôi, thật không ngờ thực lực Độc Hạt quá yếu, cho nên không chú ý nhỡ tay làm hắn chết đi, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cái này, khi Lục Lâm Thiên nói ra lời này, không ít ánh mắt sững sờ, Lục Lâm Thiên rõ ràng chơi xấu a, luận bàn thất thủ, dùng thực lực đối lập giữa Lục Lâm Thiên và Độc Hạt. Tuyệt đối sẽ không có sai lầm này, rõ ràng Lục Lâm Thiên động sát tâm mới đúng. Nghe Lục Lâm Thiên nói, ngay cả Hạo Thần Hoàng giả cũng chấn động, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Lời nói dừng lại, Lục Lâm Thiên tiếp tục nhìn qua tên Niết Bàn cảnh sơ giai thương tích chồng chất, nói với Ma Hạt. Mấy trăm người quân đoàn Ma Hạt và quân đoàn Thiên Phượng vây công con ta, Ma Hạt nói một mình Độc Hạt gây ra, không quan hệ với quân đoàn Ma Hạt, thế nhưng mà người này lại giải thích thế nào? Nếu quân đoàn Ma Hạt thực không quan hệ, giao người này cho ta xử trí, nếu không ta cũng xem như cả quân đoàn Ma Hạt tham dự việc này, đương nhiên, hậu quả quân đoàn Ma Hạt tự gánh chịu. Vừa dứt lời, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn thẳng Ma Hạt, sát ý trong mắt không chút che giấu. Ma Hạt nói một câu hiểu lầm, tự nhiên không thể làm cho Lục Lâm Thiên thỏa mãn, chuyện này Lục Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, diệt cỏ tận gốc, nhân từ nương tay cuối cùng sẽ là tai họa. Loại tai họa này 5 lần 7 lượt xuất hiện, lúc này chuyện của Lục Kinh Vân càng làm Lục Lâm Thiên không dễ dàng bỏ qua. Cho nên mỗi một lần, Lục Lâm Thiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Đoàn trưởng cứu mạng A Hát, đoàn trưởng cứu ta, đều là Độc Hạt Trung đoàn trưởng bảo ta đi, việc này không quan hệ tới ta mà, Độc Hạt Trung đoàn trưởng ra lệnh, ta không thể cãi lời, đoàn trưởng cứu mạng. Tên Niết Bàn cảnh sơ giai quân đoàn Ma Hạt nghe Lục Lâm Thiên nói thế. Lập tức quỳ gối cầu khẩn Ma Hạt, hắn rất rõ ràng, nếu hắn rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên, hậu quả có thể nghĩ, tuyệt đối chết chắc. Cái này, Ma Hạt cũng làm khó, nếu bình thường, ai dám uy hiếp Ma Hạt hắn chứ? Nhưng hôm nay trước mặt là Lục Lâm Thiên, lại không phải người Ma Hạt muốn trêu chọc. Độc Hạt làm tất cả, Ma Hạt vốn cũng không phải rất thoải mái, giao ra một Niết Bàn cảnh sơ giai đối với Độc Hạt dẹp loạn chuyện này, làm cho quân đoàn Ma Hạt thoát thân. Vốn Ma Hạt nên vui vẻ đồng ý. Nhưng bây giờ ở trước mặt bao giờ, Ma Hạt biết rõ nếu giao người này, vậy sau này hắn mặt mũi và uy tín của hắn trong quân đoàn Ma Hạt sẽ bị đả kích rất lớn. Nhưng nếu không giao người, Ma Hạt cũng làm khó, hắn biết rõ nếu như không giao người này ra, Lục Lâm Thiên nhất định sẽ không bỏ qua. Tiến thối lưỡng nan, Ma Hạt cũng chỉ có thể nhìn qua Hạo Thần Hoàng giả. Được rồi, chuyện cứ như vậy đi. Có chuyện gì chờ điều tra rồi nói sau, hiện tại cũng lui đi. Rốt cuộc Hạo Thần Hoàng giả nói chuyện, ánh mắt bất đắc dĩ cảm thán, lập tức nói như thế, hắn nói với Lục Lâm Thiên nhưng cũng đang nói với mọi người. Hạo Thần Hoàng giả đại nhân, Lục Lâm Thiên đánh chết nhiều cường giả quân đoàn Thiên Phượng của ta như vậy, chẳng lẽ ngươi đứng nhìn sao? Phượng tuy nhìn thẳng Hạo Thần, hắn không nghĩ tới Hạo Thần lại buông tha Lục Lâm Thiên, một Âu điều tra rõ ràng ai cũng biết đại biểu cái gì. Sợ rằng Hạo Thần Hoàng giả căn bản không muốn quản. Phượng tuy, tất cả phải đợi điều tra rõ ràng mới định đoạt, mọi người nên lui ra đi. Hạo Thần nhìn thẳng vào Phượng tuy. Hạo Thần Hoàng giả, chuyện này cần gì điều tra, người tận mắt nhìn thấy cả rồi. Phượng tuy quát lớn, hắn không nguyện ý buông tha Lục Lâm Thiên, bất kể nói thế nào cho dù không giết Lục Lâm Thiên, cũng nhất định phải ép hắn bế quan mới được, sau đó hắn có thể thông chi trong tộc xử lý. Nếu như vậy buông tha Lục Lâm Thiên, sợ rằng Lục Lâm Thiên trực tiếp rời khỏi thương khung chiến trường, khi đó càng khó đối phó. Ánh mắt Hạo Thần Hoàng giả khó coi, nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Lục Lâm Thiên, Phượng tuy đoàn trưởng đã nói, ngươi có gì cần giải thích không, ngươi nên biết liên minh quân quy, ngươi bây giờ hành động đại biểu cái gì. Lục Lâm Thiên nhìn Hạo Thần Hoàng giả, khóe miệng động động, căn bản không quan tâm Hạo Thần Hoàng giả.
hắn nhìn Nhược Linh đạo nhân, trầm giọng nói. Nhược Linh tôn tướng, chẳng lẽ ngươi không có mang lời ta nói lại với quân bộ hay sao, ta không quan tâm lặp lại lần nữa đâu. Lục đoàn trưởng, cái này. Nhược Linh đạo nhân bất đắc dĩ, Lục Lâm Thiên rõ ràng không cho Hạo Thần Hoàng giả, hóa hồng cảnh mặt mũi. Hạo Thần Hoàng giả phất tay với Nhược Linh đạo nhân, ánh mắt nhìn Lục Kinh Vân bên cạnh Lục Lâm Thiên, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Lục đoàn trưởng, ta đã nghe Nhược Linh tôn tướng nói rồi, cho nên ta cũng không nói sẽ đi ngang qua sân khấu. Sắc mặt Hạo Thần Hoàng giả âm trầm một ít, lập tức nhìn Lục Lâm Thiên. Chuyện đã xảy ra ta cũng biết đại khái, ta cảm thấy không kém bao nhiêu đâu, dù sao lệnh lang hiện tại không có gì, không phải xong việc sao. Hạo Thần Hoàng giả, người cũng biết một ít, vậy ta hỏi ngươi biết bao nhiêu, ta lắng tai nghe đây. Lục Lâm Thiên cười nhạt với Hạo Thần Hoàng giả, nhưng nụ cười làm người ta sởn tóc gáy. Hạo Thần Hoàng giả nhíu mày, Lục Lâm Thiên chính là đau đầu, so với trước khi hắn đến còn khó nuốt hơn, ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua Phượng Tuy, nói. Phượng Tuy đoàn trưởng, không bằng ngươi nói xem xảy ra chuyện gì đi. Sắc mặt Phượng Tuy tái nhợt, nghe vậy ánh mắt trừng Lục Lâm Thiên, lớn tiếng nói. Hạo Thần Hoàng giả, quân đoàn Thiên Phượng ta phát hiện một người từ ngoài đến, thần sắc vội vàng. Tưởng rằng là gian tế Minh Linh, cho nên bắt lại hỏi thăm. Không nghĩ tới tao ngộ phản kháng, còn giết không ít đệ tử quân đoàn Thiên Phượng của ta, quân đoàn Thiên Phượng lúc này mới đuổi giết. Ai biết Lục Lâm Thiên đột nhiên tới đây, nói là con của hắn, ta lập tức nói đây là hiểu lầm. Ai biết Lục Lâm Thiên lại phát rồ, đại khai sát giới với quân đoàn Thiên Phượng của ta, hoàng giả đại nhân, ngươi nhất định phải làm chủ cho quân đoàn Thiên Phượng. Phi, vương bát đản thật không biết xấu hổ, đủ vô sỉ. Thật sự đủ vô sỉ, không nghĩ tới đường đường người Phượng Hoàng nhất tộc lại vô sỉ tới mức này. Nghe vậy, đám người hổ sư, cuồng thử, cát bạch mị lập tức xem thường Phượng Tuy. Nghe vậy, ánh mắt Hạo Thần chớp động, nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Lục đoàn trưởng, Phượng Tuy đoàn trưởng nói, người có ý kiến gì không? Ta sao? Lục Lâm Thiên sắc mặt âm trầm, nói với Hạo Thần. Ta ngược lại muốn biết. Không biết Hạo Thần Hoàng giả ngươi tin hay không? Thần sắc Hạo Thần Hoàng giả khó nhìn, hắn không nghĩ tới Lục Lâm Thiên khó chơi như vậy, chuyện đã đến nước này đã khó vãn hồi, hắn vốn không muốn nhúng tay vào chuyện gì, để Phượng Hoàng nhất tộc và Lục Lâm Thiên tự mình giải quyết đi, dù sao thế lực sau lưng Lục Lâm Thiên cũng không đơn giản. Nhưng mà Hạo Thần Hoàng giả không nghĩ tới, Lục Lâm Thiên đang kéo hắn vào. Hắn tự nhiên không tin Phượng Tuy nói, Phượng Tuy tuyệt đối muốn đối phó Lục Lâm Thiên. Nhưng bây giờ ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, thế nhưng mà hắn không thể nói là không tin, Phượng Hoàng nhất tộc có nội tình, hắn không muốn đắc tội. Cần phải nói hắn tin, vậy cũng không thể nghi ngờ sẽ đắc tội Lục Lâm Thiên, cho nên mặc kệ hắn tin hay không đều bị động. Ta hiện tại còn chưa điều tra, cũng không nên nói, nếu Lục đoàn trưởng có nghi vấn gì, đại khái nói cho ta biết, ta sẽ điều tra. Sắc mặt Hạo Thần rất bất đắc dĩ. Do dự sau đó nói với Lục Lâm Thiên, hắn cũng không muốn nhảy vào vũng nước đỡ Upsilon, C này. Không có cách nhìn chủ quan, ta chỉ hơi sửa một chút. Lục Lâm Thiên nghe Hạo Thần nói, lập tức cười nói. Ta cũng không có kích giết người của quân đoàn Thiên Phượng, ta nghe nói quân đoàn Thiên Phượng chính là quân đoàn chủ lực của Liên minh quân bộ, thực lực vô cùng cường hãn, nhất thời ngứa nghề muốn luận bàn với quân đoàn Thiên Phượng. Ai ngờ người của quân đoàn Thiên Phượng bên ngoài hào nhoáng nhưng phế vật như vậy, ta ra tay nặng một ít cho nên bất hạnh làm chết không ít đệ tử quân đoàn Thiên Phượng, hiểu lầm mà thôi. Phụt! Mọi người nghe vậy, đám người Mục Hân Nhiên cùng Cát Bạch Mị lập tức bật cười, Phượng Tuy vô sỉ đến cực điểm, không nghĩ tới Lục Lâm Thiên còn chơi xấu không thua Phượng Tuy. Lục Lâm Thiên, ngươi nói láo. Nghe vậy, Phượng Tuy lập tức giận dữ. Lục Lâm Thiên không để ý đến Phượng Tuy. Hắn nhìn Hạo Thần Hoàng giả, nói. Hạo Thần Hoàng giả, tất cả đều là hiểu lầm. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta tin là được, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này. Sắc mặt Hạo Thần Hoàng giả lúng túng, sững sờ, lập tức thở dài một hơi, nói. Việc này ta sẽ điều tra, hiện tại đều lui ra đi. Hạo Thần Hoàng giả, Lục Lâm Thiên. Phượng Tuy hét lớn. Phượng Tuy đoàn trưởng, nếu ngươi có ý kiến. Vậy thì cứ nói rõ ràng với Lục đoàn trưởng đi, nếu không có ý kiến, vậy theo ta đi thôi, ta sẽ điều tra rõ ràng. Hạo Thần chen ngang lời Phượng Tuy, ánh mắt khó coi chừng Phượng Tuy.
Phượng Tuy nhìn Hạo Thần, lập tức cảm thấy hối hận. Bảo hắn và Lục Lâm Thiên nói rõ ràng với nhau, đơn giản chính là bảo hắn đi tìm chết, trước mặt thực lực tuyệt đối, hắn nói cái gì cũng không được. Nghe nói Hạo Thần hoàng giả thực lực rất mạnh, ta cũng muốn luận bàn một chút, xin chỉ giáo. Nhưng vào lúc này, Lục Lâm Thiên đột nhiên quát lớn, tiếng nói truyền ra, hắn lập tức lao tới, một cước đạp vào không trung lao đi, hắn ngưng tụ kim quang đánh ra một kích. Lục Phó Thống ra tay với Hạo Thần hoàng giả. Ánh mắt mọi người run lên, Lục Lâm Thiên đánh một quyền mục tiêu là Hạo Thần hoàng giả, cường giả hóa hồng cảnh, chuyện này vượt qua mọi người tưởng tượng. Xem ra Lục đoàn trưởng rất tự tin với thực lực của mình, ta muốn biết chân lý niết bàn mạnh bao nhiêu. Ánh mắt Hạo Thần âm trầm, dù sao hắn là hóa hồng cảnh, thực lực của hắn là đỉnh cấp trong thiên địa này, hắn vẫn bị Lục Lâm Thiên hô to gọi nhỏ, lúc này càng khó xuống đài. Hừ, không coi ai ra gì. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên công kích Hạo Thần hoàng giả tu vị hóa hồng cảnh, sắc mặt Phượng Tuy sinh ra dị sắc. Ầm ầm, Lục Lâm Thiên trực tiếp đánh hai quyền với Hạo Thần hoàng giả, năng lượng chấn động đinh tai nhức óc. Va chạm đáng sợ như thế đã làm không gian sụp đổ, không gian loạn lưu sinh ra. Xuy, thân ảnh Lục Lâm Thiên bị lực lượng to lớn đẩy lùi, hắn lập tức lui ra sau, thân ảnh biến mất. Ngao, cùng một thời gian, đao mang phá không đánh tới. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện ở góc không ai ngờ, trực tiếp xuất hiện trước mặt Phượng Tuy. Xíu, yêu yêu. Cả không gian trực tiếp run rẩy, kim quang rạng rỡ, hắn giơ tay chém xuống một đao, dường như ẩn chứa lực lượng vô khổng bất nhập, hắn lao vào giữa không trung. Khí tức đao mang này rất khủng khiếp, nhanh tới mức tận cùng. Sắc mặt Phượng Tuy đại biến, hắn hoảng sợ lui ra phía sau, nhưng lại phát hiện không gian cứng lại, đao mang phá không bay qua người hắn. Mục tiêu chính thức của Lục Lâm Thiên chính là Phượng Tuy. Trong nháy mắt này mọi người hiểu ra, Lục Lâm Thiên căn bản không ra tay với Hạo Thần hoàng giả, hắn chỉ muốn ngăn chặn Hạo Thần hoàng giả nhúng tay vào mà thôi, mục tiêu chính thức của Lục Lâm Thiên chính là Phượng Tuy. Tất cả mọi người khiếp sợ, đao mang phá không bay đi, lập tức chém thẳng lên người Phượng Tuy, đao mang chém tới làm hắn không tránh né được. Rầm rầm, tất cả đều quá nhanh, cho dù có không gian áo nghĩa phụ trợ, không có ai có thể cứu viện, Phượng Tuy còn không kịp chạy trốn. Đến thời điểm này Phượng Tuy đã biết thực lực Lục Lâm Thiên khủng bố tới mức nào, loại thực lực này đã đủ xem hắn như con sâu cái kiến. Ken két, cây đao màu vàng giáng xuống, vết nứt không gian cắt qua người Phượng Tuy, một đao chém hắn thành hai nửa. Thân thể Phượng Tuy tan nát, chung quanh là hư không đen kịt, đường đường đoàn trưởng quân đoàn Thiên Phượng, tuyên cổ cảnh cao giai, cường giả Phượng Hoàng nhất tộc. Hắn bị Lục Lâm Thiên giơ tay nhấc chân chém giết quá dễ dàng. Hai mắt Hạo Thần hoàng giả chấn động, thần sắc rất khó tin. Lúc này vết nứt không gian khôi phục lại, thân ảnh áo xanh đứng đó, lúc này tiếng hít khí lạnh vang lên liên tục. Lục Lâm Thiên rất mạnh, đây là điểm khủng bố của chân lý niết bàn sao. Một đao này làm nhiều người khiếp sợ, bọn họ tự nhận mình không thể tiếp một đao này, chân lý niết bàn quá khủng khiếp. Ai ôi, xấu hổ. Ta đang luận bàn với Hạo Thần hoàng giả, không nghĩ tới thất thủ trảm Phượng Tuy, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm a hát. Lục Lâm Thiên đạp không đứng đó, hắn nói cười như không có gì, mọi người khiếp sợ. Lục Lâm Thiên này, tuyệt đối không được chọc hắn. Có không ít cường giả tuyên cổ cảnh âm thầm quy tâm không đối địch với. Thất thủ chém giết Phượng Tuy, kẻ đần cũng không có khả năng tin tưởng, Lục Lâm Thiên rõ ràng muốn đưa Phượng Tuy vào chỗ chết. Cho dù có Hạo Thần hoàng giả cũng vô dụng, Lục Lâm Thiên còn không đặt hóa hồng cảnh vào trong mắt. Lục đoàn trưởng, ngươi làm ta khó xử đấy. Ánh mắt chấn động vài lần, Hạo Thần nói với Lục Lâm Thiên. Hạo Thần hoàng giả, hiểu lầm mà thôi, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta tin là được, ngươi cứ nói đi. Nhìn thấy Hạo Thần hoàng giả, Lục Lâm Thiên biến thành âm trầm, ánh mắt lăng lệ, trở mặt ngay lập tức, nhìn thẳng Hạo Thần hoàng giả, trầm giọng nói. Hạo Thần hoàng giả, nếu ngươi không tin, đại khái cứ ra tay với ta một lần, nhưng ta nói trước, làm ta tức giận, đến lúc đó đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi, tu vị hóa hồng cảnh ta gặp nhiều, mặt mũi là dựa vào chính mình kiếm được, không phải người khác cho, ta cho ngươi mặt mũi, hy vọng ngươi nên suy nghĩ kỹ. Ngươi, Hạo Thần sắc mặt âm trầm, Lục Lâm Thiên nói rõ sẽ trở mặt, từ khi bắt đầu đã không đặt hắn vào mắt, từ một quyền ban đầu hắn không khó xác định thực lực Lục Lâm Thiên. Chân lý niết bàn rất khủng bố,
cho dù hắn có thể đánh chết Phượng Tuy, tuy Lục Lâm Thiên xuất kỳ bất ý chiếm tiện nghi, nhưng nếu muốn một chiêu đánh chết, hắn cũng khó có thể làm được, càng khó làm cho Phượng Tuy thần hồn câu diệt. Lục Lâm Thiên không quan tâm Hạo Thần, trực tiếp đi tới bên người Ma Hạt, hắn như đi vào chỗ không người, đi qua người Ma Hạt, nhìn tên Niết Bàn cảnh sơ giai thương tích đầy người kia. Yên tĩnh, không gian hoàn toàn yên tĩnh, dưới ánh mắt của mọi người, Lục Lâm Thiên cầm huyết lục chém xuống không khách khí. Đoàn trưởng cứu ta, đoàn trưởng cứu. Giờ phút này, tên Niết Bàn cảnh sơ giai kêu lên, hắn muốn bỏ trốn. Ngao, đao minh chém xuống, tên Niết Bàn cảnh sơ giai vừa hành động đã bị chém thành hai nửa, hình thần câu diệt. Ma Hạt đoàn trưởng, hành vi của người này chắc có quan hệ với độc hạt, không liên quan tới quân đoàn Ma Hạt, ta giải quyết thay ngươi, Ma Hạt đoàn trưởng sẽ không để tâm chứ. Một đao chém giết một Niết Bàn cảnh sơ giai, Lục Lâm Thiên không thèm nhìn, thu huyết lục vào trong người, mắt nhìn Ma Hạt, khóe miệng tươi cười rất ấm áp, nhưng mà ai cũng cảm giác hàn ý thấu xương trong đó. Gây phiền toái cho Lục đoàn trưởng, thật ngại quá. Ma Hạt nhìn Lục Lâm Thiên, thở dốc mấy hơi, lúc này mới nói ra từng chữ với Lục Lâm Thiên, ánh mắt rất áp lực. Trước mặt thực lực tuyệt đối, Ma Hạt có tức giận ngập trời cũng phải cúi đầu, bằng không hắn sẽ biến thành Phượng Tuy thứ hai. Thật bá đạo. Băng Thiên Lý, Cát Bạch Mị, Huyết Ưng, Mục Hân Nhiên, Cô Lang và hơn trăm tuyên cổ cảnh của Liên minh quân bộ đều khiếp sợ nhìn Lục Lâm Thiên. Nam tử áo xanh này bỏ qua hóa hồng cảnh, xem tuyên cổ cảnh cao giai như con sâu cái kiến, cho dù quân đoàn Ma Hạt cũng phải cúi đầu, đây là bá đạo cỡ nào. Về sau không thể trêu chọc người có quan hệ với Lục Lâm Thiên, nếu không, nhất định sẽ rất thảm. Tất cả mọi người thở dài, kết cục của Phượng Tuy đã làm nhiều người khiếp sợ. Không có sao, tiện tay mà thôi, hy vọng sau này quân đoàn Ma Hạt sẽ không xuất hiện thêm độc hạt, bằng không sẽ hại cả quân đoàn Ma Hạt. Lục Lâm Thiên nhìn độc hạt, ngụ ý cảnh cáo ai cũng nghe được, nếu quân đoàn Ma Hạt còn dám làm cái gì, Lục Lâm Thiên tuyệt đối sẽ diệt toàn bộ quân đoàn Ma Hạt. Giết người Phượng Hoàng nhất tộc của ta, bổn hoàng tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, cho dù đó là kẻ nào. Vào lúc Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, một tiếng nói lạnh như băng vang vọng hư không, nhiệt độ giảm xuống. Xuy! Trên hư không có một thân ảnh toàn thân bao phủ trong hỏa diễm hàng lâm. Người này vừa xuất hiện, nhiệt độ tăng lên khủng khiếp, linh hồn cũng đau đớn. Người tới là lão giả mặc trường bào hỏa diễm hừng hực, lơ lửng giữa không trung, ống tay áo vung lên, khí nóng bốc lên cuồn cuộn, sắc mặt của hắn đỏ rực, sắc mặt âm trầm, đôi mắt đang có hỏa diễm nhảy nhót rất quỷ dị. Khí tức thật mạnh, Phượng Hoàng nhất tộc, cường giả hóa hồng cảnh, thực lực không dưới Hỏa Loan bao nhiêu. Lục Lâm Thiên nhìn người tới, lập tức nhíu mày. Cường giả hóa hồng cảnh của Phượng Hoàng nhất tộc. Hổ sư, cuồng thử, Huyết Ưng sắc mặt ngưng trọng, Phượng Tuy bị chém giết, lúc này cường giả Phượng Hoàng nhất tộc đến đây, kết cục có thể nghĩ. Lục phó thống lĩnh, người tới chính là Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Viêm Hoàng giả, một trong những hoàng giả trấn thủ liên minh quân bộ trấn thủ thương khung chiến trường. Lục Linh truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên. Phượng Viêm Hoàng giả, lần này náo nhiệt rồi. Nhìn thấy thân ảnh lão giả. Rất nhiều cường giả tuyên cổ cảnh nhìn nhau, ánh mắt lập lòe. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên, là ngươi giết Phượng Tuy. Phượng Viêm đạp không, căn bản không quan tâm kẻ nào, trực tiếp chậm rãi bước ra, hắn nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên. Hiểu lầm mà thôi, một hồi hiểu lầm. Lục Lâm Thiên cũng không quan tâm, linh hồn dò xét, khí tức Phượng Viêm không mạnh hơn Hạo Thần Hoàng giả bao nhiêu, đơn giản là dựa vào bản thể Phượng Hoàng nhất tộc chiếm ưu thế mà thôi. Hiểu lầm, tốt một hiểu lầm, là ngươi giết là được rồi, tốt, tốt, tốt. Phượng Viêm âm trầm nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, liên tiếp nói ba chữ tốt, mỗi khi nói một chữ tốt sắc mặt càng âm trầm hơn. Khi Phượng Viêm nói xong, bỗng nhiên sát ý trong mắt không che giấu nhìn về phía Lục Lâm Thiên, nói. Vậy ngươi đền mạng đi. Khi Phượng Viêm quát lớn, nguyên lực bộc phát dữ dội. Đôi mắt thâm thúy của Lục Lâm Thiên nhìn thẳng, khí thế bộc phát. Trong nháy mắt, quanh người Phượng Viêm có hỏa diễm sáng lên rực rỡ, nhiệt độ tăng cao tới mức đáng sợ. Hỏa diễm bộc phát làm không gian chung quanh rạn nứt, từng gợn sóng không gian không ngừng bộc phát dữ dội. Lục Lâm Thiên muốn ra tay, lúc này đối mặt với cường giả hóa hồng cảnh, với tu vị chân lý niết bàn của mình, Lục Lâm Thiên tuyệt đối có đầy đủ tự tin và kiêu ngạo đánh một trận.
Lúc này Lục Lâm Thiên lập tức muốn ra tay, linh hồn lực nhạy cảm phát hiện, một tiếng xé gió vang vọng hư không đang lao tới, lập tức nhìn qua không trung. Xuy, bỗng nhiên không gian chấn động dữ dội, tiếng hét như sấm sét vang lên. Phượng Viêm, người tới đúng lúc, lão tử muốn tính toán với Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi thật tốt, ngươi cho rằng người minh quang thế giới dễ khí dễ hay sao? Người này vừa xuất hiện, thân ảnh hắn như tia chớp lao về phía Phượng Viêm, trên không trung năng lượng hội tụ đáng sợ, trong giây lát trên không trung xuất hiện hào quang chói mắt và khí tức âm hàn tỏa ra, không gian chung quanh bị đóng băng, vết nứt không gian cũng bạo phát. Ken két, trong nháy mắt cột sáng và hàn băng va chạm nhau, tiếng vỡ nát làm màng tai người chung quanh đau đớn, nhiệt độ bộc phát sinh ra vết nứt không gian. Ầm ầm, không gian không cách nào thừa nhận lực lượng này, lập tức nổ tung biến thành cái động sâu, khí tức nóng lạnh bị nó thôn phệ toàn bộ. Đạp đạp, lúc này Phượng Viêm và người tới lảo đảo lui ra sau, Phượng Viêm lui mấy bước, đôi mắt đầy sát khí của hắn biến thành ngạc nhiên. Thân ảnh người tới bị đẩy lùi, trường bào run lên, chân đạp hư không để ngừng lui, khí tức hàn băng bạo phát dữ dội. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn người tới, đó là lão giả thân ảnh cao ngất, ánh mắt bắn ra tinh quang, quanh người có hàn khí bạo phát dữ dội, có thể làm linh hồn người ta đóng băng, rõ ràng là cường giả hóa hồng cảnh. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên xuất hiện lão giả như tượng đá, thân hình hơi mập, bộ dáng kỳ lạ, trong tay cầm một cái tẩu ngọc trắng noãn, phía trên còn có túi thuốc. Lão giả đẩy lui Phượng Viêm, hắn lùi ra phía sau, lúc này đưa tẩu lên hút vài hơi, khói trắng bay lên cao, khí tức hàn băng làm người ta bị đóng băng. Lục Kinh Vân nhìn lão giả giống như tượng đá kia, lập tức vui mừng, hắn cung kính hành lễ với lão giả, nói. Kinh Vân bái kiến kỷ sư huynh. Ân, không có việc gì là tốt rồi, có ăn thiệt thòi không? Lão giả hút thuốc phun sương mù ra, trong cái tẩu có khói trắng bay lên, dò xét Lục Kinh Vân vài lần, nhìn thấy Lục Kinh Vân không có đại sự gì, lúc này mới buông lỏng một hơi. Lục Kinh Vân lắc đầu, nói. Không ăn thiệt thòi, lúc này chỉ nghẹn một bụng ác khí thôi. Vậy là tốt rồi, hiện tại kỷ sư huynh ở đây, có ác khí cứ xả là được. Lão giả gật đầu với Lục Kinh Vân. Lập tức nói. Đệ đệ của ngươi đang đi qua với đám người phía sau, có thủ báo thủ, minh quang thế giới tuyệt đối nghiêm túc. Siêu siêu. Khi lão giả nói xong, bỗng dưng phía sau có tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt ngắn ngủn không gian vỡ ra, lập tức có khí tức khủng bố bạo phát. Hào quang tiêu tán, khí tức thu liếm, từng thân ảnh xuất hiện giữa không trung, có hơn 200 người. Mà hơn 200 người này, cho dù Lục Lâm Thiên hay là Lục Linh, Hạo Thần Hoàng Giả, Băng Thiên Lý, Ma Hạt, hoặc là Phượng Viêm, tất cả chấn động. Hơn 200 người này khí tức quá mạnh, bởi vì tất cả đều có tu vị tuyên cổ cảnh. Trên 200 tuyên cổ cảnh đại biểu cái gì? Nó là một nửa thực lực đỉnh cấp của tất cả đại thế giới trong thương khung chiến trường, người đạt tới tuyên cổ cảnh còn nhiều hơn cường giả trong quân bộ thượng thanh thế giới tới một nửa. Trong 200 tuyên cổ cảnh này có một người tu vị Niết Bàn cảnh đi ra, Niết Bàn cảnh này chỉ là một thanh niên. Hắn phá không bay tới. Phụ thân. Tiếng quát vang lên, thanh niên tới trước mặt Lục Lâm Thiên, trên gương mặt tuấn lãng đầy nghiêm túc, ánh mắt như sao trời, khóe miệng cười tà dị, ánh mắt chấn động, cung kính hành lễ. Lục tượng bái kiến phụ thân. Đứng lên cho ta nhìn xem. Lục Lâm Thiên vỗ vai Lục tượng, nhìn thanh niên trước mắt, ánh mắt vui vẻ, sát ý vừa rồi biến mất không còn, nói. Mẫu thân người cũng tới, đang tìm các ngươi. Đến lúc đó đi gặp mẫu thân đi. Dạ. Lục tượng gật gật đầu, nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt, cố nén chua xót trong lòng, cười nói. Phụ thân, con cao bằng người rồi. Lớn lên, tất nhiên cao giống phụ thân rồi. Lục Lâm Thiên vỗ nhẹ vai Lục tượng, giống như đang ôm hài tử trong ngực, trong nháy mắt chín tiểu gia hỏa đã lớn rồi, cũng có cơ duyên của bản thân. Lập tức Lục Lâm Thiên nhìn hơn 200 người của Minh Quang Thế Giới, nhìn trung niên mập mạp. Khí tức lăng lệ, hắn tuyệt đối có tu vị tuyên cổ cảnh cao giai, chung quanh đều là tuyên cổ cảnh cao giai cường hãn. Kỷ Đại Yên Đại, Kỷ Bàn Tử, người có ý tứ gì, mang nhiều người như vậy đi tới địa bàn của Thượng Thanh Thế Giới, nói không qua đâu. Lục Lâm Thiên dò xét, Phượng Viêm nhìn lão giả hút thuốc, giọng nói không dễ nghe, thần sắc cũng không phải quá tốt. Phụ thân, đó là sư huynh của ta, Kỷ Đại Yên Đại, hóa hồng cảnh. Lục tượng giới thiệu với Lục Lâm Thiên. Sư huynh của ngươi. Lục Lâm Thiên nghe vậy,
ánh mắt có chút kinh ngạc. Lục Tượng cười nói, phụ thân, là thế này, con và đại ca còn có muội muội, bối tỷ đến thương khung chiến trường, sau đó gia nhập vào đại quân Minh Quang thế giới. Trước đó không lâu một lão đầu tìm tới chúng ta, nói muốn thu ba huynh muội chúng ta làm đồ đệ, còn xuất ra không ít áo nghĩa linh khí và bảo bối, chúng ta suy nghĩ cũng không có chỗ xấu, cho nên đồng ý. A hát, còn có chuyện này. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt cười cười, xem ra ba tiểu gia hỏa cũng có cơ duyên, sư huynh cũng có tu vị hóa hồng cảnh, sư phụ thực lực chắc chắn không thấp. Thời điểm Lục Lâm Thiên suy tư, Kỳ Đại Hiên Đại run tay áp lên, mắt thấy Phượng Viêm, hàn ý bắn ra bốn phía, nói. Phượng Viêm, ta còn muốn hỏi ngươi có ý gì, Phượng Hoàng nhất tộc của ngươi vây công người của ta, cho rằng Minh Quang thế giới dễ khi dễ xếp. Kỳ Bàn Tử, Phượng Hoàng nhất tộc ta lúc nào ra tay với người Minh Quang thế giới các ngươi? Phượng Viêm hỏi Kỳ Đại Hiên Đại. Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo tam huynh muội, đây là đệ tử Quan Môn sư phụ mới nhận lấy, cũng là sư đệ của ta, Phượng Hoàng nhất tộc dám động tới chúng ta, việc này không biết Thượng Thanh thế giới gây nên hay là Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi gây nên, hôm nay nếu không cho ta một câu trả lời thỏa mãn, vậy đừng trách ta không khách khí, Thượng Thanh thế giới chờ khai chiến với Minh Quang thế giới đi. Kỳ Đại Hiên Đại nói ra lời này, khí tức hàn băng bao phủ không gian. Hai giới đều thuộc Thương Khung Minh, lúc này nếu hai giới khai chiến, hậu quả có thể nghĩ, lời này từ trong miệng cường giả hóa hồng cảnh nói ra, không ai cho rằng đây là lời vui đùa. Phượng Hoàng nhất tộc lúc này ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, không nghĩ tới sau lưng con cái Lục Lâm Thiên còn có bối cảnh như thế, bối cảnh này không nhỏ đâu. Lúc nào kéo cả Thượng Thanh thế giới vào, nếu hai đại thế giới khai chiến, vậy chơi lớn rồi. Các cường giả Thượng Thanh thế giới đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Trong đám người, Hạo Thần Hoàng giả cũng khó tránh được, sắc mặt không được tự nhiên, cũng có vài phần xấu hổ đi ra, nói với Kỳ Đại Hiên Đại. Kỳ Bàn Tử, chúng ta vừa gặp nhau không lâu đấy. Hạo Thần, ta không phải đến ôn chuyện, chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay sao? Kỳ Đại Hiên Đại nhìn Hạo Thần Hoàng giả, ngữ khí không mặn không nhạt. Sắc mặt Hạo Thần xấu hổ, nói. Kỳ Bàn Tử, mọi người đừng nói đùa, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, quân đoàn Thiên Phượng hiện tại cũng tổn thất thảm trọng, đoàn trưởng Phượng Tuy và phó đoàn trưởng Đô Linh đều chết đi, Minh Quang thế giới cũng không cần chọc vào một cước, thấy thế nào? Hạo Thần, thả rắm chó của ngươi đi, ngươi cho rằng Minh Quang thế giới thật sự không dám khai chiến với Thượng Thanh thế giới hay sao? Gia sư của ta là ai? Trong lòng ngươi rõ ràng, nói thật cho ngươi biết. Gia sư đã sớm bàn giao, ai dám động tới mấy đệ tử Quan Môn của mình chính là đối đầu với lão nhân gia, với thân phận địa vị của lão nhân gia trong Minh Quang thế giới, khai chiến toàn diện với Thượng Thanh thế giới các ngươi là nói đùa sao? Kỳ Đại Hiên Đại nói xong, không gian chung quanh băng giá dữ dội. Lúc này phiền toái. Tất cả cường giả Thượng Thanh thế giới vô cùng rung động, thái độ của Kỳ Đại Hiên Đại cường ngạnh vượt qua mọi người suy nghĩ. Lúc này sắc mặt Hạo Thần biến hóa. Sư phụ Kỳ Đại Hiên Đại là ai thì hắn biết rõ, không nghĩ tới huynh muội Lục Kinh Vân chính là sư đệ sư muội của Kỳ Đại Hiên Đại, lúc này Phượng Hoàng nhất tộc thật sự chọc vào người không thể chọc rồi. Kỳ Bàn Tử, đừng có uy hiếp Thượng Thanh thế giới chúng ta, cũng không cần phải mang người sau lưng của ngươi nói chuyện, ngươi cho rằng Phượng Hoàng nhất tộc của ta dễ trêu vào sao, khai chiến thì khai chiến, Thượng Thanh thế giới không sợ các ngươi. Không gian yên tĩnh một hồi, Phượng Viêm quát lên. Trong giọng nói mang theo tức giận mặc ai cũng nhận ra. Đúng thế, Phượng Hoàng nhất tộc tuyệt đối không dễ chọc. Tốt, Phượng Hoàng nhất tộc đúng là ngạo khí, ta thích. Kỳ Đại Hiên Đại cười nhạt, hắn thu liễm vui vẻ, trên trán hắn lập tức có khí tức âm hàn nổi lên, đủ thấy Kỳ Đại Hiên Đại này bình thường cũng là cái loại trở mặt như trở bàn tay, ống tay áo vung lên, Kỳ Đại Hiên Đại lập tức nói. Người Minh Quang thế giới nghe lệnh, lập tức luận bàn với bằng hữu Thượng Thanh thế giới đi. Vâng. Nghe vậy, tất cả cường giả Minh Quang thế giới lập tức đáp lời, đầu lĩnh mập mạp dẫn người bay lên không trung, mọi người đang động, nguyên lực và áo nghĩa không ngừng bùng phát, năng lượng không gian nhanh chóng bùng phát dữ dội, khí tức chấn động khủng khiếp, uy áp phô thiên cái địa bùng phát. Kỳ Bàn Tử, có chuyện gì từ từ nói, chúng ta đều là minh hữu của Thương Khung Minh. Thần sắc Hạo Thần đại biến, hắn không nghĩ Kỳ Bàn Tử nói là thật, hơn nữa hoàn toàn không có chỗ trống xoay người. Hạo Thần, Thượng Thanh thế giới của ngươi đỡ upsilon.ng tới người Minh Quang thế giới của ta, còn dám nói minh hữu, nói láo,
người minh quang thế giới dễ khi dễ vậy sao? Sau này khi người minh quang thế giới đi ra ngoài đều bị người ta khi dễ sao? Kỷ Đại Yên đại không chút khách khí quát một câu. Hừ. Phượng Viêm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lập lòe, hắn không nói câu nào, ngược lại trong nội tâm cười lạnh một tiếng, đối phương là hóa hồng cảnh, nhưng bây giờ thượng thanh thế giới có hai hóa hồng cảnh, cũng sẽ không lỗ lả. Lục đoàn trưởng, hai đại thế giới khai chiến, chuyện này không thể xảy ra được. Hạo thần truyền âm vào trong tai Lục Lâm Thiên, nói. Ân oán giữa ngươi và Phượng Hoàng nhất tộc đại khái chỉ là chuyện trong thượng thanh thế giới, nếu liên lụy đến minh quang thế giới, sẽ gây tổn thất thảm trọng, đối với song phương thế giới đều không có lợi. Mọi người khẩn trương nhìn qua, thân ảnh Lục Lâm Thiên sải bước đi tới trước, trong mắt mang theo cảm xúc khiến người ta khó xác định, lập tức nhìn Kỷ Đại Yên Đại, nói. Cảm tạ bằng hữu minh quang thế giới bảo vệ Kinh Vân, Tượng Nhi, Xảo Nhi, đa tạ. Vị này nhất định là lục đoàn trưởng của quân đoàn Hùng Phong, trận chiến trên Long Tích Đại Lục bộc phát thanh danh hiển hách, lão hủ gọi là Đại Yên Đại, Kỷ Bàn Tử, về phần tên của ta khó quên lắm đấy. Kỷ Đại Yên Đại nhìn Lục Lâm Thiên, hàn ý trên mặt biến mất, vui vẻ nói. Lục Kinh Vân cùng Lục Tượng, Lục Xảo ba người là sư đệ sư muội của lão hủ, lục đoàn trưởng cần gì khách khí, sư đệ sư muội của Kỷ Bàn Tử ta không dễ khi dễ đâu. Đa tạ. Lục Lâm Thiên ôm quyền, trong lòng rất hảo cảm với Kỷ Đại Yên Đại, người này có thể vì Lục Kinh Vân không tiếc khai chiến với Thượng Thanh Thế Giới, đủ thấy chân chính che chở cho Lục Kinh Vân. Nhưng lúc này Lục Lâm Thiên cũng không khó biết rõ, động thủ chỉ lưỡng bại câu thương. Cũng không phải là việc Lục Lâm Thiên muốn, ngoài Minh Linh ra, hai đại thế giới nội chiến cũng không phải chuyện tốt. Càng thêm trọng yếu là, Lục Lâm Thiên rất rõ ràng. Cho dù Kỷ Đại Yên Đại ra tay muốn đối phó Phượng Viêm cũng khó có thể làm được, nếu bị ép quá, rất có thể Hạo Thần sẽ liên thủ với Phượng Viêm, đến lúc đó minh quang thế giới và Kỷ Đại Yên Đại cũng không chiếm được tiện nghi. Ánh mắt chấn động, Lục Lâm Thiên nhìn Kỷ Đại Yên Đại nói. Quân đoàn Thiên Phượng và ta có hiểu lầm, tin tưởng về sau quân đoàn Thiên Phượng cũng không gây ra hiểu lầm gì đâu, đều là người một nhà mà. Các hạ từ xa tới là khách. Nếu không chê cứ đến quân đoàn Hùng Phong ta ở chơi mấy ngày, cũng để ta tận tình địa chủ, cảm tạ các vị yêu ái Kinh Vân, Tượng Nhi, Xảo Nhi, Bối Nhi, tin tưởng trong khoảng thời gian này, bọn chúng gây không ít phiền toái cho các vị, Lục Lâm Thiên cảm tạ các vị. Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên ôm quyền thi lễ với tất cả cường giả minh quang thế giới. Lục đoàn trưởng khách khí, không dám nhận. Không dám nhận. Lục đoàn trưởng khách khí. Các cường giả minh quang thế giới biết rõ thân phận của thanh niên áo xanh trước mặt, hiện tại trong thương khung chiến trường sớm chuyển ra xôn xao, chân lý niết bàn khủng bố, bao trùm trên thiên tài của cổ tộc. Lúc này nhìn thấy Lục Lâm Thiên ôm quyền, cường giả minh quang thế giới lúc này thụ sủng nhược kinh, nhưng mà nội tâm thầm thoải mái, chân lý niết bàn khách khí với bọn họ như thế, bọn họ cảm thấy rất có mặt mũi. Ha ha, đã như thế, cứ tới đi. Ánh mắt Kỷ Đại Yên Đại âm thầm đảo quanh. Cũng không khó biết rõ Lục Lâm Thiên đã làm cho Phượng Hoàng nhất tộc ăn đủ thiệt thòi, trường bào run lên, lập tức cười ha hả, thu liếm khí tức, Kỷ Đại Yên Đại nhìn Hạo Thần, Phượng Viêm nói. Việc này tạm thời như vậy đi, nhưng mà minh quang thế giới sẽ nhớ kỹ, khoản sổ sách này sau này tính toán cũng không muộn. Kỷ Bàn Tử, người thế nào cũng được, đó là chuyện của ngươi, nhưng mà Lục Lâm Thiên giết người của Phượng Hoàng nhất tộc ta không bỏ qua được. Phượng Viêm nhìn Kỷ Đại Yên Đại. Ánh mắt đầy sát ý nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, nói. Lục Lâm Thiên, người muốn tìm Tam Cô Lục Di bảo hộ ngươi sao, trong mật địa thiên giới có chỗ dựa mới đi vào thương khung chiến trường, mà bây giờ ngươi dựa vào Kỷ Bàn Tử bảo hộ, có bản lĩnh giết người Phượng Hoàng nhất tộc của ta, chẳng lẽ không có bổn sự thừa nhận sao? Phượng Viêm, xem ra cho ngươi mặt mũi mà không biết xấu hổ rồi. Kỷ Đại Yên Đại lập tức biến sắc, âm trầm nói. Nghe vậy. Sắc mặt Hạo Thần Hoàng giả khó coi, thật vất vả mới làm người minh quang thế giới không tham dự vào, lúc này sợ rằng rất khó xong việc. Phượng Viêm khích tướng đấy, người đừng mắc lừa. Lục Linh Hữu Ý vô ý nói nhỏ với Lục Lâm Thiên. Hô! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, Phượng Viêm chỉ khích tướng, Lục Lâm Thiên làm sao không biết, sợ rằng Phượng Viêm muốn thừa dịp này đối phó mình. Bảo hộ sao, lão già ngươi hiện tại ra tay với ta, lấy mạnh hiếp yếu. Dùng ra lấn nhỏ, còn không biết xấu hổ nói ra hai chữ bảo hộ, thật sự mất mặt thay Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi. Lục Lâm Thiên nói ra,
chậm rãi vượt qua không gian, nhìn thẳng Phượng Viêm, khóe miệng cười lạnh. Phượng Viêm nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, đôi mắt đỏ thẫm đầy hàn ý, nói. Lục Lâm Thiên, xính miệng lưới có gì hay, hôm nay ngươi có thể rời khỏi đây, đó là ngươi bổn sự, bằng không chớ đi, ta thật sự muốn biết vào hôm nay có ai bảo hộ ngươi. Khẩu khí thật là lớn, ta muốn xem thực lực Phượng Viêm của ngươi đến tình trạng nào, nhiều năm như vậy, vẫn chỉ là nhất nguyên hóa hồng mà thôi, nhưng mà khẩu khí tiến bộ không ít. Kỷ Đại Yên Đại không chút khách khí nói ra, khí tức băng hàn bao phủ Phượng Viêm. Kỷ Đại Yên Đại vừa dứt lời, ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, hét lớn, áo bào xanh vung lên, khí chất cao ngạo dâng trào, nói. Kỷ lão ca, một Phượng Viêm mà thôi, có gì đáng sợ, ta cũng rất muốn biết, hóa hồng cảnh mạnh ra sao, phụng bồi tới cùng. Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên nhìn thẳng Phượng Viêm, áo bào xanh phần phật, khí chất bá đạo sinh ra, quát. Muốn lấy mạnh hiếp yếu trước mặt ta, dùng già hiếp trẻ là không được, ta xem Phượng Viêm có tư cách này hay không, nếu đến lúc đó bị nhổ sạch lông chim, phải biết rằng Phượng Hoàng dụng lông không bằng gà. Tiếng quát như sấm, vang vọng cả phiến sơn mạch nơi đây. Kiểu tiếng rền vang, kỷ bàn tử, hạo thần hoàng giả nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên. Chân lý niết bàn tuy khủng bố, có lẽ có thể nói là vô địch trong đồng cấp, nhưng trên thực tế cũng không khác gì tuyên cổ cảnh cao giai. Đối mặt hóa hồng cảnh, dù sao cũng là cái hào rộng cực lớn. Mà lúc này Lục Lâm Thiên lại không nhìn cái hào rộng này, muốn chống lại Phượng Viêm, chuyện này làm cho Kỷ Đại Yên Đại và Hạo Thần ngạc nhiên, Lục Lâm Thiên quả nhiên bất phàm như đồn đãi, khi đối mặt cường giả hóa hồng cảnh vẫn cao ngạo và dũng khí như thế, cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm. Khặc khặc, có can đảm, ít ra còn dám tới. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đi ra, Phượng Viêm không nén được hưng phấn. Khí tức trên người như núi lửa nóng bỏng có dấu hiệu phun trào, sắc mặt lại rất khó coi, âm trầm nói với Lục Lâm Thiên. Hy vọng thực lực ngươi cũng được như miệng lưỡi xảo trá của ngươi, bằng không hôm nay ngươi đi không được. Ngươi cứ thử đi. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng hít một hơi, phất tay, áo bào xanh chấn động, nói. Không biết lột sạch lông chim trên người của ngươi, ngươi sẽ biến thành cái gì? Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, đám người đứng ngoài lập tức yên tĩnh. Không khí chung quanh căng cứng, ai cũng cảm giác giữa hai người hào khí dương cung bạt kiếm, tất cả ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên cùng Phượng Viêm, nói. Đại ca, phụ thân có thể chống lại hóa hồng cảnh hay không? Lục Tượng hỏi Lục Kinh Vân, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phía trước. Lục Kinh Vân đứng thẳng như trường thương giữa không trung, đứng lơ lửng nơi đó, trường bào khẽ động, nói. Ngươi đã thấy phụ thân thất bại bao giờ chưa? Lục Tượng nghe vậy ánh mắt chấn động. Lúc này cười tà, nói. Đúng là chưa thấy phụ thân thất bại bao giờ. Lục phó thống lĩnh muốn chống lại cường giả hóa hồng cảnh. Lục Lâm Thiên đối kháng Phượng Viêm hoàng giả. Tất cả người thượng thanh thế giới, kể cả đám người cắt bạch mị vào lúc này cũng nhìn Lục Lâm Thiên cùng Phượng Viêm. Theo đồn đãi, người có thiên phú mạnh tới tận cùng bước vào cảnh giới chân lý niết bàn có thể đánh với cường giả hóa hồng cảnh một trận, đối với bất cứ kẻ nào. Kể cả là Kỷ Đại Yên Đại và Hạo Thần Hoàng giả hai người cũng bị hấp dẫn. Đôi mắt Phượng Viêm đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, từ tin tức trong tộc truyền tới, hắn đã sớm biết về Lục Lâm Thiên, trong tộc cũng sớm không tha người này. Lúc này Phượng Viêm cũng không thể tha Lục Lâm Thiên, nếu mặc kệ phát triển, về sau cả Phượng Hoàng nhất tộc thật sự không làm gì được hắn, nếu như Lục Lâm Thiên tiếp tục quật khởi, đó sẽ là tai nạn của Phượng Hoàng nhất tộc. Lục Lâm Thiên, miệng lưỡi lợi hại không làm được gì đâu. Phượng Viêm lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt bắn ra sát ý không thèm che giấu, khí tức nóng bỏng bùng phát, nhiệt độ khủng bố dâng trào. Ầm ầm. Vào lúc này, thiên địa chấn động, nhiệt độ không ngừng bạo phát, nhiệt độ nóng bỏng làm cường giả các nơi choáng váng. Chơi lửa cũng có thể là đầu bếp. Lục Lâm Thiên cười nhạt, hào quang màu xanh tỏa ra. Đôi mắt Phượng Viêm đầy sát ý nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, hỏa diễm nóng bỏng làm không gian chấn động không ngớt. Phượng Hoàng toái không chảo. Dưới uy thế của nhiệt độ khủng bố, Phượng Viêm đánh ra một chảo mang theo sức nóng rất lớn, xé rách năm vết nứt không gian đen kịt, đột nhiên nó lan tràn về phía Lục Lâm Thiên. Khóe miệng Lục Lâm Thiên cười lạnh, hắn kết thủ ấn, từng đường cong huyền ảo mang theo hào quang màu xanh đánh ra ngoài. Oanh! Dùng thân thể Lục Lâm Thiên làm trung tâm, thủy thuộc tính, thời không lao ngục, tỏa ra, trực tiếp bao phủ không gian chung quanh, tác dụng của thời gian chi lực làm không gian bị đồng hóa,
lập tức ngăn cản một chảo của Phượng Viêm đánh tới. Ầm ầm, thủy thuộc tính năng lượng không ngừng hội tụ, linh hồn lực mênh mông, thời gian chi lực tăng thêm không gian chi lực dung hợp với nhau, còn có một đạo năng lượng quỷ dị áp chế một chảo của Phượng Viêm. Ồ, lúc này Lục Lâm Thiên bị thời không lao ngục bao phủ, ánh mắt Phượng Viêm khẽ biến, không gian áo nghĩa còn có thời gian áo nghĩa, linh hồn chi lực và khí tức quỷ dị gì đó áp chế hắn, một chảo của hắn bị ảnh hưởng không ít. Nhưng dù sao Phượng Viêm cũng là cường giả hóa hồng cảnh, một chảo này chỉ bị ảnh hưởng, hỏa nguyên lực bùng nổ, hỏa diễm ngưng tụ thành thực chất, đột nhiên trên không trung sinh ra chấn động quỷ dị. Xuy, lúc này một chảo xuyên qua không gian, một chảo này đánh nát hư không, đột nhiên trực tiếp đánh vào thủy thuộc tính, thời không lao ngục, của Lục Lâm Thiên, một vết rách xuất hiện, lập tức cả thủy thuộc tính, thời không lao ngục, chấn động. Đóng băng. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm, thời điểm hắn quát, không gian run lên, đột nhiên co rút lại, không gian to như thế trực tiếp đóng băng. Trong chốc lát khí tức hàn băng vô hình bạo phát, thủy thuộc tính, thời không lao ngục, ngưng tụ thành một băng sơn. Vết nứt không gian đánh vào băng sơn, khí tức hàn băng khủng bố bộc phát, làm ánh mắt Kỷ Đại Yên Đại lúc này run lên, loại hàn băng này không tầm thường. Oanh! Băng sơn cực lớn từ trên cao hàng lâm, một chảo của Phượng Viêm bị bật ra, không gian chung quanh đông cứng hóa thành mảnh vỡ, hiển lộ hư không đen kịt, dùng tốc độ như vạn mã bôn đằng va chạm với hắn. Phá cho ta! Phượng Viêm quát một tiếng, một chảo cực lớn đánh nát hư không, trực tiếp đánh lên băng sơn. Xoẹt! Một chảo giáng xuống, lập tức băng sơn chia năm xẻ bảy, trực tiếp hóa thành hàn băng phong bạo, vô số vụn băng giống như thiên thạch rơi thẳng xuống. Cả phiến không gian này nứt vỡ, năng lượng cuồng bạo không ngừng bạo phát. Phượng Hoàng phần không quyển. Không gian rung chuyển, Phượng Viêm bốc cháy hừng hực lao về phía Lục Lâm Thiên, hắn đánh ra một hỏa quyền vào người Lục Lâm Thiên. Ánh mắt mọi người lập lòe, quanh người Lục Lâm Thiên xuất hiện nhiều kim quang rạng rỡ. Cả không gian bỗng nhiên gió nổi mây phun, trên không trung xuất hiện thủ ấn màu vàng, thời gian, không gian, linh hồn, ngũ hành tương sinh tương khắc. Rất nhiều áo nghĩa ẩn hiện trong đó, không gian chung quanh nhanh chóng khôi phục lại. Trong thời gian ngắn ngủi, hỏa quyền và thủ ấn va chạm với nhau, loại va chạm này làm linh hồn người ta run lên. Bang bang! Không gian to như thế sinh ra lỗ đen đen kịt, hỏa diễm và sát khí không ngừng lan ra chung quanh. Uy năng khủng bố làm người ta hãi hùng khiếp vía. Thực lực khủng bố làm tất cả tuyên cổ cảnh đều hiểu rõ, một khi bị lan tới gần, hậu quả tuyệt đối rất thê thảm. Đạp đạp. Trong không gian hỗn loạn, thân thể Lục Lâm Thiên bị đẩy lui, áo giáp màu vàng nhanh chóng bao phủ thân thể hắn. Dường như không có việc gì, chính diện chống lại Phượng Viêm. Đây là điểm khủng bố của chân lý Niết Bàn sao? Vừa mới đột phá chân lý Niết Bàn đã có thể trực tiếp chống lại cường giả hóa hồng cảnh của Phượng Hoàng nhất tộc. Cường giả hai đại thế giới rung động, Lục Lâm Thiên vừa mới đột phá chân lý Niết Bàn là chuyện ai cũng rõ, cũng biết Phượng Viêm đã tới hóa hồng cảnh thời gian không ngắn, ít nhất cũng đã ngoài ngàn năm, sợ rằng còn hơn ngàn năm. Mà bây giờ Lục Lâm Thiên vừa đặt chân vào chân lý Niết Bàn đã có thể trực tiếp chính diện chống lại Phượng Viêm hóa hồng cảnh. Mọi người biết thực lực của Lục Lâm Thiên đã khủng bố cỡ nào rồi, đây là tồn tại chống lại hóa hồng cảnh đấy. Cô! Không gian hỗn loạn khôi phục, lúc này tiếng phượng gáy lê is. Vang vọng, hỏa diễm bùng phát lần nữa. Lập tức bản thể phượng hoàng lớn 500 trượng bay lên cao, năng lượng bao phủ thiên địa, khí tức bài sơn đảo hải áp qua các nơi. Bản thể phượng hoàng to lớn như thế che khuất bầu trời, hai cánh cực lớn mở ra, hỏa diễm tràn ngập không trung. Linh hồn người ta bị phỏng, nhìn qua làm người ta hãi hùng khiếp vía. Bản thể Phượng Hoàng nhất tộc trong 3.000 đại thế giới cũng có thanh danh hiển hách. Phượng Viêm vừa dùng hai chiêu đã thúc giục bản thể. Thực lực Lục Lâm Thiên đủ cường hãn. Nhìn qua bản thể Phượng Viêm khổng lồ, không ít thân ảnh lui ra xa, uy thế kinh khủng kia rất mạnh. Nhìn bản thể Phượng Viêm che khuất bầu trời, ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, thì thào nói nhỏ. Rốt cục dùng toàn lực rồi sao? Vậy thử xem, hóa hồng cảnh của ngươi mạnh bao nhiêu. Vừa dứt lời, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên đã sớm ngưng kết xong, một đạo khí tức lăng lệ bá tuyệt thiên hạ bạo phát ra. Khí tức lăng lệ bá đạo bạo phát, chung quanh Lục Lâm Thiên xuất hiện khe hở, khí tức bá đạo hủy diệt bùng phát dữ dội. Trong khoảng thời gian ngắn, cả phiến thiên địa này trở nên hoang vu, năng lượng hủy diệt bộc phát ra ngoài, năng lượng và sinh cơ không ngừng bị thôn phệ.
lưu lại chính là hủy diệt, vạn vật hoang vu, bất cứ sinh cơ gì cũng bị cắn nuốt. Loại lực lượng hủy diệt này đến từ sâu trong linh hồn, đến từ huyết dịch, mà sâu trong đáy lòng, không cách nào chống đỡ, làm cho người ta hãi hùng khiếp vía, sợ hãi. Tất cả cường giả chấn động, tu vị tuyên cổ cảnh đi tới bất cứ nơi nào cũng là cường giả hùng cứ một phương, lúc này lại tránh xa khí tức chấn động còn sót lại, rất nhiều ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên. Khí tức hủy diệt này phá hủy tất cả, khí tức làm cho người ta sởn hết gai ốc tới từ Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên sắp dùng át chủ bài sao? Khí tức hủy diệt này quá mạnh rồi. Lúc này mọi người đoán ra mục đích của Lục Lâm Thiên, từ khi Phượng Viêm thúc dục bản thể thì Lục Lâm Thiên cũng muốn vận dụng át chủ bài của mình chống lại cường giả hóa hồng cảnh. Nhưng mà mọi người không biết, át chủ bài của Lục Lâm Thiên có thể chống lại Phượng Viêm là cường giả hóa hồng cảnh chân chính hay không? Bản thể Phượng Viêm hình thành hỏa diễm to như biển lửa, hỏa diễm này nóng tới cực điểm, nó không giống hỏa diễm bình thường, ngọn lửa này mang theo tử khí nồng đậm. Loại tử khí này hủy diệt tất cả, làm cho vạn vật không còn, sinh linh hóa thành hư vô. Nhiệt độ hiện tại làm người có tu vị dưới tuyên cổ cảnh, một ít tuyên cổ cảnh sơ giai trung giai thực lực hơi thấp toàn thân khô héo, máu huyết và linh hồn như bị đốt cháy, làn da bị phỏng, nhiệt độ khủng bố phá hủy sinh cơ. Nhiệt độ cao như thế kỷ đại hiên đại cùng hạo thần hoàng giả cũng biến sắc. Phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa, Phượng Viêm lão hỗn đản này trực tiếp vận dụng Phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa. Thúc dục Phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa, người có tu vị đồng cấp với Phượng hoàng nhất tộc cũng khó ngăn cản, không dám đối mặt chính diện. Kỷ đại hiên đại biến sắc. Phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa, chỉ có hóa hồng cảnh của Phượng hoàng nhất tộc mới ngưng tụ ra, loại hỏa diễm này uy lực không kém gì linh vật trời sinh. Phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa chính là một trong những hỏa diễm kinh khủng nhất thiên địa, có thể đốt cháy vạn vật, đốt diệt sinh cơ, vô cùng khủng bố. Phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa, không biết Lục Lâm Thiên có thể chống lại hay không? Phượng Viêm trực tiếp thúc giục Phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa, không biết. Người chung quanh lui ra xa hơn, thần sắc lo lắng. Đại ca, Phượng Viêm lão cẩu này toàn lực đối phó phụ thân, căn bản cũng không có hảo tâm. Đối mặt nhiệt độ khủng bố này, trên người Lục Tượng mặc một kiện áo giáp, uy năng khủng bố tỏa ra, đây là một kiện áo nghĩa linh khí đỉnh cấp. Lục Kinh Vân nhìn thân ảnh trên cao, lại nói với Lục Tương. Yên tâm đi, phụ thân không dễ chọc. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, bản thể Phượng Viêm bao phủ trong Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa, lập tức hư ảnh Phượng Hoàng xuất hiện trên Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa. Rầm rầm rầm, hư ảnh Phượng Hoàng ngưng tụ hỏa diễm. Trong nháy mắt hư không chấn động, nhiệt độ khủng bố bao phủ các nơi, những nơi đi qua hư không chấn động dữ dội, hư không đốt cháy vạn vật, không gì còn tồn tại. Sinh tử nghiệp hỏa. Bản thể Phượng Viêm hét lớn một tiếng, hư ảnh Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa lao xuống như thiên thạch, lập tức đuổi theo Lục Lâm Thiên. Hư ảnh Phượng Hoàng mang theo lực trùng kích không gì sánh kịp, nó nhanh chóng nện thẳng xuống như thiên thạch. Lục Lâm Thiên, người đã làm ta soát toàn lực. Chết dưới Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa của ta xem như tạo hóa của ngươi. Thúc dục Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa lao tới, bản thể Phượng Viêm đầy sát ý ngập trời. Phượng Viêm tự biết lực công kích của hắn đồng cấp mà chống lại, nhưng Lục Lâm Thiên đã là chân lý niết bàn, thiên phú không thể chối bỏ. Nếu mặc kệ phát triển, tương lai đủ để trở thành cường giả chí tôn, nhưng mà hiện tại khi cánh chim Lục Lâm Thiên không gió, đúng là thời điểm tuyệt hảo đánh chết hắn. Lục Lâm Thiên lơ lửng giữa không trung, hắn lặng lẽ tương liên với phiến thiên địa này. Ánh mắt nhìn Phượng Hoàng lao thẳng tới, nhiệt độ khủng khiếp bộc phát ra ngoài, lúc này linh hồn và máu huyết sôi trào, sinh tử nghiệp hỏa khủng bố làm nội tâm Lục Lâm Thiên cảm giác nguy hiểm. Lục Lâm Thiên còn nhớ rõ lúc trước đấu một trận với Hoàng Lạc Nhan dựa vào linh hồn và máu huyết của hóa hồng cảnh triệu hồi Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa là khủng bố bao nhiêu. Lúc này Phượng Viêm là hóa hồng cảnh chân chính, thúc dục Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa còn mạnh hơn Hoài Linh Ngọc triệu hoán Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa rất nhiều. Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa lập tức lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, nhiệt độ khủng bố bộc phát, thủy không gian chung quanh Lục Lâm Thiên bị phân hủy sạch sẽ, cả phiến không gian vặn vẹo. Lục Phó Thống Lĩnh cố lên. Lục Phó Thống Lĩnh có thể chống lại không, tuy là chân lý niết bàn, nhưng dù sao vẫn là cánh chim không gió. Phượng Viêm đã sớm là cường giả hóa hồng cảnh rồi. Thực lực thật khủng khiếp, tất cả đều phải xem đoàn trưởng. Lúc này từng ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên, Cát Bạch Mị, Cuồng Thử, Huyết Ưng,
Lục Linh, phá thổ, Phong Hỏa đã sớm siết chặt nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt chảy máu mà không biết. Sắc mặt Kỳ Đại Hiên đại ngưng trọng, khí tức hàn băng quanh quẩn, nếu đến thời điểm cuối cùng mà không xong thì hắn sẽ ra tay. Sắc mặt Hạo Thần Hoàng giả cũng không tốt, nếu Lục Lâm Thiên gặp ngoài ý muốn ở thương khung chiến trường, khi đó phiền toái của hắn lớn lắm, thượng thanh thế giới thật vất vả xuất hiện một chân lý niết bàn lại hao tổn trước mặt hắn, sau này hắn cũng đừng lăn lộn nữa. Trong nháy mắt này, rất nhiều người nhìn Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa như thiên thạch lao xuống, đối mặt với hỏa diễm nhiệt độ cao như thế, vào lúc này đồng tử Lục Lâm Thiên bắn ra tinh quang sáng ngời, uy lực bá đạo bao phủ thiên địa. Uy áp mang theo khí tức to lớn bao phủ thiên địa, khí tức này mang theo uy thế hủy diệt đáng sợ, nó có thể hủy diệt tất cả mọi thứ. Khí tức thẩm thấu từ trong hư không ra một cách vô cùng vô tận, Lục Lâm Thiên tương liên với thiên địa chung quanh, một đạo chấn động hỗn độn âm dương quyết bao phủ thiên địa, khí thế hủy thiên diệt địa bao phủ trời xanh. Khí tức này phá hủy tất cả, phá hủy vạn vật trên thế gian. Ầm ầm. Khí tức này khởi động, trong chốc lát không gian run run. Trời xanh sinh ra chấn động cực lớn. Trong nháy mắt này Lục Lâm Thiên động, thời điểm hư ảnh Phượng Hoàng lao xua, kỳ thật thân thể tương liên với thiên địa sau đó biến mất không thấy gì nữa, ngay cả Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa vạn vẹo không gian cũng không thể ngăn hắn biến mất. Lục Phó Thống lĩnh ở phía trên. Một giây sau, mọi người kinh ngạc nhìn thấy thân ảnh mặc giáp vàng xuất hiện trên bầu trời. Sau lưng gió nổi mây phun, điện thiểm lôi minh. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Lâm Thiên động, đạp lên trời cao, cất bước bước tới phía trước một bước. Bát Hoang Thiên Địa Quyết, Tam Quyết Chuyển Thiên Thế, Nhất Cước Toái Sơn Hà. Lục Lâm Thiên lúc này bước ra một bước, hư không chung quanh nứt vỡ, một đạo khí tức phá hủy thế gian xuất hiện. Thời điểm một cước này đạp xuống, linh hồn của mọi người chấn động dữ dội. Một cước này dường như đạp nát sinh cơ của mọi người, phá hủy một cách bá đạo không ai có thể phản kháng. Từ khi một cước bước ra, thân thể Lục Lâm Thiên được hỗn độn âm dương quyết bao bọc, cũng lập tức chân đạp lấy Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa, thân thể của hắn so với Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa rất nhỏ bé, nhưng nó như Thái Sơn áp đỉnh giáng xuống. Hiện tại Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa không thể động đậy được, bởi vì Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa không biết rõ tại sao bất động, trực tiếp rằng co cũng không thể làm gì. Cảm giác được thực lực của Phượng Viêm, Lục Lâm Thiên không có lựa chọn nào khác, vì bảo đảm ưu thế. Hắn chỉ có thể vận dụng đệ tam quyết. Nếu thúc dục đệ nhị quyết, Lục Lâm Thiên có nắm chắc có thể chống lại Phượng Viêm, nhưng mà không thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Sau khi có được đệ tam quyết, Lục Lâm Thiên biết được uy năng của Bát Hoang Thiên Địa Quyết, đệ tam quyết, uy năng của nó mạnh hơn đệ nhị quyết 10 lần, gấp đệ nhất quyết 100 lần. Lục Lâm Thiên không sợ tiêu hao, đan điền khổng lồ là lợi thế của hắn, nghe nói thời điểm tu luyện đệ tam quyết đại thành có thể phá hủy tất cả. Chấn vỡ bát hoang. Bởi vậy Lục Lâm Thiên lựa chọn thúc dục Bát Hoang Thiên Địa Quyết, đệ tam quyết, mặc dù không có nhiều lĩnh ngộ, nhưng Lục Lâm Thiên vẫn tự tin thúc dục nó. Lúc này cả phiến thế giới to lớn lập tức bất động. Loại yên tĩnh đến mức tận cùng này giống như thời không cứng lại, rất là tịch mịch. Bỗng dưng mọi người chấn động, sâu trong cảm giác tịch mịch này, mọi người cảm thấy Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa chấn động. Cô Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa kêu lê ra, thật lớn, thân thể khổng lồ rơi xuống, che khuất bầu trời, Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa không khác gì mặt trời trên cao. Vào lúc này ánh mắt mọi người kiên định, rầm rầm rầm. Giờ phút này cả phiến hư không tan vỡ, khí tức hủy diệt bao phủ thiên địa, ngọn núi vốn to lớn không cách nào thừa nhận nổi uy áp này đã nghiền nát, trong thế giới bao la lúc này nhìn thấy rất nhiều núi lửa bộc phát. Mặt đất sinh ra chấn động rung chuyển. Hư không bị chấn vỡ, cảnh tượng giống diệt thế. Thiên băng địa liệt, núi sông nứt vỡ, sông ngòi ngược dòng, cảnh tượng này rất khủng khiếp. Mau nhìn, trong tay Lục Phó Thống lĩnh có gì kìa? Lúc này mọi người kinh ngạc nhìn, có người phát hiện trong tay nam tử bá đạo này có thứ gì đó dài dài, chẳng lẽ cầm trường cung? Trường cung màu trắng, óng ánh sáng long lanh, nó như phượng lại như long, bí vân quanh quẩn, ở biên giới có đường cong mê người tỏa ra phong vũ long trảo. Khí tức của nó bộc phát rất khủng khiếp. Thông linh bảo khí, trường cung kìa thông linh bảo khí. Kỳ Đại Hiên Đại và Hạo Thần Hoàng giả nhìn nhau, với thực lực của bọn họ đương nhiên nhìn ra trường cung trong tay Lục Lâm Thiên đúng là thông linh bảo khí, tuyệt đối là thông linh bảo khí. Thông linh bảo khí, hóa hồng cảnh cũng xem thành chí bảo,
Kỳ Đại Hiên Đại và Hạo Thần Hoàng Giả hai người chưa từng có, nếu có một kiện thông linh bảo khí, vượt cấp đối địch cũng biến thành đơn giản. Ông! Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa bạo phát, Lục Lâm Thiên chân đạp hư không, bàn tay như hổ chảo giơ truy phong chiến thiên cung lên, một tiếng sấm gió vang vọng sinh ra. Ầm ầm! Truy phong chiến thiên cung run lên, bí vân quanh quẩn, chung quanh xuất hiện khe hở không gian, chỉ trong nháy mắt hào quang sáng ngời bao phủ thiên địa, bao quát Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa. Chỉ trong thời gian ngắn, Lục Lâm Thiên bước tới một bước, eo hơi cong, tay trái cầm truy phong chiến thiên cung, lòng bàn tay phải vận dụng nguyên lực kéo tên. Mũi tên năng lượng ngưng tụ trong tay Lục Lâm Thiên, mũi tên năng lượng nằm trên dây, mũi tên căng cứng, lúc này hắn quán chú năng lượng vào trong truy phong chiến thiên cung. Truy phong chiến thiên cung, đi! Lục Lâm Thiên quát một tiếng, mượn lực hành động, truy phong chiến thiên cung vừa thả dây ra, năng lượng hóa thành hào quang bay thẳng về phía Phượng Viêm. Xoẹt! Mũi tên bắn xuyên qua không gian, một vết nứt không gian đen kịt xuất hiện trong thiên địa, hào quang từ nó tỏa ra rất đáng sợ. Ầm ầm, mũi tên này dường như kéo dài vượt qua thiên địa, cuồng phong đột khởi, năng lượng thiên địa chấn động quá kinh người. Đây là uy lực của thông linh bảo khí sao? Rất nhiều ánh mắt rung rung, nghẹn họng nhìn chân chối, mũi tên làm thiên địa chấn động, uy năng của nó căn bản không phải hóa hồng cảnh bình thường có thể so sánh được. Giữa không trung, Phượng Viêm sinh ra sát ý khủng khiếp. Đến thời điểm này, Phượng Viêm mới ý thức tới, hắn từ lúc đầu đã xem thường Lục Lâm Thiên. Khó trách kỳ tài thế hệ trẻ trong tộc như Hoàng Lạc Nhan ban đầu ở Tương Hoàng không gian thua trong tay Lục Lâm Thiên này, vừa rồi Phượng tuy cũng bị Lục Lâm Thiên chém dưới đao. Phượng Viêm vẫn cho rằng Lục Lâm Thiên có thiên phú khủng bố, cũng có được thiên phú tuyệt đối, sau này sẽ trở thành cường giả hùng bá một phương. Thế nhưng mà Phượng Viêm không ngờ rằng, Lục Lâm Thiên đã mạnh như thế, mạnh tới mức Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa cũng không làm gì được hắn. Phượng Hoàng ly hỏa cháo. Phượng Viêm không có lựa chọn nào khác, trong nháy mắt này hắn nhanh chóng ngưng tụ tuyệt chiêu phòng ngự của Phượng Hoàng nhất tộc, một khe hở từ hai bên xuất hiện, bao phủ bản thể của nàng, lập tức ngưng tụ thành hư ảnh Phượng Hoàng rực lửa, hoàn toàn trọng điệp với bản thể, cảnh tượng rất khiếp người. Ông! Tiếng sấm nổ mạnh vang vọng, mũi tên ánh sáng xuyên qua vết nứt không gian dày đặc, trực tiếp xuyên thủng hư ảnh Phượng Hoàng ở bên ngoài thân thể Phượng Viêm. Ầm ầm. Va chạm như thế không có quá nhiều ảnh hưởng lớn, trên thân thể Phượng Hoàng xuất hiện lỗ hổng năng lượng, giống như ngôi sao rơi xuống lúc trước, hư ảnh Phượng Hoàng phóng thích hỏa diễm tới tận chân trời. Mau lui lại, không nên tới quá gần. Dưới hỏa diễm nóng bỏng bao phủ, trên không trung đã có cường giả tuyên cổ cảnh tận lực lui ra thật xa. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện, cường giả tuyên cổ cảnh nếu chạm phải hỏa diễm này chắc chắn sẽ thê thảm. Bành bành! Cả không gian nổ tung. Ở nơi rất xa, trên thế giới có ngọn núi lớn phun trào. Tiếng núi lửa phun trào vang vọng, cả phiến thế giới này không ngừng lờ mờ. Hỏa diễm phun trào nhưng năng lượng của nó bị Phượng Viêm Phượng Hoàng ly hỏa cháo dẫn dắt. Phụt phụt. Trong Phượng Hoàng ly hỏa cháo, bản thể Phượng Viêm phun máu tươi, Phượng Hoàng ly hỏa cháo cũng dần dần suy yếu tới tận cùng, nhưng mà vẫn không thể chống lại mũi tên bắn tới. Phượng Hoàng ly hỏa cháo. Không hổ là tuyệt chiêu phòng ngự của Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Viêm lại có thể ngăn cản. Hạo Thần Hoàng Giả rung động thì thào. Đợi một thời gian, Lục Lâm Thiên chắc chắn quật khởi trở thành bá chủ trong 3.000 đại thế giới này. Khặc khặc, Lục Lâm Thiên, xem như ngươi lợi hại, có thông linh bảo khí nơi tay, hôm nay ta không thể làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng không thể làm gì được ta, Phượng Hoàng nhất tộc ta cũng không buông tha ngươi, ngươi sẽ hối hận vì ngày hôm nay. Phượng Viêm giận quá hóa cười, đây là kết cục hắn không ngờ tới, Lục Lâm Thiên lại có thể làm hắn trọng thương, hắn đường đường hóa hồng cảnh lại bị một tiểu tử trọng thương trước mặt bao người. Phượng Viêm lão cẩu, ngươi cho rằng ta không thể làm gì ngươi sao? Lục Lâm Thiên đứng đó, dương truy phong chiến thiên cung lên, không biết lúc nào mũi tên ánh sáng đã xuất hiện. Mũi tên tỏa sáng trong tay Lục Lâm Thiên, hắn nói thầm. Một đời thiên kiêu, thành cát tư hãn dương cung bắn đại điêu. Linh vũ thế giới, truy phong chiến thiên, dương cung bắn gà tây. Lục Lâm Thiên nói xong, truy phong chiến thiên cung lại bắn ra một mũi tên. Ông! Mũi tên mang theo lực lượng khổng lồ nhanh chóng bắn thẳng vào bản thể Phượng Viêm trong Phượng Hoàng ly hỏa cháo. Ken két! Trong nháy mắt tiếng rạn nứt tan vỡ vang lên.
Phượng Hoàng Ly Hỏa Cháo bị mũi tên thứ hai của Lục Lâm Thiên bắn trúng, từng vết nứt xuất hiện. Tuyệt chiêu phòng ngự của Phượng Hoàng nhất tộc cuối cùng giãn nứt khi bị bắn trúng hai lần. Phụt! Bản thể Phượng Viêm phun ra một đống máu tươi, khí tức bắt đầu uể oải. Oanh! Phượng Hoàng Ly Hỏa Cháo giãn nứt sau đó vỡ ra, hỏa diễm nóng bỏng quét qua bốn phía, năng lượng khủng bố quét qua các nơi. Mũi tên mang theo xu thế hủy diệt bắn thẳng vào bản thể Phượng Viêm. Phanh, phanh, phanh. Bản thể Phượng Viêm khổng lồ nổ tung, thân thể cực lớn nổ tung giống như pháo hoa rực rỡ, năng lượng khủng khiếp càn quét bốn phía. Phiến không gian này bị hỏa diễm thiêu đốt biến thành hư không đen kịt. Lục Lâm Thiên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Trong không gian hỗn loạn, âm thanh thê thảm oán độc truyền ra, một đạo hào quang đỏ thẫm lóe lên rồi biến mất không thấy. Phượng Viêm cho hồn anh bỏ chạy. Kỷ Đại Yên Đại nhìn không chung, tất cả đang từ từ khôi phục bình thường. Linh hồn phân thân của Phượng Viêm vào ngàn năm trước tiêu hao trong bí anh, lúc này bản thể bị diệt, sau này hắn xong rồi. Ánh mắt Hạo Thần Hoàng giả vẫn còn sợ hãi, hắn nói một câu. Lục Lâm Thiên đạp không bay lên, thu liễm thanh linh khải giáp, truy phong chiến thiên cung biến mất. Lúc này sắc mặt Lục Lâm Thiên trắng bệch như tro, thúc giục bát hoang thiên địa quyết đệ tam quyết. Tăng thêm hai tiễn của truy phong chiến thiên cung, cho dù có đan điền khí hải khổng lồ cũng không cách nào chèo chống tiêu hao như vậy. Trơ mắt nhìn hồn anh của Phượng Viêm đào thoát, Lục Lâm Thiên cũng không đuổi theo. Bát hoang thiên địa quyết đệ tam quyết, uy lực của nó còn mạnh hơn đệ nhị quyết gấp 10 lần, còn mạnh hơn đệ nhất quyết 100 lần, tiêu hao có thể nghĩ. Sau đó truy phong chiến thiên cung tiêu hao không dưới bát hoang thiên địa quyết chút nào. Thời điểm truy phong chiến thiên cung mạnh có thể bắn 9 mũi tên, 9 mũi tên phát ra cùng lúc phá hủy không gian, xuyên thủng trời xanh, uy lực vô cùng. Lúc này hai mũi tên đã là cực hạn của Lục Lâm Thiên, hai mũi tên cũng không phải bắn cùng lúc, còn phải vừa bắn vừa ngừng, có thể thấy tiêu hao của truy phong chiến thiên cung là lớn ra sao, nhưng mà cũng chứng minh uy năng khủng bố của truy phong chiến thiên cung. Nương tựa vào truy phong chiến thiên cung, có thể trực tiếp phá hủy bản thể Phượng Viêm. Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Lúc này Lục Lâm Thiên đã triệt để đối phó Phượng Viêm, miễn để Phượng Viêm lúc đó âm thầm mây mưa thất thường trong thương khung chiến trường, nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với chính mình. Cho nên Lục Lâm Thiên quyết định sử dụng hai át chủ bài, nhưng cuối cùng vẫn để Phượng Viêm đào thoát hồn anh, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên sinh ra tiếc nuối. Xuất át chủ bài, bại lộ một kiện thông linh bảo khí, Lục Lâm Thiên cũng tình thế bất đắc dĩ. Sở dĩ còn lựa chọn truy phong chiến thiên cung mạnh nhất, cũng bởi vì thúc dục hồn diệt phách trùy là linh hồn thông linh bảo khí, đối phó Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Viêm, hiệu quả không lớn bằng truy phong chiến thiên cung. Phá hủy bản thể Phượng Viêm, trọng thương Phượng Viêm, Lục Lâm Thiên có nhận thức mới về thực lực của mình hiện tại. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, đôi mắt tất cả mọi người mở to ra, kinh hãi trong mắt không thể xóa đi được. Lúc này giao phong ngập trời, tất cả mọi người rung động. Ai cũng biết chân lý niết bàn của Lục Lâm Thiên khủng bố, nhưng khi thấy Phượng Viêm trọng thương, cường giả hóa hồng cảnh chính thức có kết quả như vậy, tất cả mọi người vẫn hoảng sợ. Lục Lâm Thiên vừa mới đặt chân lý niết bàn mà thôi, hắn đã có thể vượt qua cái hào rộng to lớn như hóa hồng cảnh, không chỉ đại chiến với Phượng Viêm của Phượng Hoàng nhất tộc, thậm chí suýt đánh chết Phượng Viêm, cuối cùng hắn phá hủy bản thể Phượng Viêm, hồn anh Phượng Viêm đào thoát. Từ thực lực cỡ này, mọi người đều hiểu rõ, chân lý niết bàn khủng bố như vậy. Chân lý niết bàn, quá kinh khủng. Kỷ Đại Yên Đại, Hạo Thần Hoàng giả nhìn nhau, lúc này trong lòng hai người chấn động không nhỏ hơn mọi người. Hô! Giữa không trung, Lục Lâm Thiên đạp không đứng đó, áo bào xanh phất phơ, nhìn qua bầu trời. Đại ca, thực lực của phụ thân quá khủng khiếp. Hai mắt Lục Tượng khiếp sợ thật lâu mới khôi phục tinh thần. Cảnh tượng vừa rồi biến thành lạc ấn không thể xóa nhòa trong lòng hắn. Lục Kinh Vân mỉm cười, không nói cái gì. Giữa không trung, Lục Lâm Thiên đáp xuống, hắn ăn vào không ít đan dược, nhìn qua Kỷ Đại Yên Đại, nói. Vị kỷ lão ca này, nếu không chê, đến quân đoàn Hùng Phong của ta ở vài ngày, thế nào? Kỷ Đại Yên Đại nói nhỏ. Thịnh tình như vậy, tất nhiên không thể khách khí. Ha ha! Lục Lâm Thiên mỉm cười. Hắn bay tới bên cạnh Lục Kinh Vân cùng Lục Tượng hai người, nói. Đi, cùng ta trở về, muội muội của các ngươi đang chờ đấy. Vâng. Lục Kinh Vân và Lục Tượng gật đầu,
lập tức phá không nghênh ngang trời đi. Khi đám người Lục Lâm Thiên quay trở lại quân đoàn Hùng Phong, Lục Kinh Vân, Lục Tượng đến quân đoàn Hùng Phong, Lục Sảo và Bối Nhi hai người cao hứng không nhỏ. Trong quân đoàn Hùng Phong, Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo, Bối Nhi nghe nói Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành có cơ duyên của mình, trong nhà có không ít người nhà rời khỏi Linh Vũ thế giới, hiện tại đã đi tới vô sắc thế giới, nội tâm vui mừng không thôi. Thời gian vài ngày qua đi. Vài ngày này Lục Lâm Thiên trừ ở trong thiên trụ giới khôi phục một ít thực lực, cũng đánh giá Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo ba tiểu gia hỏa trổ mã khác biệt, cũng nghe bọn chúng kể chuyện tôi luyện bên ngoài. Khi Lục Lâm Thiên mang theo Lục Kinh Vân và Lục Tượng quay về, đám người Cát Bạch Mị, Hồ Sư, Phong Hỏa, Phá Thổ biết được, Lục Lâm Thiên trảm giết phó đoàn trưởng của quân đoàn Thiên Phượng, làm trọng thương hóa hồng cảnh, hủy đi bản thể Phượng Viêm, tất cả đều được truyền đi. Trong lúc vô hình, ba chữ Lục Lâm Thiên đã đại biểu cho linh hồn của quân đoàn Hùng Phong. Quân đoàn Hùng Phong trong mấy ngày này, Lục Tượng, Lục Sảo, Lục Kinh Vân đều nhớ mẫu thân, lập tức đi tới vô sắc thế giới phi linh môn một chuyến. Lục Lâm Thiên không phản đối, nhưng mình ở trong thương khung chiến trường 500 năm, nếu như Lục Kinh Vân trở về một mình, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên không yên tâm. Trong đại điện quân đoàn Hùng Phong, một ngày này, dùng Lục Linh cầm đầu, Huyết Ưng, Cuồng Thử, Hổ Sư, Cát Bạch Mị, Trương Lăng Phong, Trình Tinh, Đông Quan Trạch tám người tìm tới Lục Lâm Thiên. Mà Lục Linh tám người nói chuyện làm Lục Lâm Thiên khiếp sợ, bên cạnh Thái A, Vô Tướng, Phá Thổ cùng Phong Hỏa, Truy Mệnh cũng ngạc nhiên. Lục Lâm Thiên ngồi đó, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn qua Lục Linh tám người, nói. Các ngươi nói tất cả quân đoàn sẽ dung hợp với nhau. Theo mọi người nói, Lục Lâm Thiên biết được, Lục Linh cùng Hổ Sư, Huyết Ưng, muốn đem riêng phần mình trong tay quân đoàn, cùng quân đoàn Hùng Phong chỉnh hợp cùng một chỗ. Lục Linh tám người gật gật đầu, Hổ Sư nói. Lục Phó Thống lĩnh, trong thương khung chiến trường này, trong liên minh quân bộ không có chuyện gì đặc biệt, lúc này 10 quân đoàn chúng ta liên thủ đối phó với địch nhân trong Long Tích Đại Lục, Âu Dương Thống lĩnh bất hạnh vẫn lạc, Lục Phóng Thống lĩnh ngồi lên là đương nhiên, chỉnh hợp 10 quân đoàn, đủ giúp thực lực chúng ta tăng lên rất lớn. Chỉnh hợp 10 quân đoàn, liên minh quân bộ sẽ đồng ý sao? Lục Lâm Thiên do dự sau đó hỏi, chỉnh hợp 10 quân đoàn làm Lục Lâm Thiên động tâm, như vậy thực lực của mình sẽ tăng nhiều. Lục Linh nghe vậy, nói. Chuyện này tự nhiên không có vấn đề, liên minh quân bộ không tìm ra lý do phản đối, ta cảm giác lần này bọn họ sẽ đồng ý. Thật sao? Lục Lâm Thiên nghi hoặc. Sư phụ, là có chuyện này. Thái A nói ra, lập tức kể đại khái, thì ra mấy ngày hôm trước, Lục Sảo và Bố Nhi đột nhiên đến đây, làm cho Nhược Linh đạo nhân chưa nói xong, Lục Lâm Thiên cũng đã rời khỏi đại điện. Mà Nhược Linh đạo nhân lúc trước muốn nói chính là đại biểu liên minh quân bộ trừ cấp công huân cho Lục Lâm Thiên cùng quân đoàn Hùng Phong ra, còn truyền phong hào xuống, Lục Lâm Thiên trực tiếp phong làm hoàng giả. Hoàng giả, trong liên minh quân bộ chỉ có thực lực đạt tới hóa hồng cảnh, tăng thêm chiến công hiển hách mới được phong, địa vị còn trên tôn tướng. Một hoàng giả đều có một binh đoàn của mình. Lục Linh nói, quân đoàn Thiên Phượng, thuộc về quân đoàn Nhất Lưu, lúc trước Phượng tuy còn là chức tôn tướng. Thậm chí quân đoàn Thiên Phượng có không ít quân đoàn phụ thuộc, nhưng mà quân đoàn Thiên Phượng cũng thuộc về thế lực Nguyệt Hoàng thế giới, thậm chí quân đoàn Thiên Phượng còn không phải mạnh nhất trong Nguyệt Hoàng thế giới tại thương khung chiến trường, quân đoàn Thiên Phượng chỉ là một trong số những quân đoàn của Nguyệt Hoàng thế giới mà thôi. Lục Linh dứt lời, Cát Bạch Mị tiếp lời. Liên minh quân bộ ở trong thương khung chiến trường có vài thế lực lớn, những thế lực to lớn này tiếng tăm lừng lẫy, quân đoàn Thiên Phượng của Nguyệt Hoàng thế giới chỉ là một trong số đó. Do Nguyệt Hoàng thế giới Phượng Hoàng nhất tộc cầm đầu khống chế. Còn có võ thần thế giới không ít quân đoàn, dùng võ thần thế giới Tịnh gia khống chế. Còn có quân đoàn trong nguyên võ thế giới, do nguyên võ thế giới Nhâm gia khống chế. Cát Bạch Mi lại nói. Còn có Phượng Dương thế giới, Thông Linh thế giới. Các thế lực, bọn họ cũng có đại quyền không nhỏ trong quân bộ. Liên minh quân bộ là nơi các đại quân đoàn của các thế lực lớn tập trung. Những quân đoàn này liên thủ cũng chiếm được một vị trí cắm rủi trong quân bộ. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên biết đại khái rồi, trong liên minh quân bộ có hai thế lực lớn ảnh hưởng lẫn nhau, cũng không khác gì hai đại thế giới liên minh. Sau khi hiểu rõ một ít tình huống, Lục Lâm Thiên nhìn qua Lục Linh Tám có người nói. Cho dù liên minh quân bộ đồng ý với việc quân đoàn Hùng Phong chỉnh hợp,
thì giá trị của nó đã tăng lên. Cuồng thử nhìn qua mọi người, đứng lên nói. Lục phó thống lĩnh chưa biết, đại quân trong tay chúng ta còn tính cả thế lực vào trong đó, nếu đại quân chúng ta ở trong thương khung chiến trường đạt được công huân, chứ có thể đạt được ban thưởng lớn trong thương khung chiến trường, thế giới của chúng ta đạt được không ít tài nguyên, có những tài nguyên kia càng dễ xuất hiện cường giả, bằng không lâu dài thế giới chúng ta không có cường giả bổ sung vào. Huyết ưng nói, địa vị thế lực sau lưng của chúng ta không ở Thượng Thanh, nhưng mà cũng khó có thể như trước, lúc này ở trong thương khung chiến trường cũng chỉ có hai lựa chọn, một là phụ thuộc Nguyệt Hoàng thế giới, nguyên võ thế giới thế lớn, nhưng mà lúc đó chúng ta không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Trương Lăng Phong tiếp lời nói, không thuận theo phục thuộc thế lực này, những năm qua bọn họ biến thành quân đoàn nhị lưu, tuy đạt được một ít công huân, nhưng cũng không lớn, chính mình không chiếm được chỗ tốt gì, thế giới sau lưng chúng ta cũng thế. Cho nên, sau đại chiến Long Tích Đại Lục, mọi người chúng ta thương lượng qua, từ chúng ta biết, lục phó thống lĩnh không quen những quân đoàn của nguyên võ thế giới, muốn chúng ta đi cùng đoàn trưởng, về sau mọi người chúng ta sẽ có cơ hội quật khởi. Không chỉ có là chúng ta cũng có thể cùng đạt công huân trong thương khung chiến trường, chúng đi theo sau lưng có thể đạt được nhiều tài nguyên hơn. Cái này, Lục Lâm Thiên thở dài một hơi. Lục Linh nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Kỳ thật chúng ta nắm quân đoàn trong tay, cho tới nay cũng có được không ít thế lực mời chúng ta gia nhập. Chúng ta tuy nắm giữ quân đoàn nhị lưu, và cũng là quân đoàn gần phía trước, nhưng chúng ta không đồng ý. Đối với quân đoàn Lục Linh mà nói, muốn phụ thuộc vào quân đoàn thế giới khác không thể nào, cho dù quân đoàn thiên hạm hẹn ta cũng cự tuyệt qua. Lục Linh dừng một lát, nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Chúng ta hy vọng có thể đi theo ngươi, không chỉ vì thực lực của ngươi, quan trọng hơn là, chúng ta tin tưởng cách làm người của ngươi, ngươi sẽ không biến quân đoàn chúng ta thành pháo hôi, ngươi có thể dẫn mọi người đi thật xa, có thể chạm tới bước kia cũng không dễ dàng. Lục Lâm Thiên nhìn qua Lục Linh, lại nói. Đa tạ các ngươi tín nhiệm, nhưng mà quân đoàn Lục Linh thỉnh lục phó thống lĩnh thu vào dưới trướng, về sau trăm vạn đệ tử quân đoàn Lục Linh thề chết đi theo, trái với lời thề này, trời tru đất diệt. Quân đoàn Bạch Ưng thỉnh lục phó thống lĩnh thu nhập dưới tướng, xông pha khói lửa, không chối từ, vi phạm lời thề này, trời tru đất diệt. Quân đoàn Dã Thú. Khi Lục Linh hành lễ, Huyết Ưng, Cuồng Thử, Trình Tinh, Cát Bạch Mị, Trương Lăng Phong, Đông Quan Trạch, Hổ Sư đều quỳ một gối. Cảm tạ chư vị, về sau Lục Mỗ sẽ cùng tiến thoái với các vị, nếu vi phạm, trời tru đất diệt. Lục Lâm Thiên đứng dậy, ánh mắt run lên, áo bào xanh chấn động, hào khí bộc phát, chỉnh hợp tất cả quân đoàn, xem ra thế lực của mình tăng lên không nhỏ. Phá thổ, truy mệnh, phong hỏa kích động vui mừng. Trong lòng mọi người, nam tử áo xanh kia có thể đặt chân đỉnh phong, nếu có thể đi theo bên cạnh. Bọn họ ngày sau cũng đạt tới độ cao khó mà tin nổi. Mọi người rõ như ban ngày, trong nội tâm rõ ràng, nam tử áo bào xanh không phải người bình thường, đối với tại bọn họ mà nói, đây là cơ hội khó có được, sau này bọn họ sẽ nương nhờ vào hắn. Cát Bạch Mị nhìn qua Lục Lâm Thiên, tiến lên hai bước, cười nói. Âu Dương thống lĩnh đã bất hạnh vẫn lạc, lục phó thống lĩnh hiện tại là hoàng giả, chúng ta có nên sửa cách xưng hô không? Lời này lọt vào tai mọi người, làm mọi người quả quyết, lúc này Trình Tinh, Hổ Sư cũng động tâm. Đúng vậy, tất cả quân đoàn đã quy về một mối, xưng hô lục phó lĩnh cũng nên sửa lại. Huyết Ưng nói nhỏ, hắn vô cùng vui vẻ, huyết bào không ngừng chấn động chứng minh hắn đang kích động. Lục phó thống lĩnh cũng không thuộc về thế lực nào, quân đoàn Hùng Phong vốn thuộc truy hồn cùng truy mệnh, ta thấy Hàn Minh lưu lại quân đoàn thiết huyết cũng không yếu, không bằng cũng thu nhận luôn đi. Cuồng Thử đi lên hai bước, thân hình nhỏ gầy, mặt như thiếu niên, lúc này nói chuyện lại vui vẻ, ánh mắt bắn ra tinh quang. 10 quân đoàn chúng ta tạo thành lục gia quân đi, về sau lục phó thống lĩnh sẽ là lục soái của mọi người. Lục soái, rất tốt, cảm giác không tệ. Trương Lăng Phong lập tức đồng ý với đề nghị này, mọi người cũng không dị nghị. Thời điểm đám người Lục Lâm Thiên, Lục Linh quyết định chỉnh hợp 10 quân đoàn. Lục Lâm Thiên cũng triệu tập không ít cường giả quân đoàn thiết huyết thương nghị việc này, quân đoàn thiết huyết tự nhiên không có ý kiến. Quân đoàn thiết huyết hiện tại cũng đang vô chủ, vốn mọi người cho rằng truy mệnh sẽ trở thành đoàn trưởng quân đoàn thiết huyết, về sau mọi người thương nghị qua, cuối cùng cho một niết bàn cảnh đỉnh phong trong quân đoàn thiết huyết trở thành đoàn trưởng mới của quân đoàn thiết huyết.
mà đội trưởng hạm đội Hổ Hải của quân đoàn Hùng Phong trở thành phó đoàn trưởng quân đoàn Thiết Huyết. Lục Lâm Thiên đã trở thành chủ nhân của 10 quân đoàn. Phá Thổ và Truy Mệnh sau khi từ chối, dù sao Truy Mệnh cũng là người quân đoàn Hùng Phong, bây giờ lại thượng vị làm đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong, Phá Thổ vẫn là phó đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong. Sau khi thương nghị, tin tức này cũng truyền ra khắp 10 quân đoàn. Đương nhiên, mọi người cũng không có quên sử dụng công huân của trận đại chiến trong Long Tích Đại Lục. Lúc này Lục Lâm Thiên và quân đoàn Hùng Phong cầm công huân đi quân bộ đổi 2 kiện thông linh bảo khí. Thượng đẳng công huân rất hiếm trong quân bộ, trong đó cũng nhờ vào 4 chữ chân lý Niết Bàn của Lục Lâm Thiên phát huy tác dụng không nhỏ. Những quân đoàn khác đều có được nhất đẳng công huân, đều đồng thời đổi 10 kiện áo nghĩa linh khí. Có thể nói 10 quân đoàn lúc này làm quân bộ xuất huyết một lần, nhưng mà lúc này Thượng Thanh Thế Giới cũng đại xuất danh tiếng rất lớn trong 3.000 đại thế giới. Trọng thương Minh Linh, ngay cả tuyên cổ cảnh cao giai của Dạ Xoa nhất tộc cũng diệt 2 tên, mấy ngàn vạn đại quân Minh Linh bị tiêu diệt, tuyên cổ cảnh Phệ Hồn nhất tộc và Lang Linh nhất tộc bị đánh chết rất nhiều. Trong đó đánh chết vài tên tuyên cổ cảnh cao giai của Phệ Hồn nhất tộc và Lang Linh nhất tộc, chiến tích rất nổi bật. Lần này trên Long Tích Đại Lục đạt được số linh tinh khủng bố, chiến tích này đủ làm Thượng Thanh Thế Giới danh chấn thương khung minh, cũng là một lần sóng to gió lớn trong 3.000 đại thế giới. Cho nên liên minh quân bộ lúc này cam tâm xuất huyết, dù sao Thượng Thanh Thế Giới cũng có danh tiếng rất lớn. Huống chi ra một chân lý Niết Bàn với một đại thế giới tuyệt đối là chí bảo, cho nhiều chỗ tốt đả thông quan hệ cũng là chuyện đương nhiên. Nhiều nhất đẳng công huân như thế, lúc này tất cả đại quân đoàn chỉnh hợp lại, mọi người cầm nhất đẳng công huân thương nghị, lúc này quyết định đổi tài liệu luyện khí. Trên Long Tích Đại Lục, chiến hạm quân đoàn Hùng Phong phát huy mọi người đều thấy tận mắt. Tự nhiên sẽ củng cố hạm đội. Trận chiến trên Long Tích Đại Lục, hạm đội quân đoàn Hùng Phong hao tổn không ít, chiến hạm phi hổ cấp 5 hao tổn 3 chiếc, các chiến hạm khác không cần nói, một lần nữa chế tạo hạm đôi khổng lồ là việc cấp bách. Luyện chế hạm đội cần tài liệu luyện khí khủng bố, tăng thêm không ít cường giả đỉnh cấp của Lục Gia Quân hiện tại không có áo nghĩa linh khí, đổi lấy một ít áo nghĩa linh khí cũng cần thiết. Mặt khác cần đổi không ít đan dược và linh dược. Cho nên tổng cộng 9 nhất đẳng công huân nghe thì không ít, nhưng mà vẫn không đủ với Lục Gia Quân. Bởi vậy linh tinh đoạt được trong Long Tích Đại Lục, Lục Lâm Thiên cũng phải lấy ra sử dụng, muốn phát triển Lục Gia Quân, thực lực là rất trọng yếu, nhưng cũng cần không ít tiền tài. Về phần 2 thượng đẳng công huân, Lục Lâm Thiên không có ý định đổi. Thông linh bảo khí có tiền không mua được, cơ hội này không bỏ qua, tài liệu luyện khí có thể nghĩ biện pháp mua sắm. Nhưng chỉ có thông linh bảo khí không có bất kỳ cơ hội đổi nào, một khi lộ diện đều có cường giả hóa hồng cảnh nghĩ biện pháp cướp đoạt. Bởi vậy Lục Lâm Thiên quyết định chú ý, 2 thượng đẳng công huân đổi 2 kiện thông linh bảo khí, cơ hội như vậy ngu sao không đổi. Đoạn thời gian này, trong liên minh quân bộ Thượng Thanh Thế Giới truyền ra xôn xao. Phượng Viêm trọng thương, bản thể bị diệt, cường giả quân đoàn Thiên Phượng chết tổn thương hầu như không còn. Quân đoàn Ma Hạt cũng tổn thất không ít. Nhưng so với quân đoàn Thiên Phượng còn tốt hơn nhiều, phó đoàn trưởng quân đoàn Thiên Phượng bị diệt, cường giả tuyên cổ cảnh bị đánh chết rất nhiều, tu vị Niết Bàn cảnh 10 phần không còn tới 2 người. Tổn thất thảm thiết như thế còn lớn hơn cả kịch chiến giữa Thượng Thanh Thế Giới và Minh Linh. Một hóa hồng cảnh hao tổn bản thể, chỉ có linh hồn phân thân chạy đi, tăng thêm Phượng Tuy và Đô Linh là 2 cường giả tuyên cổ cảnh cao giai vẫn lạc, tổn thất này làm cả liên minh quân bộ Thượng Thanh Thế Giới bị trùng kích không nhỏ. Thân phận của Lục Lâm Thiên cũng không thể che giấu, đã được truyền khắp liên minh quân bộ, tên của Lục Lâm Thiên vang khắp liên minh quân đội, người ta cũng biết thân phận Lục Lâm Thiên. Người lĩnh ngộ kỳ là áo nghĩa thứ 5, vốn là chiến thần trong tương hoàng không gian, chỉ bởi vì bị Phượng Hoàng nhất tộc ngăn cản, Lục Lâm Thiên đánh mất phong hào chiến thần, từ đó kết thù với Phượng Hoàng nhất tộc. Lục Lâm Thiên ở trong mật địa thiên giới chu sát không ít cường giả chấp pháp đội. Do đó bị thế lực khắp nơi liên hợp đuổi ra khỏi mật địa thiên giới, mà bây giờ Lục Lâm Thiên lại là chân lý Niết Bàn, tất cả cộng lại làm người ta hiểu rõ, sợ rằng Lục Lâm Thiên không ở lâu trong thương khung chiến trường. Nhưng liên minh quân bộ muốn thương nghị xử trí Lục Lâm Thiên, cũng không dễ ra tay. Tình huống đại khái cũng đồn ra, lòng người trong liên minh quân bộ dao động. Do Lục Lâm Thiên kết thù oán với Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng nhất tộc và những thế lực trong chấp pháp đội mật địa thiên giới âm thầm ra tay chặn giết con cái Lục Lâm Thiên. Ai biết Phượng Hoàng nhất tộc ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, bị Lục Lâm Thiên phát hiện,
cuối cùng Lục Lâm Thiên đại khai sát giới, làm cho cả liên minh quân bộ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Loại chuyện này đã có kết quả, thế lực khắp nơi trong liên minh quân bộ có ủng hộ Lục Lâm Thiên, có muốn nghiêm trị Lục Lâm Thiên, nhưng có không muốn nhúng tay. Mấy ngày qua thương nghị không kết quả. Dù sao rất nhiều thế lực không nhúng tay vào. Phượng Hoàng nhất tộc nội tình đừng nói, không có người nào muốn vô cớ đắc tội. Mà lai lịch Lục Lâm Thiên ai cũng biết, Lục Lâm Thiên không có bối cảnh mới là lạ, bối cảnh cũng tuyệt đối không nhỏ. Tăng thêm Lục Lâm Thiên có tính cách có thù tất báo, ai cũng không muốn đắc tội Lục Lâm Thiên, miễn sau này có kết cục giống quân đoàn Thiên Phượng. Ai cũng biết Lục Lâm Thiên không phải người lương thiện, bất kể là Minh Linh hay là người nhà, đắc tội hắn đều ra tay không lưu tình. Thời điểm liên minh quân bộ xoắn suýt, trong mật địa thiên giới có tin tức truyền ra. Tin tức bảo liên minh quân bộ thông chi Lục Lâm Thiên và Thái A trực tiếp quay về mật địa thiên giới, với chuyện Lục Lâm Thiên đao chảm Phượng Tuy và Đô Linh, làm trọng thương Phượng Viêm, liên minh quân bộ cũng nhanh chóng bẩm báo lên, cấp trên không những không nói gì, mà còn bàn giao xuống, bảo Lục Lâm Thiên ở trong thương khung chiến trường xảy ra chuyện gì chỉ hỏi tội liên minh quân bộ mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đồng thời, cấp trên có tin tức, cũng bảo liên minh quân bộ đi dò xét Long Tích Đại Lục xuất hiện Thiên Huyền Tinh Thần Diễm. Về phần tin tức Thiên Huyền Tinh Thần Diễm trên Long Tích Đại Lục, cường giả liên minh quân bộ đã sớm thăm dò qua, bao gồm Hạo Thần Hoàng giả cũng tự đi điều tra. Nghe nói lúc thậm chí Thiên La Minh cũng phái không ít cường giả đi dò xét. Nhưng làm mọi người thất vọng là, lúc trước Lục Lâm Thiên dùng tinh thần làm thang, nghịch thiên chứng nhận chân lý Niết Bàn, khiến cả Long Tích Đại Lục biến thành hư không. Cả Long Tích Đại Lục cũng không trông thấy, mọi người chạy đi đầu dò xét tin tức Thiên Huyền Tinh Thần Diễm chứ. Đối với tin tức Thiên Huyền Tinh Thần Diễm, tin tức bên ngoài không nhiều, căn bản không thể điều tra, không thể nào bắt tay vào đâu để tìm kiếm. Liên minh quân bộ chỉ cảnh cáo Lục Lâm Thiên mà thôi, thế lực các nơi thì ghi nhớ Lục Lâm Thiên, trong nội tâm âm thầm quyết định chú ý, về sau tận lực không chọc vào Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không sợ trời không sợ đất, đoán chừng hậu trường cũng đủ cứng, thực lực bản thân không phải ai cũng chọc nổi. Lục Lâm Thiên phá hủy bản thể Phượng Viêm, tin tức này cũng truyền ra, thậm chí có không ít người không dám tin. Ai cũng biết Phượng Viêm rất khủng bố, Phượng Viêm dừng ở Nhất Nguyên Hóa Hồng từ rất lâu rồi, tăng thêm bản thể Phượng Hoàng nhất tộc cường hãn, nghe nói cổ tộc cũng chưa chắc mạnh hơn bản thể của Phượng Hoàng nhất tộc. Lại nói hóa hồng cảnh của Phượng Hoàng nhất tộc càng khủng bố không cần phải nói. Mà hóa hồng cảnh của Phượng Hoàng nhất tộc có Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa, thậm chí còn mạnh hơn cả linh vật trời sinh thuộc tính hỏa, nghe nói xích linh liệt hỏa linh vật trời sinh cũng không địch lại Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa. Không có ai biết Phượng Hoàng nhất tộc tiến vào hóa hồng cảnh tại sao lại có Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa khủng bố như thế, nghe nói chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc mới biết mà thôi. Phá hủy bản thể, tương đương có khả năng chu sát thần hồn của người ta. Tất cả mọi người rõ ràng, bản thể cũng bị phá hủy, linh hồn phân thân và hồn anh cho dù chạy đi cũng khó trốn thoát được, tỷ lệ quá nhỏ, dù sao bản thể cũng bị diệt, linh hồn phân thân và hồn anh muốn trốn là hy vọng xa vời. Nghe nói Lục Lâm Thiên không chỉ làm trọng thương Phượng Viêm, còn phá hủy bản thể của hắn, từ đó có thể thấy tu vị của Lục Lâm Thiên đủ trực tiếp đối địch với Nhị Nguyên Hóa Hồng, phải biết rằng Nhị Nguyên Hóa Hồng cũng khó làm Phượng Viêm trọng thương đến tình trạng như thế. Chân lý Niết Bàn tương ứng với tuyên cổ cảnh cao giai, thậm chí Lục Lâm Thiên cũng chỉ đạt tới chân lý Niết Bàn vài ngày. Lục Lâm Thiên có thực lực tương ứng với tuyên cổ cảnh cao giai vài ngày, tuy tuyên cổ cảnh cao giai không cách nào so sánh với chân lý Niết Bàn. Không cách nào đánh đồng, cả hai cách biệt quá lớn. Nhưng mà Lục Lâm Thiên lúc này vừa mới đặt chân lên chân lý Niết Bàn kéo dài lại vượt qua cái hào rộng hóa hồng cảnh, thậm chí tiếp tục vượt qua cái hào rộng Nhất Nguyên Hóa Hồng và Nhị Nguyên Hóa Hồng, đây là chuyện làm người ta khó tin nổi. Chân lý Niết Bàn, khủng bố như vậy. Mặc dù mọi người có chút không tin là thật, nhưng sự thật chính là như thế, Phượng Viêm bị phá hủy bản thể, hồn anh chật vật bỏ trốn. Nghe nói hồn anh của Phượng Viêm đã thoát khỏi thương khung chiến trường, chạy trốn vào trong Phượng Hoàng nhất tộc. Cuối cùng liên minh quân bộ cũng phải thừa nhận việc này là sự thật. Trong lòng mọi người đang nghĩ, nếu Lục Lâm Thiên đến chân lý Niết Bàn đỉnh phong, thực lực của hắn sẽ ở cấp độ nào? Thậm chí nếu tương lai Lục Lâm Thiên bước vào hóa hồng cảnh, thực lực của hắn sẽ ra sao? Trong đại điện phong cách cổ xưa, linh hồn thể Phượng Viêm lơ lửng trong đại điện, gào thét. Nhất định không thể buông tha Lục Lâm Thiên,
tuyệt đối không thể, nếu không Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta không còn mặt mũi tồn tại. Muốn động Lục Lâm Thiên hiện tại đã không đơn giản, Lục Lâm Thiên đã là chân lý Niết Bàn, lĩnh ngộ đệ ngũ kỳ là áo nghĩa, cho dù là phương diện nào cũng có người che chở. Huống chi hiện tại cấp trên đánh tiếng, ai cũng không thể động Lục Lâm Thiên, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trong đại điện, nam tử trung niên mặc trường bào đỏ thẫm nói ra. Cấp trên quá bất công, che chở Lục Lâm Thiên, xem Phượng Hoàng nhất tộc không tồn tại sao, chẳng lẽ chúng ta thật sự buông tha Lục Lâm Thiên sao? Thiên phú của Lục Lâm Thiên quá kinh khủng, hiện tại đôi cánh đã cứng cáp ở mức độ nhất định, muốn đối phó đã không dễ dàng. Huống chi hiện tại có không ít người muốn che chở hắn, chúng ta quang minh chính đại đối phó Lục Lâm Thiên, hậu quả không phải Phượng Hoàng nhất tộc có thể chịu nổi. Nam tử trung niên nói, nhưng Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta không dễ chọc, cánh chim của Lục Lâm Thiên dần dần lớn mạnh, về sau đối với Phượng Hoàng nhất tộc là họa lớn trong lòng, tuy Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta có thể quang minh chính đại đối phó hắn, nhưng lúc này lại có cơ hội tuyệt hảo. Tiếng nói dừng lại, nam tử trung niên nói, ta nghĩ hiện tại muốn Lục Lâm Thiên phải chết, tuyệt đối không chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc mà thôi, Lục Lâm Thiên kia có quá nhiều kẻ thù, cũng tuyệt đối không chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc. Lúc này hắn chết chắc, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, khặc khặc. Chúc mừng Lục soái, về sau trong thượng thanh thế giới lại có thế lực mới sinh ra, ta nghĩ không bao lâu Lục gia quân sẽ quật khởi trong thương khung chiến trường. Trong đại điện Kỷ Đại Yên đại nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười nói. Kỷ lão ca nói đùa, sau này ta cần nhờ minh quang thế giới ủng hộ nhiều. Ha ha! Kỷ Đại Yên đại cười nói. Minh quang thế giới ủng hộ là đương nhiên, ít nhất kỷ bàn tử ta ủng hộ, tất cả là người một nhà, ta cũng không nói vòng vo nữa, hiện tại có chuyện trọng yếu cần thương lượng với Lục soái. Thực không dám giấu giếm, ta lần này muốn hỏi Lục soái, Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo ba tiểu gia hỏa trở về, không biết Lục soái có an bài gì không? Ý kỷ lão ca là sao? Lục Lâm Thiên không rõ cho lắm. Sắc mặt Kỷ Đại Yên đại hơi nghiêm túc, nói. Ta sẽ nói rõ, ta muốn biết Lục soái có muốn giữ Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo ở bên cạnh không? Ánh mắt nặng nề, nhìn sắc mặt Lục Lâm Thiên phản ứng, Kỷ Đại Yên đại tiếp tục nói. Dùng thiên phú của Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo ba tiêu gia hỏa, nếu ở lại bên người Lục soái, trong thượng thanh thế giới tự nhiên có thể bồi dưỡng tốt. Ba tiểu gia hỏa cũng là người thượng thanh thế giới, nếu Lục soái một lòng muốn lưu lại ba tiểu gia hỏa này. Chỉ sợ ba tiểu gia hỏa không do dự ở lại. Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong nội tâm hiểu đại khái, hỏi Kỷ Đại Yên đại. Kỷ lão ca ý là, hẳn có an bài rồi. Kỷ Đại Yên đại gật gật đầu, nghiêm túc nói. Gia sư đã sớm có bàn giao, đoạn thời gian này cho Kinh Vân ba tiểu gia hỏa đi minh quang thế giới mật địa, cùng tu luyện với đám thiên tài trẻ tuổi đỉnh phong của cổ tộc. Tất cả do gia sư chỉ đạo. Tuy gia sư không phải cổ tộc của minh quang thế giới, nhưng mà Lục soái đại khái có thể tin tưởng ta, địa vị của gia sư trong minh quang thế giới hết sức quan trọng, cho dù cường giả trong cổ tộc minh quang thế giới cũng phải cho gia sư ba phần mặt mũi. Cho nên gia sư đích thân dạy bảo ba tiểu gia hỏa, sư huynh đệ chúng ta không ai không phải hóa hồng cảnh, điều này cũng chứng tỏ thực lực của gia sư. Nghe Kỷ Đại Yên đại nói, Lục Lâm Thiên cũng không nghi ngờ, thì ra Kỷ Đại Yên đại sợ mình mang theo đi tiểu gia hỏa. Lúc này mới cố ý theo tới quân đoàn Hùng Phong. Đây là cơ duyên của Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo ba tiểu gia hỏa, Lục Lâm Thiên cũng không muốn nhúng tay. Nghiêm khắc mà nói, Lục Lâm Thiên biết rõ bản thân mình không phải người thượng thanh thế giới, chính mình là người linh vũ thế giới. Lục Doanh ở Thiên Nữ Cung tại Vô Tư thế giới, Lục Âm ở Thái Hoàng thế giới cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, Lục Thành ở cạnh Thiên Cuồng Tam Đạo. Về công về tư, hoặc là vì Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo ba người mà cân nhắc, Lục Lâm Thiên không ngăn cản Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo ba người tiến vào minh quang thế giới tu luyện. Lục Lâm Thiên rất rõ ràng, cho dù Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo ba người đi theo chính mình đến thượng thanh thế giới vào mật địa thiên giới tu luyện, cũng không phải một chuyện tốt. Mình bây giờ bị phạt trong thương khung chiến trường, khi trở về thượng thanh thế giới cũng có không ít phiền toái. Cho nên Lục Lâm Thiên biết rõ Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo ba người đi theo mình không phải lựa chọn tốt. Để ba người đi minh quang thế giới, có cường giả đỉnh cấp của minh quang thế giới chỉ đạo là lựa chọn tốt nhất. Kỷ lão ca nói đùa, Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo ba tiểu gia hỏa đã bái sư,
tất nhiên là phải tôn sư trọng đạo, nghe theo sư phụ an bài, có sư phụ Kỳ lão ca chỉ đạo, ta vui mừng còn không kịp, tại sao lại ngăn cản, ta cũng không phải người biết dạy người ta, ha ha. Lục Lâm Thiên cười nhạt. Ha ha. Nghe vậy, Kỳ đại hiên đại sững sờ, dường như không tin lời Lục Lâm Thiên nói, phải biết rằng dùng thực lực thiên phú Lục Kinh Vân, Lục Xảo, Lục Tượng ba người, còn có Lục Lâm Thiên chân lý niết bàn, đủ đại biểu tiền đồ Lục Kinh Vân ba huynh muội về sau, tiền đồ này dù là ai cũng không bỏ qua. Chỉ tiếc Kỳ đại hiên đại căn bản không biết lai lịch Lục gia hoàn toàn không có quá nhiều quan hệ với thượng thanh thế giới. Sững sờ, Kỳ đại hiên đại cười cười, bất kể như thế nào, chuyện hắn lo lắng nhất không xảy ra, bằng không hắn cũng khó báo cáo kết quả với gia sư. Kỳ đại hiên đại cảm giác chính mình sợ quá nhiều, lập tức xấu hổ nói. Như thế rất tốt, ta cũng mang ba tiểu tử về minh quang thế giới mật địa, khi đó trong mật địa sẽ rất náo nhiệt, đám cổ tộc đầy ngạo khí kia sẽ biết ai mới là thiên tài. Kỳ lão ca, mấy ngày nay sợ rằng đi không được. Lục Lâm Thiên cười cười, nói. Kinh Vân và Lục Tượng, Lục Xảo mấy ngày nay còn phải đi vô sắc thế giới một chuyến vấn an người nhà, cho nên mấy ngày nay sợ là không được. Như vậy sao? Kỳ đại hiên đại nói. Như vậy đi, ta cũng theo ba tiểu gia hỏa đi vô sắc thế giới, đến lúc đó trực tiếp từ vô sắc thế giới đi minh quang thế giới. Như thế rất tốt. Nghe vậy, Lục Lâm Thiên lập tức gật đầu. Lục Lâm Thiên đang đau đầu, cho Lục Kinh Vân cùng Lục Tượng. Lục Xảo ba người đi một mình tới vô sắc thế giới, sau khi xảy ra chuyện quân đoàn thiên phượng, trong lòng Lục Lâm Thiên có chút không yên lòng, mà mình cũng bị phạt trong thương khung chiến trường 500 năm, không thể quang minh chính đại rời đi. Lúc này có Kỳ đại hiên đại chủ động muốn đi cùng Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Xảo ba người tới vô sắc thế giới, với thực lực Kỳ đại hiên đại, bảo vệ Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Xảo ba người là dễ dàng. Vậy cứ như thế đi, ta cũng yên tâm. Kỳ đại hiên đại đại hỉ, Lục Kinh Vân và Lục Tượng, Lục Xảo đi vô sắc thế giới, hắn tự nhiên lo lắng, vạn nhất cường giả thượng thanh thế giới chọc vào một cước, cố ý lưu Lục Kinh Vân ba người ở lại thượng thanh thế giới, đến lúc đó hắn không thể báo cáo kết quả được rồi, hắn đi cùng mới đảm bảo. Kỳ lão ca, có chút việc trên phương diện tu luyện ta muốn mời Kỳ lão ca giải thích một phen. Yên tâm Lục Kinh Vân ba người, Lục Lâm Thiên hỏi Kỳ đại hiên đại. Kỳ đại hiên đại tập trung tư tưởng suy nghĩ, trong nội tâm còn tưởng rằng là đại sự gì, lập tức nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Lục soái mời nói, đều là người một nhà không cần khách khí, ta biết sẽ nói tất cả. Lục Lâm Thiên cười đắng chát và xấu hổ, nói. Cũng không phải đại sự gì, ta bây giờ không quá hiểu cấp độ hóa hồng cảnh, cũng không biết nhiều, mong Kỳ lão ca chỉ dẫn. Dứt lời, Lục Lâm Thiên cảm thấy xấu hổ. Khi thực lực tăng lên tiếp xúc với hóa hồng cảnh, Lục Lâm Thiên loáng thoáng biết rõ hóa hồng cảnh dường như có phân chia thành nhất nguyên nhị nguyên. Nhưng đối với tu vị kỹ càng của cấp độ hóa hồng cảnh thì hắn không rõ, lúc trước cho dù dùng siêu linh thuật tìm tòi trí nhớ tuyên cổ cảnh cao giai của phệ hồn nhất tộc cũng không biết quá nhiều. Không thể nào. Lục Lâm Thiên nói làm cho Kỳ đại hiên đại nổi lên nghi ngờ, không biết cấp độ hóa hồng cảnh chính là điều Kỳ đại hiên đại không ngờ. Thực ra, xác thực có không ít người không rõ tình cảnh trong hóa hồng cảnh, có bao nhiêu thực lực, biết bao nhiêu chuyện, đây là việc không thay đổi, những người tu vị thấp, tiểu gia tộc không biết cấp độ quá đại đạo cảnh. Vốn Kỳ đại hiên đại tưởng tượng, Lục Lâm Thiên đi tới cấp độ hiện tại, từ phản ứng của đám người hạo thần hoàng giả mà nhìn, sau lưng có lẽ cũng có không ít chỗ dựa. Cho nên Kỳ đại hiên đại cho rằng, Lục Lâm Thiên không phải người cổ tộc cũng là thiên tài của đại gia tộc. Trẻ tuổi như thế không biết cấp độ của hóa hồng cảnh phân chia ra sao là quá khó tin. Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng Kỳ đại hiên đại cũng không có hỏi nhiều cái gì, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Ta nói đại khái với Lục soái, trong thiên địa minh mông, thiên địa vạn vật sinh linh có thể đến niết bàn cảnh là thiên phú hơn người. Người nổi bật trong niết bàn cảnh mới có thể đặt chân tuyên cổ cảnh, mà người bước vào hóa hồng cảnh chính là người nổi bật trong tuyên cổ cảnh. Trong 3.000 đại thế giới, có thể đặt chân đến hóa hồng cảnh không nhiều. Lục Lâm Thiên nghe vậy, hắn gật gật đầu, Kỳ đại hiên đại nói là sự thật, có thể đặt chân hóa hồng cảnh không ai không phải thiên tài đỉnh cấp. Một đại thế giới người có tu vị hóa hồng cảnh là không ít, nhưng nghĩ tới sinh linh của một đại thế giới đâu chỉ hàng tỷ, vô số hàng tỷ sinh linh mới xuất hiện một đám cường giả hóa hồng cảnh, từ đó có thể thấy thưa thớt cỡ nào. Trong 3.000 đại thế giới, hóa hồng cảnh cũng không nhiều. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận,
hóa hồng cảnh rất khó xuất hiện cùng một chỗ quá đông. Kỷ Đại Hiên đại nhìn Lục Lâm Thiên, tiếp tục nói. Hóa hồng cảnh, trong hàng tỷ tỷ sinh linh đã là tầng thứ tối cao, đại biểu thực lực đỉnh phong của 3.000 đại thế giới. Đương nhiên, không phải mỗi một hóa hồng cảnh đều có thực lực như nhau. Thân là hóa hồng cảnh, dưới tình huống bình thường đều trường tồn thiên địa, sẽ bất hủ. Trong thời gian dài tất cả hóa hồng cảnh đều nghĩ có một ngày sẽ đặt chân cảnh giới hư vô cảnh trong truyền thuyết. Hư vô cảnh mới là vĩnh hằng bất diệt chân chính, chỉ tiếc hư vô cảnh là mong muốn không thành của sinh linh, là cấp độ trong truyền thuyết. Vừa dứt lời, Kỷ Đại Hiên đại cảm thán, thân là hóa hồng cảnh, hắn có tự ngạo của mình, mỗi một hóa hồng cảnh đều là thế hệ phong hoa tuyệt đại trong hàng tỷ tỷ sinh linh. Nhưng lúc này, Kỷ Đại Hiên đại nói tới ba chữ hư vô cảnh lại sinh kính sợ. Cấp độ này không thể thành, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hàng tỷ tỷ sinh linh ai có thể bước vào hư vô cảnh vĩnh hằng bất diệt chân chính. Lục Lâm Thiên do dự một lát, hỏi Kỷ Đại Hiên đại. Hư vô cảnh, khó thành sao, chẳng lẽ theo như đồn đãi những đại năng dung hợp hỗn độn chi nguyên không đạt tới sao? Kỷ Đại Hiên đại ngạc nhiên nhìn qua Lục Lâm Thiên. Lục soái biết thế giới hỗn độn bổn nguyên, thật không tầm thường, cho dù là ta cũng chỉ nghe gia sư ngẫu nhiên nhắc tới mà thôi. Tiếng nói dừng lại, tuy có nghi hoặc, Kỷ Đại Hiên đại cũng không hỏi nhiều, hắn nói. Những viễn cổ đại năng có thể dung hợp thế giới hỗn độn bổn nguyên tự nhiên có thể tiến vào hư vô cảnh trong truyền thuyết, nhưng mà nghe nói các viễn cổ đại năng này không xuất hiện nữa, thậm chí sống hay chết cũng không ai biết. Dừng một lát hút thuốc, Kỷ Đại Hiên đại tiếp tục nói. Ở giữa thiên địa còn có một cách nói là những viễn cổ đại năng dung hợp bổn nguyên, lúc tiến vào hư vô cảnh đã hóa thành hư vô. Tương dung với đại thế giới, từ đó về sau, thế giới hỗn độn chính là viễn cổ đại năng, viễn cổ đại năng chính là thế giới hỗn độn. Không thể nào. Lục Lâm Thiên nghe vậy hít sâu một hơi. Kỷ Đại Hiên đại hút thuốc, nói. Về phần nguyên nhân thật sự là gì, vậy không có ai biết, có bao nhiêu thực lực, biết rõ bao nhiêu chuyện, tuy ta đã là hóa hồng cảnh, nhưng mà hóa hồng cảnh cũng có phân chia với nhau, kỳ thật thực lực cách biệt một trời một vực, có chút chuyện ta hoàn toàn không biết. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, vấn đề hư vô cảnh, trừ khi tiếp xúc tới tầng thứ kia, bằng không sẽ không biết. Kỷ Đại Hiên đại nhìn qua Lục Lâm Thiên, hắn tươi cười, nói. Hư vô cảnh với chúng ta còn xa mới chạm tới, đặc biệt là với ta mà nói, mong muốn mà không thể thành. Lục soái chân lý niết bàn, có lẽ sau này có thể đột phá gông cùm thiên địa, đặt chân cấp độ trong truyền thuyết kia. Con đường tu luyện, thiên phú là một chuyện, kỳ ngộ là một chuyện. Chính mình tôi luyện là một chuyện, nhưng mà có thể đi tới cuối cùng hay không, không ai nói rõ. Lục Lâm Thiên cảm thán, con đường tu luyện, thiên phú, kỳ ngộ, tôi luyện đều trọng yếu, thậm chí chiếm cứ tuyệt đối chính là vận khí, ai đi tới cuối cùng còn chưa biết. Kỷ Đại Hiên đại gật gật đầu, cũng ngạc nhiên khi thấy Lục Lâm Thiên nói như vậy, hắn tiếp tục nói. Trước mắt mà nói, trừ những viễn cổ đại năng mang thế giới hỗn độn bổn nguyên ra. Hóa hồng cảnh đã là tầng thứ cao nhất mà sinh linh đạt tới, cũng đại biểu cấp độ cao nhất trong 3.000 đại thế giới. Thân là hóa hồng cảnh, trong tình huống bình thường, ai cũng có thể trường tồn cổ kim, ai cũng nghĩ sẽ đặt chân cảnh giới trong truyền thuyết, vì vĩnh sinh và thực lực tăng cao hơn. Cho nên hóa hồng cảnh và tuyên cổ cảnh, niết bàn cảnh, đại đạo cảnh, thông thiên cảnh không cùng cấp độ, trong thời gian dài người cấp độ hóa hồng cảnh cũng có phân chia, đều mong một ngày đặt chân tới hư vô cảnh trong truyền thuyết. Hóa hồng cảnh có bao nhiêu giai? Lục Lâm Thiên nghe vậy, hỏi Kỷ Đại Hiên đại. Kỷ Đại Hiên đại mỉm cười, nói. Đến cấp độ hóa hồng cảnh này, đối với tu luyện muốn tăng lên một tầng, tuy nguyên lực cũng không thể thiếu, nhưng tiếp tục đột phá lên cao hơn, như vậy phải thể hiện trên áo nghĩa. Trong thời gian dài, hư vô cảnh là mong ước không thể đạt được, vạn vật sinh linh căn bản khó bước vào cấp độ này, cho nên thời gian dài tạo thành rất nhiều phân chia cấp độ trong hóa hồng cảnh. Cho nên không phải mỗi một hóa hồng cảnh đều có tu vị thực lực như nhau, khác biệt như trời và đất. Thậm chí khác biệt trong đó còn khó vượt qua như phá giới cảnh bước vào hóa hồng cảnh, khó có thể vượt qua được. Hơi ngưng lại, Kỷ Đại Hiên đại tiếp tục nói. Bởi vậy hóa hồng cảnh không phân thành giai, mà chia làm nguyên, từ nhất nguyên hóa hồng tới cửu nguyên hóa hồng. Nhất nguyên hóa hồng tới cửu nguyên hóa hồng. Lục Lâm Thiên chấn động, tầng thứ này quá nhiều. Sợ rằng nhất nguyên hóa hồng tới cửu nguyên hóa hồng đều gọi là hóa hồng cảnh, nhưng mà nhất nguyên hóa hồng và cửu nguyên hóa hồng khác biệt còn lớn hơn cả phá giới cảnh và hóa hồng cảnh.
Hóa hồng cảnh chia làm cửu nguyên, nhất nguyên hóa hồng đến tam nguyên hóa hồng gọi là xúc hồng hóa hồng. Tứ nguyên hóa hồng tới lục nguyên hóa hồng lại gọi là siêu phàm hóa hồng. Thất nguyên hóa hồng đến cửu nguyên hoa hồng gọi là viên mãn hóa hồng. Kỷ đại hiên đại lại nói. Xúc hồng hóa hồng, siêu phàm hóa hồng, viên mãn hóa hồng là ba cảnh giới đại khái, trong đó lại chia nhỏ, trong đó chia làm ba cảnh giới nhỏ, ví dụ như ta và Hạo Thần, còn có Phượng Viêm bị ngươi làm trọng thương vài ngày trước, nghiêm khắc mà nói là nhất nguyên hóa hồng xúc hồng hóa hồng. Xúc hồng hóa hồng, siêu phàm hóa hồng, viên mãn hóa hồng, tiểu, trung đại. Lục Lâm Thiên nghe vậy, nhíu mày, nói. Nhị nguyên hóa hồng có thể xưng là nhị nguyên trung xúc hồng. Tam nguyên hóa hồng gọi là đại xúc hồng, từ đó cứ suy ra. Không sai. Kỷ đại hiên đại gật gật đầu, nói. Hóa hồng cảnh mỗi một tầng thực lực chênh lệch rất lớn, thậm chí là tầng tầng điệp ra. Nhất nguyên tiểu xúc hồng hóa hồng cảnh và nhị nguyên trung xúc hồng là cái hào rộng, cái hào này còn lớn hơn cả phá giới cảnh đột phá tiểu xúc hồng hóa hồng rất nhiều. Ví dụ như Phượng Viêm, ví dụ như Hạo Thần, ví dụ như ta, chúng ta lúc còn trẻ nói tự phụ một ít. Đó là thế hệ phong hoa tuyệt đại. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ dừng lại ở nhất nguyên tiểu xúc hồng hóa hồng, muốn đột phá nhị nguyên trung xúc hồng khó như lên trời, đã mấy ngàn năm qua vẫn không chạm tới. Dứt lời, Kỷ đại hiên đại cảm thán, hắn buồn bực khó chịu. Hóa hồng cảnh, đúng là khó đột phá. Lục Lâm Thiên nghe vậy cũng thở dài, có thể đặt chân hóa hồng cảnh không ai không phải thế hệ phong hoa tuyệt đại, nhưng đến hóa hồng cảnh đột phá khó hơn lên trời. Hóa hồng cảnh khó có thể đột phá. Kỷ đại hiên đại thu hồi cảm thán, tiếp tục nói. Hóa hồng cảnh khó có thể đột phá, không chỉ vì lĩnh ngộ áo nghĩa, đồng thời cũng có quan hệ tuyệt đối với thiên phú bản thân, mà loại thiên phú này tiên thiên thiên phú rất trọng yếu, trong tiên thiên thiên phú chiếm địa vị tuyệt đối. Lục Lâm Thiên nghe vậy, nghi hoặc hỏi. Cái gì gọi là tiên thiên thiên phú? Tiên thiên thiên phú chính là được thiên địa chiếu cố. Tiên thiên thiên phú đại khái chia làm ba loại, loại thứ nhất, linh vật trời sinh, thiên phú bẩm sinh. Loại thứ hai, cổ tộc, trong người cổ tộc, đặc biệt là người nổi bật trong cổ tộc bẩm sinh đã có tiên thiên thiên phú. Kỷ đại hiên đại nói. Nghe vậy Lục Lâm Thiên gật đầu, ngược lại hắn dễ hiểu hơn, linh vật trời sinh và cổ tộc dù thế nào cũng có tiên thiên thiên phú, được thiên địa chiếu cố, hiện tại Lục gia cũng xem như cổ tộc, giống như linh vũ thế giới độc cô gia. Bắc Cung gia cũng được xem là cổ tộc. Loại thứ ba là sao? Lục Lâm Thiên hỏi Kỷ Đại Hiên Đại. Kỷ Đại Hiên Đại nghe xong, nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt chấn động, thở dài, nói. Loại thứ ba chính là Đại Thừa Niết Bàn, đây là điểm khác biệt chính thức giữa Đại Thừa Niết Bàn và Tiểu Thừa Niết Bàn. Đại Thừa Niết Bàn cần trải qua Niết Bàn kiếp, vượt qua sẽ được thiên địa thừa nhận, được thiên địa chiếu cố, bởi vậy xem như tiên thiên thiên phú. Đại thừa niết bàn người đặt chân càng cao, thành tựu ngày sau càng bất phàm. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên không nghĩ tới đại thừa niết bàn có chỗ tốt khi đạt tới hóa hồng cảnh, nói. Không biết tiên thiên thiên phú trong hóa hồng cảnh có chỗ tốt gì. Chỗ tốt này một đi không trở lại. Kỷ đại hiên đại thở dài. Thể hệ phong hoa tuyệt đại đặt chân hóa hồng cảnh, nếu tu vị bình thường đặt chân hóa hồng cảnh, chỉ có dùng ở cấp độ xúc hồng hóa hồng. Muốn đặt chân siêu phàm hóa hồng cần phải độ hồng kiếp. Độ hồng kiếp. Lục Lâm Thiên nhíu mày, hắn lần đầu tiên nghe thấy hồng kiếp. Đúng vậy, độ hồng kiếp. Kỷ đại hiên đại gật gật đầu, lập tức nói. Hồng kiếp cũng giống đại thừa niết bàn độ niết bàn kiếp, động tính không lớn như thế, nhưng mà hung hiểm tăng lên khủng khiếp. Nhưng mà một khi hồng kiếp thất bại, nhẹ thì thực lực đại tổn, không còn khả năng đột phá. Nặng thì nguyên đan linh hồn ảnh hưởng cực lớn. Trở thành phế nhân cũng có khả năng, thậm chí trực tiếp bị hồng kiếp đánh thần hồn câu diệt cũng có xảy ra. Hồng kiếp một tầng lớn hơn một tầng, thậm chí có tên xui xẻo, đột phá đến nhị nguyên trung xúc hồng hoặc là tam nguyên đại xúc hồng sẽ gặp phải hồng kiếp, không thể bảo là không gặp xui. Kỷ đại hiên đại thở dài, lập tức kính sợ trong lòng, hắn về sau nếu có cơ hội đặt chân siêu phàm hóa hồng cần trải qua hồng kiếp, tâm thần của hắn hoảng hốt. Hóa hồng cảnh, thật sự khủng bố. Lục Lâm Thiên nghe xong cũng nổi da gà, lúc trước trải qua vô thượng lôi kiếp, vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp còn có đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, đó là hung hiểm cửu tử nhất sinh, hiện tại Lục Lâm Thiên vẫn sợ hãi đấy. Ngươi khủng bố cái gì, đối với ngươi mà nói không có chút ảnh hưởng gì cả. Nghe Lục Lâm Thiên nói thế,
Kỳ Đại Hiên đại trừng Lục Lâm Thiên, nói. Người mang tiên thiên thiên phú, tộc nhân cổ tộc huyết thống trực hệ có thể trực tiếp đạt tới lục nguyên đại siêu phàm hóa hồng mà không cần độ kiếp. Linh vật trời sinh thân người, trực tiếp đến thất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng cảnh không cần độ hồng kiếp, ít đi nguy hiểm hồng kiếp, tự nhiên tăng lên càng mạnh. Còn có chỗ tốt cỡ này. Lục Lâm Thiên sợ hãi thán phục. Đặc biệt là linh vật trời sinh, vô thượng niết bàn cùng vô lượng niết bàn kiếp bỏ qua, ngay cả dưới thất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng cũng không cần độ, không có hồng kiếp ngăn cản, tu vị thực lực sẽ rất mạnh. Kỳ Đại Hiên Đại tiếp tục đến. Trừ linh vật trời sinh và cổ tộc ra, thân là đại thừa niết bàn vô thượng niết bàn sẽ giống như linh vật trời sinh, cũng có thể trực tiếp đạt tới thất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng mà không cần độ kiếp. Cái gì? Ánh mắt Lục Lâm Thiên kinh ngạc, không nghĩ tới vô thượng niết bàn lại được thiên địa chiếu cố như vậy, nói. Vô thượng niết bàn người dĩ nhiên có thể mạnh hơn cả cổ tộc. Đó là đương nhiên, những cổ tộc kia dựa vào tổ tiên phù hộ, đến bây giờ đã sớm không thể sánh bằng những tổ tiên thôn thiên triệt địa kia, nhưng mà vẫn có thể ngạo nghễ trong thiên địa. Kỳ Đại Hiên Đại cười nói. Mà vô thượng niết bàn, thế hệ đỉnh phong của cổ tộc khó đạt tới. Cho nên vô thượng niết bàn đã bị thiên địa chiếu cố cao hơn cổ tộc cũng không kỳ quái, chớ xem thường đại thừa niết bàn. Đương nhiên, nếu cổ tộc có người đạt tới vô thượng niết bàn, cũng có thể đạt tới thất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng mà không cần độ hồng kiếp. Kỳ Đại Hiên Đại nói. Thật sự đủ chiếu cố. Lục Lâm Thiên sợ hãi thán phục, lập tức chờ mong nhìn qua Kỳ Đại Hiên Đại, nói. Còn vô lượng niết bàn và chân lý niết bàn thì sao? Kỳ Đại Hiên Đại nói. Đại thừa niết bàn vô lượng niết bàn trực tiếp đến bát nguyên trung viên mãn hóa hồng không cần độ kiếp. Vừa dứt lời, Kỳ Đại Hiên Đại ngừng lại, lập tức hít sâu một hơi. Hô! Lục Lâm Thiên ánh mắt chờ mong nhìn qua Kỳ Đại Hiên Đại, hỏi. Còn chân lý niết bàn thì sao? Kỳ Đại Hiên Đại nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt mang theo rung động, thật lâu sau mới nói. Chân lý niết bàn không bị hồng kiếp ngăn cản, một đường bình thản, chân lý niết bàn nhất định có cơ hội tiếp xúc hư vô cảnh trong truyền thuyết. Còn có chỗ tốt và tiện nghi lớn như vậy. Lục Lâm Thiên nghe xong liền khiếp sợ, lập tức cười hắc hắc, lần đầu tiên hắn có cảm giác chiếm tiện nghi, chính mình dĩ nhiên còn bỏ qua cổ tộc và linh vật trời sinh ra sau đầu. Ngươi cho rằng chân lý niết bàn đi đầy đất sao, trong thiên địa có người nào xuất hiện sẽ rung động trời xanh, chấn động 3000 đại thế giới, vượt qua đại kiếp nạn khủng khiếp của đại thừa diệt thế tinh thần kiếp đã được thiên địa tán thành lớn nhất, hồng kiếp không tồn tại. Kỳ Đại Hiên Đại thở dài, nói. Nhưng mà tiên thiên thiên phú chỉ là một phần trong đó, có thiên phú cực lớn chưa chắc vượt qua người khác. Hơi dừng lại, hít một hơi, Kỳ Đại Hiên Đại tiếp tục nói. Ví dụ như cổ tộc huyết mạch trực hệ đều có thể đạt tới lục nguyên đại siêu phàm hóa hồng, đến thất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng mới nghênh đón hồng kiếp đầu tiên. Nhưng cũng không đại biểu tất cả huyết mạch trực hệ đều có thể đạt tới thất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng. Thậm chí cổ tộc có huyết mạch trực hệ có thể tiến vào hóa hồng cảnh càng ít, có thể đạt tới thất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng và nghênh đón hồng kiếp đầu tiên càng nhỏ. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, thiên phú không có nghĩa là tất cả, thiên phú là một phần trọng yếu. Nhưng mà lại không phải tuyệt đối, có một ít việc cần bản thân đi cố gắng. Lục soái chân lý niết bàn, về sau Lục gia nhất định quật khởi, đợi một thời gian sẽ là gia tộc cao cấp nhất. Kỳ Đại Hiên Đại cảm thán nói. Kỳ lão ca, ngươi nói chân lý niết bàn của ta mang tới chỗ tốt cực lớn cho gia tộc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, tiếp tục hỏi Kỳ Đại Hiên Đại, từ khi đặt chân chân lý niết bàn, linh hồn của Lục Lâm Thiên mạnh hơn không ít. Về sau nhìn thấy tu vị Lục Kinh Vân, Lục Tượng và Lục Xảo ba người, cùng với ba người nói thời gian trước thực lực tăng vọt rất nhanh, Lục Lâm Thiên tính toán thời gian đó là thời điểm mình hoàn thành chân lý niết bàn. Bởi vậy Lục Lâm Thiên cũng không khó biết rõ, bản thân mình đã tới chân lý niết bàn và kim thuộc tính bổn nguyên trên linh vũ đại lục thừa nhận đã được thiên địa chiếu cố, làm cho cả Lục gia có chỗ tốt cực lớn. Xem ra, người thật sự không biết gì hết. Kỳ Đại Hiên Đại rất nghi hoặc nhìn qua Lục Lâm Thiên, hắn thật sự không nghĩ ra dựa vào thiên phú của Lục Lâm Thiên lúc này, sau lưng phải có thế lực khổng lồ mới đúng chứ. Nghi hoặc chừng Lục Lâm Thiên, Kỳ Đại Hiên Đại cũng thở dài khi thấy biểu lộ mờ mịt của Lục Lâm Thiên, lúc này kính sợ nói. Chân lý niết bàn, một người đắc đạo, thiên địa chiếu cố, thần thông hàng lâm, từ nay về sau đặt chân gia tộc đỉnh phong, bao trùm chúng sinh, Lục gia sau này sẽ rầm rộ trong 3000 đại thế giới.
thiên địa chiếu cố, thần thông hàng lâm, bao trùm chúng sinh. Lục Lâm Thiên nghe vậy cũng chấn động, máu trong người sôi lên. Kỷ Đại Yên Đại nghiêm mặt nói. Chân lý Niết Bàn, thiên địa chiếu cố, từ nay về sau huyết mạch trực hệ của Lục gia tuy Đại Thừa Niết Bàn có kiếp, nhưng mà cũng như linh vật trời sinh, một khi tiến vào hóa hồng cảnh, trực tiếp có thể đến thất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng mới có hồng kiếp, so với cổ tộc còn mạnh hơn một ít. Mà khác với linh vật trời sinh là, linh vật trời sinh cũng không có đại gia tộc, mà Lục gia sớm muộn cũng hình thành đại gia tộc, về sau quật khởi trong 3.000 đại thế giới là đương nhiên. Kỷ Đại Yên Đại tiếp tục nói. Bằng vào thiên địa chiếu cố, Lục gia muốn rầm rộ dễ dàng, muốn bao trùm chúng sinh thì khó làm được, nhưng mà nếu tăng thêm thần thông hàng lâm, vậy thì không kém bao nhiêu đâu. Thần thông hàng lâm là có ý gì? Lục Lâm Thiên hỏi. Thiên phú hoặc áo nghĩa mạnh nhất của người nắm giữ chân lý Niết Bàn sẽ được thiên địa chiếu cố, với tư cách lạc ấn hàng lâm lên người con cháu trực hệ, không lâu sau sẽ lĩnh ngộ hoặc thức tỉnh, đến lúc đó cả gia tộc đều có áo nghĩa hoặc thiên phú khủng bố kia. Kỷ Đại Yên Đại nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt mang theo rung động, nói. Dựa theo tin tức ta nhận được, Lục Soái đã sớm là nhân vật phong vân ở Thượng Thanh Thế Giới và 3.000 đại thế giới, lĩnh ngộ đệ ngũ kỳ là áo nghĩa, thiên phú này còn hiếm hơn cả chân lý Niết Bàn. Theo ta suy đoán, trên người Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Xảo đã có kỳ là áo nghĩa thức tỉnh. Sợ rằng không bao lâu sau cả Lục gia sẽ được thiên địa hàng lâm lạc ấn vào trong huyết mạch. Chân lý Niết Bàn, một người đắc đạo, thiên địa chiếu cố, thần thông hàng lâm, bao trùm chúng sinh, từ nay về sau đặt chân gia tộc đỉnh phong, tương lai không lâu, Lục gia sẽ đứng ở đỉnh phong của 3.000 đại thế giới. Trong thiên trụ giới tầng thứ 7, Lục Lâm Thiên phun trọc khí ra, không gian chấn động không ngớt, trong mắt có tinh quang lập lòe, khí tức man hoang biến mất không thấy. Vài ngày trước, Lục Lâm Thiên đã tiễn Lục Kinh Vân, Lục Tượng cùng Lục Xảo ba người đi, sau đó giải quyết chuyện Lục gia quân. Ba ngày trước Kỷ Đại Yên Đại và người Minh Quang Thế Giới mang theo Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Xảo, còn có bối nhi rời khỏi thương khung chiến trường tiến về vô sắc thế giới vấn an người nhà. Lục Lâm Thiên cũng vào trong thiên trụ giới khôi phục nguyên lực trong đan điền khí hải. Thời gian 3 ngày, trong thiên trụ giới tầng thứ 7 thời gian không nhiều, hỗn độn âm dương quyết khôi phục tốc độ rất nhanh, Lục Lâm Thiên đã sớm không cần lo lắng. Ngày đó tuy trọng thương Phượng Viêm, nhưng Lục Lâm Thiên tiêu hao hầu như không còn đến mức tận cùng, ngay cả hồn anh của Phượng Viêm cũng trơ mắt nhìn đào thoát mà không thể đuổi theo, bằng không lúc đó Phượng Viêm sẽ nằm lại trong thương khung chiến trường. Nhưng Lục Lâm Thiên rất thỏa mãn với thực lực của mình. Đương nhiên, loại thỏa mãn này tuyệt đối không phải cư xê hạn của Lục Lâm Thiên, đây là quá trình, mục tiêu của Lục Lâm Thiên còn xa lắm. Chân lý Niết Bàn, trọng thương Phượng Viêm, đây đã là không tệ, nhưng Lục Lâm Thiên biết còn chưa đủ. Bất kể như thế nào, lần này có đột phá không nhỏ, từ sinh tử Niết Bàn trực tiếp đột phá đến chân lý Niết Bàn, Lục Lâm Thiên cảm thấy kiêu ngạo. Lão ảnh nói tám sư huynh sư tỷ đều là vô lượng Niết Bàn, mình bây giờ cũng không mất mặt. Đặc biệt từ lời Kỷ Đại Yên Đại, Lục Lâm Thiên biết được mình đạt tới chân lý Niết Bàn mang chỗ tốt lớn cho Lục gia, về sau sẽ giúp Lục gia đặt chân hàng ngũ gia tộc cao cấp nhất trong 3.000 đại thế giới, với tâm tình Lục Lâm Thiên bây giờ, kích động là đương nhiên. Tiếp tục cố gắng, cường giả vĩnh viễn không có điểm dừng. Lục Lâm Thiên cười cười, thì thầm. Trạng vạng tối. Tà dương như máu, trời chiều bao phủ dãy núi. Sau khi ra khỏi thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên từ lời Thái A cùng Lục Linh biết được, liên minh quân bộ Hạo Thần Hoàng Giả và Cô Lang, Băng Thiên Lý, còn có quân đoàn Thiên Hạ Mộ Linh Lạc đã đến quân đoàn Hùng Phong, nghe nói có tin tức trong liên minh quân bộ truyền đến. Thái A lúc này nói với Lục Lâm Thiên. Sư phụ, bọn họ đến, nói có tin tức chỉ nói cho một mình sư phụ biết. Người nói liên minh quân bộ tới có phải vì chuyện quân đoàn Thiên Phượng không? Lục Lâm Thiên nói. Bảo bọn họ đi đại điện đi, ta sẽ đi qua. Ta sẽ đi thông chi. Thái A gật gật đầu, lập tức xoay người đi. Nhìn qua Thái A rời khỏi đại sảnh, Lục Linh nói. Lục Soái, ta tiếp xúc với Linh Lạc, từ lời của nàng biết, trong liên minh quân bộ không tới gây phiền toái cho chúng ta, nhưng rất giữ bí mật, không nói là việc gì. Lục Lâm Thiên trầm tư một hồi, cũng không biết có chuyện gì, cứ tùy cơ ứng biến. Lập tức Lục Lâm Thiên mỉm cười, nói với Lục Linh. Ngươi và đại tiểu thư quân đoàn Thiên Hạ Mộ có chuyện gì? Cũng không có gì, vốn là nàng đi tìm ta, nói là quân đoàn Thiên Hạ cố ý bảo ta gia nhập,
nhưng ta cự tuyệt. Từ đó về sau nàng vẫn không ngừng chào đón ta, mà người theo đuổi nàng không ít, ta chỉ là một trong số đó, lúc trước thực lực của ta thậm chí không bằng nàng. Lục Linh do dự, sắc mặt ngượng ngùng nói với Lục Lâm Thiên. Ta cảm giác, nàng dường như có hảo cảm với ngươi mà không phải ta. Thật sao? Lục Lâm Thiên sững sờ, lập tức nhìn qua Lục Linh, hỏi. Chẳng lẽ ngươi không có lòng tin với mình như vậy sao? Chuyện này không giống Lục Linh ngươi. Lục Linh ngẩng đầu, thân ảnh cao ngất không cong, nói. Đương nhiên không phải, nhưng cảm tình không thể miễn cưỡng. Lời nói mặc dù như thế, nhưng chưa thử làm sao biết. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Mộ đại tiểu thư tuyệt đối không phải vừa ý ta, cho dù nhìn ta nhiều hơn vài lần, vậy cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Mộ đại tiểu thư tính cách không tầm thường, với tính cách của nàng, nếu ưa thích một nam nhân, chắc chắn sẽ điên cuồng theo đuổi, cho nên thực vừa ý ta, tuyệt đối sẽ không đặt trong lòng. Lục Linh nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, lườm lườm Lục Lâm Thiên, nói. Lục soái, nhìn ngươi nhiều kinh nghiệm như thế, ta nên làm gì? Chuyện này, ta có kinh nghiệm gì chứ? Lục Lâm Thiên nghe vậy, lập tức ánh mắt biến hóa, nhìn Lục Linh, lập tức cười nói. Có phải ngươi mặt dày mày dạn với Mộ đại tiểu thư, dây dưa không được? Cái gì gọi là mặt dày mày dạn, dây dưa không được? Lục Linh chừng Lục Lâm Thiên, nói. Ta chỉ quan tâm. Tốt, mặc kệ gọi mặt dày mày dạn hay là quan tâm. Dù sao đều như nhau. Lục Lâm Thiên khoác tay, chen ngang Lục Linh giải thích, nói. Nếu ngươi tin tưởng ta, vậy nghe ta, nếu không tin thì xem như ta chưa nói. Nhưng mà tuyên bố trước, chỉ là đề nghị mà thôi, về phần hậu quả như thế nào, vậy cũng không liên quan hay trách ta đấy. Cái này, Lục Linh hơi không tin Lục Lâm Thiên, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức hạ quyết tâm, nói. Ta sẽ tin ngươi một hồi, ngươi nói đi. Ta nên làm sao bây giờ? Từ hôm nay trở đi, ngươi không nhìn nàng cái nào, nàng nói cái gì ngươi cũng làm trái lại với nàng, ép nàng buồn bực muốn chết, xem nàng làm gì cũng không vừa mắt. Ta có cảm giác ngươi đẩy ta vào đống lửa. Lục Linh rất hoài nghi lời Lục Lâm Thiên. Lấy lui làm tiến, thích tin hay không tùy ngươi, ta đi đại điện đây, chính ngươi cân nhắc đi, dù sao cũng không phải ta thích Mộ đại tiểu thư. Lục Lâm Thiên vung tay áo rời khỏi đại sảnh. Đúng rồi Lục soái, ta còn có chuyện trọng yếu hỏi ngươi. Lục Linh trầm tư, sau đó nói nhỏ. Thế nào là ép nàng buồn bực muốn chết? Các vị, dựa theo tin tức chúng ta tìm hiểu được, cách đó không xa chính là vị trí quân đoàn Hùng Phong. Lục sư đệ bây giờ là đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong, có lẽ đang ở trong quân đoàn. Không biết tiểu tử Lâm Thiên gặp chúng ta sẽ như thế nào, hắc hắc. Trên bầu trời có 6 thân ảnh bay đi, từng đạo âm thanh truyền ra. 6 thân ảnh biến mất trong hư không. Lục Lâm Thiên đến tổng bộ quân đoàn Hùng Phong, trong đại điện Hạo Thần Hoàng Giả đang đợi ở đó. Trong đại điện chỉ có một mình Hạo Thần Hoàng Giả, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên cảm thấy kỳ quái, ánh mắt ám động, ôm quyền nói. Hạo Thần Hoàng Giả đợi lâu. Ta bây giờ nên gọi ngươi là Lục Hoàng hay là Lục Soái đây? Ha ha, chúc mừng Lục Soái. Hạo Thần Hoàng Giả đứng dậy, ôm quyền cười ha ha. Không dám vô lễ. Hạo Thần Hoàng Giả nói đùa. Hai người ngồi xuống, Lục Lâm Thiên nói. Không biết Hạo Thần Hoàng Giả tự mình tới đây làm gì. Có một chuyện, mật địa thiên giới truyền tin tức, Lục Soái và Thái A lúc trước bị phạt tại thương khung chiến trường 500 năm, hiện tại đặc xá, bảo Lục Soái và Thái A dùng tốc độ nhanh nhất bí mật quay về mật địa thiên giới, ngay hôm đó xuất phát, càng nhanh càng tốt. Hạo Thần Hoàng Giả nói với Lục Lâm Thiên. Hiện tại quay về mật địa thiên giới. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, thời gian 500 năm mới qua một ít mà thôi, mật địa thiên giới quyết định biến hóa quá nhanh. Chuyện này không kỳ quái. Hạo Thần Hoàng Giả nói với Lục Lâm Thiên. Bản thân Lục Soái lĩnh ngộ đệ ngũ kỳ là áo nghĩa, bị xử phạt vào trong thương khung chiến trường là cân nhắc nhiều việc. Lúc này có chân lý Niết Bàn, Thiên La Minh đã biết được, tự nhiên không tiếc giá nào đối phó Lục Soái. Cho nên chúng ta phải rời khỏi thương khung chiến trường càng sớm càng tốt, vào mật địa thiên giới sẽ an toàn hơn. Vì an toàn của Lục Soái, bên trên triệu Lục Soái về mật địa thiên giới, tin tức này không bao nhiêu người trong liên minh quân bộ biết. Lục Lâm Thiên nghe vậy mới biết được, khó trách lúc này liên minh quân bộ truyền tin tức giữ bí mật như vậy, thì ra là bảo mình về mật địa thiên giới.
đột nhiên rời khỏi thương khung chiến trường, buông bỏ Lục Gia Quân vừa hình thành, trong lòng Lục Lâm Thiên có chút không nỡ bỏ. Tuy trong thương khung chiến trường hung hiểm, khắp nơi đều là giết chóc, nhưng mà Lục Lâm Thiên cũng hiểu rõ mình thích hợp nơi đây. Nhưng Lục Lâm Thiên cũng biết rõ, trước mắt mình nên quay về, ở đó trăm lợi không có một hại, mật địa thiên giới có không ít bí cảnh lĩnh ngộ, có thể giúp mình đạt được không ít chỗ tốt. Ta về mật địa thiên giới, thế nhưng mà quân đoàn Hùng Phong và Lục Lâm Thiên lo lắng sau khi về mật địa thiên giới, Lục Gia Quân bị trùng kích thật lớn. Lục Gia Quân Lục Soái đại khái có thể an bài, nhưng mà lúc này phải về mật địa thiên giới, cấp trên hy vọng Lục Linh cùng đi, Lục Linh đã sớm là người được điểm danh vào mật địa thiên giới. Hạo Thần Hoàng giả nói với Lục Lâm Thiên, chỉ sợ phiền toái. Trầm tư một hồi, Lục Lâm Thiên lần nữa đối với Hạo Thần Hoàng giả nói. Quân đoàn Hùng Phong còn có thượng đẳng công huân còn chưa hối đoái. Hạo Thần Hoàng giả cười cười, giải thích với Lục Lâm Thiên. Việc này Lục Soái cũng không cần lo lắng, Lục Soái là người phụ trách quân đoàn Hùng Phong, thượng đẳng công huân vào mật địa thiên giới đổi cũng được, thậm chí đổi trong mật địa thiên giới mới có lợi. Lục Lâm Thiên nghe vậy yên tâm hơn, nhưng mà Lục Linh cũng sắp đi mật địa thiên giới, Lục Gia Quân vừa hình thành khó mà bỏ được. Lục Lâm Thiên trở lại đình viện. Trong thiên điện nhìn thấy Mộ Linh Lạc thở phì phì chạy đến. Mộ tiểu thư, như thế nào? Lục Lâm Thiên thấy thế, lập tức nghi hoặc hỏi Mộ Linh Lạc. Hừ, ta xem như nhớ kỹ Lục Gia Quân của ngươi. Mộ Linh Lạc hừ Lục Lâm Thiên một tiếng, đường đường tuyên cổ cảnh trung giai lại bĩu môi như tiểu nha đầu, cũng không quay đầu lại đi. Xảy ra chuyện gì, quái? Lục Lâm Thiên sững sờ, lập tức nghi hoặc đi vào đình viện. Lúc này mới phát hiện Lục Linh và Thái A vẫn còn chờ, lập tức hỏi Lục Linh cùng Thái A. Vừa mới Mộ Gia đại tiểu thư là thế nào? Lục Linh nhún nhún vai, nói với Lục Lâm Thiên. Không có gì, nàng biết ta đi vào trong Lục Gia Quân, vừa mới hỏi phương pháp luyện chế chiến hạm phi hổ cấp 5, ta nói ta cũng không biết. Thái A lườm Lục Linh, nói với Lục Lâm Thiên. Lục Linh phó soái còn nói với Mộ Gia đại tiểu thư. Về sau không có việc gì ít đến Lục Gia Quân chúng ta không có người nào hoan nghênh nàng, cho nên Mộ Gia đại tiểu thư thở phì phì chạy đi. Lục Lâm Thiên nghe vậy, lập tức ngoài ý muốn nhìn qua Lục Linh, sau một lát, cười tà nói. Chính là như vậy, lần sau nên hung ác hơn, dường như còn có chút không đủ, nên làm nhiều hơn mới tốt. Lục Linh trợn mắt nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức nói. Liên minh quân bộ có tin tức gì mà thần bí như thế? Lục Lâm Thiên nói với bọn họ, Lục Linh cùng Thái A hai người bắt đầu trầm mặc. Một lát sau, Lục Linh ngẩng đầu nói với Lục Lâm Thiên. Lục Soái, Lục Gia Quân vừa ngưng tụ, thời điểm này ngươi đi, sợ rằng không ổn. Thế nhưng mà ngươi không đi, với tình huống của ngươi hiện tại, sợ là Thiên La Minh tuyệt đối không bỏ qua cơ hội, cho nên ngươi cũng không đi không được. Ngừng dừng một cái, Lục Linh nói. Bằng không như vậy đi, các ngươi đi mật địa thiên giới. Ta lưu lại. Vậy cũng không ổn. Lục Lâm Thiên do dự một lúc, lắc đầu nói. Lúc này ta còn nghĩ, dù sao sáng mai đi sớm mới tốt. Đi nhanh như vậy. Lục Linh cùng Thái A nghe vậy, sáng mai đi sớm như thế, ở trong thương khung chiến trường lâu như vậy, bất kể là Thái A hay là Lục Linh đều không nỡ. Lục Lâm Thiên đành chịu, Hạo Thần Hoàng giả nói bây giờ đi, nhưng chuyện Lục Gia Quân còn chưa có an bài. Lục Lâm Thiên mới thật sự không dễ dàng nói sáng mai đi. Lục Soái, còn có một chuyện trọng yếu, ta muốn xác nhận với ngươi. Do dự một lát, Lục Linh bố trí cấm chế trong đại điện, lúc này mới nghiêm túc nhìn Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy Lục Linh trọng trọng như vậy, Thái A cùng Lục Lâm Thiên đều nhìn Lục Linh. Bố trí tốt cấm chế xong, Lục Linh lập tức nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Lục Soái, nếu ta suy đoán không sai. Ngươi nhất định là tu luyện bất diệt huyền thể, trên người của ngươi cũng có được một đạo tử kim huyền lôi. Đúng vậy, ta cũng biết trên người của ngươi cũng có được một đạo tử kim huyền lôi, ta lần đầu giao thủ với ngươi đã biết, vốn còn muốn tìm thời gian đối chiếu, như ta sở liệu, ta tu luyện bất diệt huyền thể là cùng một mạch với bất diệt kim cương tượng của ngươi. Lục Lâm Thiên trực tiếp gật đầu, chuyện này làm Lục Lâm Thiên kỳ quái nên hỏi rõ. Xem ra đúng là thế. Lục Soái quả nhiên người mang tử kim huyền lôi tu luyện bất diệt huyền thể. Lục Linh ngạc nhiên, dường như khó tưởng tượng nổi, lập tức hỏi Lục Lâm Thiên. Xin hỏi Lục Soái, không biết làm sao có được tử kim huyền lôi,
làm sao tu thành bất diệt huyền thể? Theo ta được biết, người bình thường căn bản không tu luyện thành bất diệt huyền thể, việc này có quan hệ lớn với sư môn của ta, kính xin lục soái nói rõ. Ta trong lúc vô tình đạt được bất diệt huyền thể, cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa chết rồi. Lục Lâm Thiên không có giấu giếm, lúc này nói về lai lịch của Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng Tử Kim Huyền Lôi, tâm thần khẽ động, gọi Tử Lôi Huyền Đỉnh ra, khí tức lôi đình nồng đậm, Tử Lôi Huyền Đỉnh lớn như lòng bàn tay đang xoay tròn, cuối cùng trong đại sảnh đầy lôi đình. Tử Lôi Huyền Đỉnh, đây là Tử Lôi Huyền Đỉnh. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên cầm Tử Lôi Huyền Đỉnh, Lục Linh biến sắc, giống như gặp quỷ, lập tức ánh mắt nhìn qua Tử Lôi Huyền Đỉnh cung kính, thần sắc tuấn lãng nghiêm túc. Lục Linh phản ứng làm Lục Lâm Thiên nghi hoặc, lúc này không thể không nghi ngờ, nói với Lục Linh. Lục Linh, có chuyện gì vậy? Lục Linh ngẩng đầu, nhìn Tử Lôi Huyền Đỉnh tràn đầy kính sợ, nói. Đây là thánh vật, Tử Lôi Huyền Đỉnh là thánh vật. Lục Lâm Thiên thu hồi Tử Lôi Huyền Đỉnh, hỏi Lục Linh. Cái gì thánh vật, ngươi nói mau. Lục Linh lúc này nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Lục soái, ngươi biết Tuyên Cổ Điện chứ? Lại là Tuyên Cổ Điện sao, chẳng lẽ Tử Lôi Huyền Đỉnh có quan hệ với Tuyên Cổ Điện? Lục Lâm Thiên thì thào, hắn chỉ hiểu một ít về Tuyên Cổ Điện mà thôi. Tiếp theo Lục Linh giới thiệu, Lục Lâm Thiên lúc này mới dần dần biết được, bản thân Lục Linh đến từ Tuyên Cổ Điện, nhưng lại không phải đệ tử bình thường của Tuyên Cổ Điện, chính là đệ tử nội điện của Tuyên Cổ Điện. Tuyên Cổ Điện chia làm nội điện cùng ngoại điện tự do, cũng giống thiên địa các trên Linh Vũ Đại Lục. Tuyên Cổ Điện phân chia rất nghiêm khắc, nội điện Tuyên Cổ Điện mới là nơi chèo chống Tuyên Cổ Điện, cũng là đại biểu của Tuyên Cổ Điện. Nghe nói trong Tuyên Cổ Điện cường giả như mây, ngay cả cổ tộc cũng không dám chọc Tuyên Cổ Điện. Tăng thêm tính đặc thù của Tuyên Cổ Điện, thế lực này có thể nói chiếm giữ 3.000 đại thế giới, càng không có kẻ nóng đầu đánh chủ ý Tuyên Cổ Điện. Cổ tộc cũng không dám tự cao, người trong Tuyên Cổ Điện không dễ chọc. Tuyên Cổ Điện là một nghi vấn với người ngoài, Tuyên Cổ Điện tràn ngập không khí thần bí. Đương nhiên, Lục Linh thân là đệ tử nội điện nên hiểu rõ không ít nội tình. Nghe nói Lục Linh là nội điện trong Tuyên Cổ Điện, địa vị cũng không thấp. Từ lời Lục Linh, Lục Lâm Thiên biết được trong Tuyên Cổ Điện có Tử Lôi Huyền Đỉnh, mà Tử Lôi Huyền Đỉnh có được Tử Kim Huyền Lôi. Tục truyền nói, ngoại giới tổng cộng có 8 Tử Lôi Huyền Đỉnh, tăng thêm một Tử Lôi Huyền Đỉnh trong Tuyên Cổ Điện là có 9 Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tử Lôi Huyền Đỉnh chính là thánh vật trong Tuyên Cổ Điện, chỉ có đệ tử ưu tú mới có tư cách tu luyện bất diệt huyền thể, đương nhiên đệ tử Tuyên Cổ Điện không có bao nhiêu người tu thành bất diệt huyền thể. 8 cái Tử Lôi Huyền Đỉnh khác là như thế nào, Lục Linh cũng không biết, nghe nói khả năng chỉ có cường giả thế hệ trước trong Tuyên Cổ Điện mới biết. Nhưng mà lại có thể khẳng định, 8 Tử Lôi Huyền Đỉnh khác có quan hệ lớn tới Tử Lôi Huyền Đỉnh của Tuyên Cổ Điện, Tử Lôi Huyền Đỉnh là tồn tại mạnh nhất, uy áp và Tử Kim Huyền Lôi mạnh hơn 8 Tử Lôi Huyền Đỉnh khác rất nhiều. Thì ra là thế. Nghe Lục Linh nói, Lục Lâm Thiên cũng hiểu đại khái, Tử Lôi Huyền Đỉnh không rõ lai lịch, thì ra có quan hệ với Tuyên Cổ Điện. Thu hồi kinh ngạc, Lục Linh nói với Lục Lâm Thiên. Lục soái, ta không biết ngươi làm sao tu thành bất diệt huyền thể, làm sao đạt được một đạo Tử Lôi Huyền Đỉnh, nhưng mà ta bây giờ có thể xác định, Lục soái hiện tại đã là bất diệt thiên thể. Từ đồn đãi về bất diệt thiên thể, Lục Linh rất rõ ràng đại biểu nó là thế nào, trong Tuyên Cổ Điện chưa từng có ai tu luyện thành công, mình cũng không thể, mà bây giờ hắn có thể khẳng định, Lục Lâm Thiên đã có được bất diệt thiên thể. Cái gì là bất diệt thiên thể? Lục Lâm Thiên nghi hoặc. Lục Linh nhìn Lục Lâm Thiên, hỏi. Chẳng lẽ Lục Soái không có cảm giác đến gần đây bất diệt huyền thể mạnh hơn không ít sao? Hình như là mạnh hơn thật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 145.